Diệp Thiên Nam không tham gia buổi lễ, anh ta đứng ở cửa sổ văn phòng vô cảm nhìn về đội ngũ buổi lễ, có Trịnh Thịnh, có Hạ Tường, có Trịnh Hải Kỳ, còn có vài ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh. Ánh mắt Diệp Thiên Nam đầy phẫn nộ, Hạ Tường thật khinh người quá đáng, thừa dịp Phó Tiên Phong không ở tỉnh ủy, đã kết hợp với Trịnh Thịnh để đuổi Lâm Hoa Kiến và Du Phương Nghi, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn tổ chức nội bộ ủy ban kỷ luật bền chắc như thép. Hạ Tường sâu xa thế nào trong lòng Diệp Thiên Nam biết rất rõ, chỉ có nội bộ ủy ban kỷ luật trên dưới đồng lòng rồi, mới có thể đạt được đột phá lớn trong vụ án Đường Gia Thiếu và Tất Bằng. Mà vụ án Đường Gia Thiếu và Tất Bằng có lớn hay không, tham ô có phải ở mức lớn hay không đều không phải là vấn đề quan trọng là hai người đều có liên quan đến công ty cầu đường tỉnh Tương. Hạ Tường hạ quyết tâm, phải làm đến cùng, phải làm cho đến sáng tỏ trong vụ công ty cầu đường tỉnh Tương. Diệp Thiên Nam do dự một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu Hạ Tường đã chạm đến mức chịu đựng cuối cùng của y cũng không phải hổ bị bệnh, cũng có răng nhọn và răng nanh, đến lúc nóng giận quá cũng có thể cắn người. Lâm Hoa Kiến và Du Phương chuyển đi, Ủy ban kỷ luật tỉnh Tương lập tức đổi mới hoàn toàn. Hạ Tường tiến hành bước kế tiếp trong việc củng cố địa vị. Trong một tháng rưỡi tiếp theo, hắn sẽ dần dần điều chỉnh phân công nội bộ, củng cố tuyệt đối địa vị số 1. Đương nhiên tạo quyền uy cho cá nhân không phải là vấn đề trọng điểm, quan trọng là lợi dụng thời gian một tháng rưỡi để hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của Đường Gia Thiếu, Thẩm Hà Dương và Tất Bằng, hoàn toàn nắm trong tay vấn đề tham nhũng ở cầu đường tỉnh Tương. Có một điểm Diệp Thiên Nam đã đoán đúng trong suy nghĩ của Hạ Tường, Hạ Tường muốn không phải là phá hủy công ty cầu đường tỉnh Tương, mà là thay máu cho nó. Vì vậy từ đầu cho đến giờ Hạ Tường luôn dùng những con đường bình thường để phân giải thế lực của công ty cầu đường tỉnh Tương, chứ không phải dùng truyền thông để đạp đổ công ty cầu đường tỉnh Tương. Diệp Thiên Nam cũng không đơn giản, anh ta cũng nắm rõ được suy nghĩ của Hạ Tường. Hạ Tường chính là mượn việc điều tra sự cố cầu đường tỉnh Tương để đạt được mục đích chính trị của mình, còn những suy nghĩ sâu xa hơn của Hạ Tường thì Diệp Thiên Nam cũng chưa biết được. Xung quanh vấn đề cầu đường tỉnh Tương, hai luồng thế lực của tỉnh Tương đã bắt đầu bước vào đợt giao đấu thứ hai. Đang lúc tất cả mọi người ngóng chờ kết cục của Đường Gia Thiếu và Tất Bằng, không ngờ lại không có kết luận nào được công bố, thì vụ án Trần Công Phương vốn dĩ đã bị người ta cho vào quên lãng đã được Ủy ban kỷ luật kết án hối lộ và tham nhũng. Sau khi công việc Ủy ban kỷ luật hoàn thành, liền bàn giao cho cơ quan tư pháp, chính thức bước vào giai đoạn tư pháp. Nhưng vụ án Trần Công Phương tuyên bố ra ngoài cũng không đề cập đến vấn đề cầu đường tỉnh Tương. Nói cách khác giá trị lợi dụng của Trần Công Phương dừng ở đây, vụ án của y kết thúc, chứng minh rằng quá trình đấu tranh của cầu đường tỉnh Tương đã bước sang giai đoạn thứ hai. Nếu nói giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thăm dò, vụ Trần Công Phương là một mồi lửa, là phần mào đầu, như vậy là Thẩm Hà Dương chính là quả bom thứ nhất, Đường Gia Thiếu là quả bom thứ hai và Tất Bằng là quả bom thứ ba. Dĩ nhiên người ngoài không biết là, Tất Bằng không phải do Hạ Tưởng mạnh tay, mà vì Mai Hiểu Lâm lên chức nên Mai Thái Bình tung bom, mà cũng do quả thật Tất Bằng cũng có vấn đề. Vụ án Trần Công Phương kết thúc, tổ điều tra sự cố cầu Hoài Dương cũng chấm dứt điều tra, hầu như xảy ra cùng một lúc. Có vẻ như hai vấn đề không liên quan gì đến nhau, nhưng người thông minh vẫn nhìn ra, vụ án Trần Công Phương bước vào thủ tục tư pháp, dường như là để chuẩn bị cho giai đoạn ra tay tiếp theo, bởi vì sau khi công bố kết luận điều tra, lại thêm Đường Gia Thiếu bị bắt. Làm thế nào để giải quyết vấn đề cầu đường tỉnh Tương đã trở thành một vấn đề khó khăn bức thiết trước mắt. Hơn nữa kết luận của tổ điều tra rõ ràng bất lợi cho cầu đường tỉnh Tương, hơn nữa sự cố lớn, theo quy định của nhà nước, tai nạn lớn do thiếu trách nhiệm, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm tương ứng. Xây dựng một cây cầu có liên quan đến rất nhiều người và việc, từ người phụ trách công trình thành phố Hoài Dương cho đến các lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật cầu đường tỉnh Tương thậm chí những nhà cung cấp vật liệu xây dựng cũng sẽ bị điều tra. Tuy nhiên mãi cho đến Phó Tiên Phong và Tổ điều tra Quốc vụ viện trở về tỉnh ủy, Ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn không có dấu hiệu gì, vẫn chưa tham gia sự cố sập cầu Hoài Dương, cũng khiến không ít người thấy khó hiểu. Sau 6 tháng vụ sập cầu Thần Đông đã có một Phó Thị trưởng Trần Công Phương, một Phó Thị trưởng thường trực Tất Bằng lộ mặt, hiện tại vụ sập cầu Hoài Dương đúng là thời cơ để Hạ Tưởng mượn cơ hội để can thiệp vào, đó là thời cơ tốt bỏ lỡ được sao? Thực ra Hạ Tưởng cũng từng muốn can thiệp vào sự cố sập cầu Hoài Dương, nhưng xem ra lúc này không phải là thời cơ tốt, bởi vì công chúng đang chú ý đến bản thân vụ sập cầu. Hắn lựa chọn lúc này để điều tra những người liên quan đến vụ sập cầu Hoài Dương sẽ bất lợi cho việc triển khai những việc sau điều tra, khiến cho lòng người ở Hoài Dương hoảng sợ.
Dựa trên góc độ dân chúng mà suy xét, Hạ Tưởng quyết định chờ đợi, đợi sau khi công tác cứu nạn kết thúc, đợi tự bản thân thành phố Hoài Dương điều tra vấn đề, xử lý các đối tượng liên quan xong, lúc đó Ủy ban kỷ luật sẽ điều tra cũng không muộn. Phó Tiên Phong từ Hoài Dương trở về liền tổ chức cuộc hội ý. Tạm thời Hạ Tưởng không có chuyện gì, hết giờ làm, hắn thoải mái bước ra trụ sở tỉnh ủy, muốn đi hỏi thăm sức khỏe của Phó Tiên Tiên, bởi vì Phó Tiên Tiên sắp quay về Bắc Kinh rồi. Gần đây Hạ Tưởng thích đi bộ, bởi vì đi bộ chẳng những có thể rèn luyện được thân thể, còn có thể giúp hắn suy nghĩ được nhiều chuyện, hơn nữa phong cảnh thiên nhiên lại rất đẹp, cớ sao lại không thưởng thức chứ. Đi đến nửa đường, không ngờ nhận được điện thoại của Tào Thù Huân. Tào Thù Huân nói sớm muốn tới Tương Giang nhưng chưa đi được vì gần đây có nhiều việc, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân thường xuyên bay về Mỹ, cô và Lý Thấm phải quản việc trong nhà, mãi không có thời gian rảnh rỗi. Thực ra công bằng mà nói, cô luôn muốn ở cạnh Hạ Tưởng, phụ nữ luôn muốn ở cạnh người đàn ông của mình, cho dù không giúp được gì cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tào Thù Huân gọi điện cũng không nói cho Hạ Tưởng thời gian chính xác đến Tương Giang, chỉ thông báo cho Hạ Tưởng biết Hạ Đông bị bệnh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng tâm tư khá kỳ lạ, luôn mồm gọi ba, muốn gặp ba. Tào Thù Huân đang ở cạnh Hạ Đông liền nói chuyện với Hạ Tưởng, hỏi Hạ Tưởng khi nào thì về thăm mình, Hạ Tưởng biết rằng không thể tùy tiện hứa bừa, lời nói ra nếu không thực hiện được sẽ làm đứa bé tổn thương, chỉ nói nhất định sẽ về sớm. Sau đó lại cùng Tào Thù Huân hàn huyên vài câu, nói đến xu thế tài chính hiện nay, còn nói về Liên Nhược Hạm và Vệ Tân, cô còn nói. Em cũng muốn nhanh chóng đến ở bên anh, nhưng chờ Nhược Hạm và cô ấy quay về rồi hắn tính. Anh cứ sắp xếp ổn thỏa việc trong nhà đã, đừng làm gì lộ ra để em phát hiện được, còn nữa, em cũng không muốn có người thay em chăm sóc anh. Mỗi lần Tào Thù Huân nói đến Vệ Tân, thường không nói thẳng tên mà chỉ nói hai từ, cô ấy, là cố ý thể hiện như vậy, Hạ Tưởng đành phải cười ha hả, cúp máy. Thông minh như Tào Thù Huân, theo hắn mấy chục năm, chưa bao giờ căn vặn hắn về chuyện nam nữ, bởi vì cô biết, đàn ông dù đi đâu cũng về ngôi nhà của mình. Bỗng nhiên, có một tiếng phanh chói tai vang lên bên cạnh Hạ Tưởng, một chiếc xe thể thao màu vàng đỗ trước mặt Hạ Tưởng, người trên xe tuy mặc áo quần kín mít, nhưng Hạ Tưởng cũng nhận ra đó là Dương Diêu Nhi, cô ta tới đây làm gì? Chương 1322, xung đột, sai lầm. Dương Diêu Nhi hôm nay trang điểm khác thường, đánh mắt màu khói, tóc uốn, đeo vòng tai to, áo cổ trễ để lộ khuôn ngực đẫy đà, 10 ngón tay nhuộm màu đen, nhìn thấy mà phát hoảng. Từ lần thi sắc đẹp đó không thấy Dương Diêu Nhi xuất hiện nữa, điện thoại cũng không liên lạc, thậm chí cũng không hỏi đến mấy tấm ảnh khỏa thân nữa. Nếu cô không xuất hiện thì Hạ Tưởng cũng quên mất trong ngăn kéo còn có một tấm ảnh khỏa thân của cô gái đang đứng trước mặt mình. Tuy nói rằng trình độ chụp ảnh của hắn cũng bình thường, nhưng không thể không thừa nhận cảnh tượng lúc ấy quả thật rất tuyệt vời. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn, tuy nhiên nghĩ lại, bức ảnh đó nhất định rất bắt mắt. Cách trang điểm tân thời của Dương Diêu Nhi không giấu nổi sự chột dạ của cô trước mặt Hạ Tưởng, có lẽ cũng không phải chột dạ, là phẫn nộ, cô xuống xe, đến trước mặt Hạ Tưởng, dường như sững lại một lúc, rồi đột ngột hỏi. Ảnh khỏa thân của tôi đẹp không? Hạ Tưởng cười nói. Không biết chụp như thế nào, tôi cũng chưa xem. Không thể nào như thế được. Dương Diêu Nhi mở to hai mắt. Đã là đàn ông ai cũng thế, đều lập tức nhìn, hơn nữa còn phóng lớn ra. Anh lại còn nói chưa xem, hoặc là anh đang nói dối hoặc là anh không phải là đàn ông. Tôi không nói dối, tôi cũng rất bình thường. Hạ Tưởng sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ đáp lại. Không phải tất cả đàn ông đều háo sắc, không phải tất cả đàn bà đều là dâm phụ. Dương Diêu Nhi tức giận, xoay người bước lên xe, Hạ Tưởng tưởng cô tức giận quá nên bỏ đi, không ngờ cô cầm trên xe ra một phong bì, đến trước mặt Hạ Tưởng nói. 50.000 tệ. Đủ để mua ảnh của tôi rồi. Với thân phận của anh giữ lại ảnh khỏa thân của tôi là có phần thất thân, đem trả lại cho tôi. Hạ Tưởng không nhận phong bì. Nếu cô nói tử tế, không chừng tôi sẽ trả lại cho cô. Cô lấy 50.000 đưa cho tôi, là xúc phạm tôi, rất xin lỗi, tôi sẽ không đưa. Dương Diêu Nhi tức giận và sửng sốt, ném phong bì vào trong xe, xoay người vào xe và ném trả một câu. Chờ xem. Sau đó vút đi để lại làn khói sau lưng. Hạ Tưởng lắc đầu, mặc kệ cô, bây giờ có một số phụ nữ không thể dùng lý lẽ để khuyên răn được, chẳng những đem thân thể của chính mình ra gây chuyện mà còn muốn đùa giỡn với đàn ông, ai biết được,
bởi vì trời sinh ra nam và nữ là khác nhau, ở một số phương diện nào đó chỉ có phụ nữ chịu thiệt mà thôi. Những người phụ nữ muốn đùa cợt với đàn ông, cuối cùng lại là đùa giỡn với chính bản thân mình, Hạ Tưởng không suy nghĩ về Dương Diêu Nhi nữa, tùy cô ta cũng không thể muốn gây rối thêm được nữa chứ. Ngẫm lại đó là cô ta cố tình gây sự, sao phải sợ cô ta chứ? Phó Tiên Tiên hẹn gặp mặt Hạ Tưởng ở Điểu Ngữ Hoa Hương, cái tên khá cá tính, lúc đầu Hạ Tưởng còn nghĩ rằng nơi đó là một nơi không đứng đắn nào đó, không ngờ khi đến nơi mới thấy rằng đó là một quán trà rất lịch sự tao nhã. Quán trà không lớn nhưng cách trang trí thật sự có ấn tượng, phong cách cũng khá đặc biệt. Phó Tiên Tiên mặc kệ Hạ Tưởng đường đường là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cô tới rồi liền vào phòng ngồi đợi, cũng không đứng bên ngoài để tiếp đón Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đành tự mình lên lầu, cũng may ở thành phố Tương Giang này, trong mắt dân chúng Hạ Tưởng vẫn là người xa lạ, không mấy người nhận ra hắn, cũng khiến hắn thoải mái, có thể tự nhiên đi mọi nơi. Hôm nay Phó Tiên Tiên trang điểm khá nền nã, khác hẳn hình ảnh tiểu ma nữ của cô trước đây, yểu điệu thục nữ, mặc một cái váy dài, nhẹ nhàng như mễ lan. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng hơi ngạc nhiên là, không biết từ lúc nào Phó Tiên Tiên đã thay đổi kiểu tóc, mái tóc được ép thẳng để suôn dài giờ được uốn thành những lọn sóng. Hạ Tưởng liếc nhìn, Phó Tiên Tiên còn có ưu điểm chính là sự nhã nhặn lịch sự. Em phải về Bắc Kinh rồi, lúc nào có thời gian sẽ đến Tương Giang. Đây quả là nơi không tồi, em rất thích. Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng cũng đã khá hiểu rõ nhau, nói chuyện cũng rất tùy ý. Bao giờ thì anh về Bắc Kinh? Ở đây cũng mấy tháng rồi, cũng nên về Bắc Kinh một chuyến, anh có đi cùng em không? Đừng nói đùa, Hạ Tưởng nghĩ thầm, đi cùng em của chủ tịch tỉnh phó về Bắc Kinh, không có việc gì cũng sẽ bị người đời đồn là có chuyện. Tuy nhiên may mắn ở chỗ là thời gian Phó Tiên Tiên ở Tương Giang cũng không kinh động đến người khác, dường như không mấy ai biết Phó Tiên Tiên là em của Phó Tiên Phong. Dĩ nhiên, ở Tương Giang lại càng có ít người biết mối quan hệ thân thiết của Hạ Tưởng với Phó Tiên Tiên. Nếu có người biết, đoán chừng cũng không biết rõ mối quan hệ của Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong phức tạp như thế nào. Gần đây anh không thể đi được, vấn đề cầu đường tỉnh Tương quá lớn, ít nhất cũng cần 2 tháng để xử lý. Có kết luận của đội điều tra quốc vụ Việt, lại có sự cố lớn xảy ra, vấn đề cầu đường tỉnh Tương lần này không thể thoát được, nhưng xử lý ở mức độ nào, xử lý bao nhiêu người, còn phải cần một quá trình đánh giá. Đồng thời, vị trí phó thị trưởng thường trực và phó thị trưởng ủy viên thường vụ thành phố Tương Giang đề cử vẫn còn đang treo, bởi vì Mai Hiểu Lâm vừa chuyển đi, thì 2 phó thị trưởng phía dưới lần lượt được đẩy lên, hay là bị điều chuyển đi, việc này Trịnh Thịnh chưa tỏ rõ thái độ. 2 người mà Phó Tiên Phong đề cử, là nguyên phó thị trưởng ủy viên thường vụ lên làm phó thị trưởng thường trực, còn một vị phó thị trưởng khác lên làm phó thị trưởng ủy viên thường vụ. Tuy nhiên rõ ràng là Trịnh Thịnh không hài lòng, liền tạm thời gác lại. E rằng xoay quanh vấn đề thiết lập lại cầu đường tỉnh Tương, cùng với vấn đề mấu chốt chọn người cho vị trí phó thị trưởng, giữa Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong còn đang có sự cạnh tranh. Mặc dù Hạ Tưởng không có suy nghĩ cá nhân gì trong chuyện này, nhưng hắn là nhân vật thứ 4 trong tỉnh ủy, nhất định phải có lập trường bản thân, vì vậy, muốn lựa chọn cũng sẽ khó khăn không nhỏ. Anh lúc nào cũng bận. Bận đến mức thời gian ăn cơm và ngủ với em cũng không có. Phó Tiên Tiên nói với tốc độ quá nhanh, nói xong mới thấy mình lỡ mồm, liền mặt đỏ lên và lè lưỡi trêu Hạ Tưởng, dửng dưng nói. Dù sao với anh cũng rất thân thiết rồi, nói thẳng thắn một chút cũng không sao. Hạ Tưởng cười ha hả, xem qua cách ăn mặc còn nghĩ rằng Phó Tiên Tiên thật dịu dàng và thùy mị, mở lời nói là đã biết như thế nào, Hạ Tưởng nói. Chắc chắn sẽ về Bắc Kinh một chuyến. Thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Tuy nhiên tới Bắc Kinh rồi không chừng cũng không có thời gian gặp em, hơn nữa nhà họ Phó cũng không chào đón anh. Phó Tiên Phong là Phó Tiên Phong, em là em. Phó Tiên Tiên ngẩng đầu lên. Miễn bàn đến anh ấy, lập trường chính trị giữa em và anh ấy bất đồng. Em còn muốn sớm nhập Quốc Dân Đảng, kết quả lại không thành. Hạ Tưởng cười thầm, Phó Tiên Tiên tốt xấu cũng là con nhà họ Phó, cô không phải là đảng viên cũng không có gì. Nếu gia nhập Quốc Dân Đảng liền thành trò cười cho thiên hạ, ông cụ nhà họ Phó sẽ giấu mặt vào đâu? Nói đùa một lát, Phó Tiên Tiên mời Hạ Tưởng uống trà, sau nửa giờ thưởng trà liền ăn một chút đồ ăn, sau khi ăn xong Phó Tiên Tiên liền đề nghị Hạ Tưởng đi dạo cùng cô. Ban đêm ở Tương Giang, cảnh sắc thật không tệ lắm, quan trọng là không ai nhận ra Hạ Tưởng cũng không có việc gì làm, nên đồng ý. Phó Tiên Tiên không ngại kéo tay Hạ Tưởng,
dựa sát vào hắn, bước chậm chậm trong bóng đêm. Hai người cũng không nói sẽ đi đến đâu, thong thả dạo bước, cứ đi như vậy đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Thấy trời không còn sớm nữa, Hạ Tưởng liền khuyên Phó Tiên Tiên sớm về nghỉ ngơi. Em không về, hãy đi thêm lát nữa, về rồi, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại anh. Em sẽ nhớ anh, còn anh chắc chắn không nhớ em, bởi vì anh còn có người khác. Phó Tiên Tiên dù sao cũng là phụ nữ sẽ có quyền nhõng nhẽo, cô nói vậy, Hạ Tưởng cũng không còn cách nào. Đi đến quảng trường trung tâm, Hạ Tưởng thấy mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Ban đêm mùa hè, người ngoài đường rất đông, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Vừa mới ngồi xuống, thân thể nóng bóng của Phó Tiên Tiên liền sát vào người Hạ Tưởng, lặng ghé vào tai hắn nói nhỏ. Nếu không tối nay chúng ta không về được không? Hạ Tưởng lập tức cảnh giác hỏi. Gì vậy, em muốn thế thật sao? Phó Tiên Tiên nổi giận nói. Xem bộ dạng nhát gan của anh kia, chắc chắn lại nghĩ đen tối rồi, em chỉ muốn cùng anh đi ngắm trăng ngắm sao thôi. Tuy rằng cấp bậc Hạ Tưởng cao nhưng tuổi lại trẻ, hắn vừa có thực lực lại vừa có sự lãng mạn, tuy nhiên hắn dù sao cũng là người làm quan, không thể nào đi chơi qua đêm không về. Còn chưa trả Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng liếc nhìn xung quanh bỗng phát hiện ở phía trước có ba nam một nữ, ba người nam vừa nhìn là biết đó là những thanh niên du côn trẻ tuổi, Hạ Tưởng nhận ra người nữ ở giữa là Dương Diêu Nhi. Thật sự là xui, tại sao lại gặp cô ta ở đây được? Dương Diêu Nhi cũng phát hiện ra Hạ Tưởng, vốn dĩ muốn quay đầu bước đi, lại nhận ra bên cạnh Hạ Tưởng có Phó Tiên Tiên, ánh mắt sáng lên bước đến trước mặt Hạ Tưởng, chưa vội mở miệng liền phát ra tràng cười phóng đãng. Sau đó mới lên tiếng. Chú à, tôi tưởng chú là chính nhân quân tử, hóa ra cũng là kẻ đạo đức giả mà thôi, vừa rồi còn rất ra vẻ, trong nháy mắt đã đi tán gái. Tôi những tưởng anh có bản lĩnh lắm cơ. Lời nói Dương Diêu Nhi có ý nghĩa sâu xa, Phó Tiên Tiên nghi ngờ nhìn Hạ Tưởng, lập tức đoán ra được điều gì, không đợi Hạ Tưởng lên tiếng liền đứng lên hùng hổ nói. Cô là ai, cô có tư cách gì mà đánh giá anh ấy? Không quay về xem lại bộ dạng mình xem. Có phải là kẻ lẳng lơ hay không? Dương Diêu Nhi quyến rũ Hạ Tưởng không được, trong lòng đang tức tối, trong mắt cô, đàn ông đều giống nhau, thấy phụ nữ đều không thể rời đi được, cô tự thấy mình cũng đẹp, nhưng trong mắt Hạ Tưởng cô lại chẳng là gì khiến cô cảm thấy bực bội trong lòng, vừa mới tìm được mấy gã đi chơi cho vui, lại gặp Hạ Tưởng thân mật với một người còn xinh đẹp hơn cô vài phần. Đang có cảm giác đố kỵ ghen ghét, Dương Diêu Nhi lại bị Phó Tiên Tiên quở trách, lập tức liền nổi giận. Cô là ai? Không học cái gì hay ho một chút, lại học người khác làm người thứ ba, có phải còn cảm thấy mình rất giỏi không? Bộ dạng xấu như vậy, ngực không có ngực, mông không có mông, nói không chừng thân mình cũng không trắng, ăn mặc đẹp đẽ như vậy nhưng cởi ra cũng không khác con gà. Tuy rằng năm đó Phó Tiên Tiên cũng là tiểu ma nữ, nhưng sự phóng đãng của cô khác với Dương Diêu Nhi, hơn nữa cô dù sao cũng xuất thân từ dòng họ có danh giá, dù có quấy rối cũng có gia giáo. Làm sao tranh chua đanh đá như Dương Diêu Nhi được, bị Dương Diêu Nhi sỉ nhục như vậy cô không trả lời được. Cô không giống ả ta, trước mặt đông người nói những lời sảng bậy như vậy được. Cô tức giận giơ tay lên, bốp, một tiếng, gọn gàng mà dứt khoát cho Dương Diêu Nhi một bạt tai. Một cái bạt tai khiến Dương Diêu Nhi ngây người ra, cũng khiến Hạ Tưởng kinh sợ, càng khiến Dương Diêu Nhi cuồn cuộn tức giận, cô ta sơ suất không nghĩ mình lại bị một bạt tai như thế. Chương 1323, phản ứng dây chuyền. Khiến cho mọi người không thể ngờ là, cái tát của Phó Tiên Tiên dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, không ngờ lại ảnh hưởng không nhỏ tới thế cục tình tương. Thế cho nên sau này khi Phó Tiên Tiên nhắc đến chuyện cái tát đối với Dương Diêu Nhi, còn nói nếu tát đúng mặt, cũng có thể có những thu hoạch bất ngờ được. Hơn nữa Dương Diêu Nhi cũng là con gái của một giám đốc sở công an kiêm bí thư đảng ủy công an tỉnh, ở tỉnh tương ai cũng biết. Không nghĩ rằng lại bị ăn tát của một cô gái. Hơn nữa cô ta còn xinh đẹp hơn Dương Diêu Nhi nhiều, phụ nữ đẹp vốn dĩ đối với phụ nữ đẹp đã có sự đố kỵ bẩm sinh, Dương Diêu Nhi liền phát tác. Cô làm gì vậy, dám đánh tôi sao? Xem tôi phế cô như thế nào? Dương Diêu Nhi giận dữ, giơ tay lên định tát Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng sao có thể cho ả thực hiện hành động đó được? Tuy rằng hắn bất ngờ khi Phó Tiên Tiên ra tay với Dương Diêu Nhi. Nhưng trong lòng cũng thấy hả hê, Dương Diêu Nhi xứng đáng bị như vậy, còn tưởng rằng Phó Tiên Tiên bây giờ ăn mặc tùy mị thì là một cô gái hiền lành tùy mị, không biết rằng năm xưa Phó Tiên Tiên chính là tiểu ma nữ ai gặp cũng phải sợ.
Hạ Tưởng duỗi tay bắt lấy cánh tay của Dương Diêu Nhi, lạnh lùng nói. Dương Diêu Nhi, tôi khuyên cô một câu, nhanh rời khỏi đây nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khuôn mặt Dương Diêu Nhi nóng bừng tức giận, làm sao chịu để yên được, dùng lực giãy ra khỏi tay Hạ Tưởng, cả giận nói. Anh không cần quan tâm, anh không có tư cách quản tôi, hôm nay tôi không trừng trị kỹ nữ này tôi sẽ không đi. Ả vừa dứt lời, liền cùng ba tên lưu manh xoa bàn tay xông tới nhìn lăm lăm Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên. Chú à, cô bé của chú không tồi, tặng cho anh em chơi đùa được không? Anh em chơi đùa thấy vui rồi, có khi tha cho chú một lần. Tôi nói cho anh biết có biết anh đã chọc phải ai rồi không? Chị Diêu Nhi mà cô cũng dám đắc tội, còn muốn ở Tương Giang không, ở tỉnh Tương này không? Chỉ cần một câu của Diêu Nhi, mẹ anh cũng phải tè ra quần rồi. Nói với hắn cũng vô nghĩa, chúng ta phế hắn trước. Về phần cô bé của hắn sẽ xử sau, thế nào? Chút giận thay chị Diêu Nhi. Dương Diêu Nhi cũng không biết do tức giận quá mà lú lẫn rồi, hay thật sự nghĩ rằng Hạ Tưởng ở tỉnh Tương không có vai trò gì, ỷ vào việc bố cô làm ở sở công an mà muốn làm gì thì làm, nghe xong ba tên lưu manh nói, liền ha hả cười. Ý hay, lát nữa tôi cho phép các anh thích làm gì cô ta thì làm, các anh cố lên, yên tâm đi, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lời còn chưa dứt, Hạ Tưởng nổi giận lôi đình, giơ tay lên đánh cho Dương Diêu Nhi một cái bạt tai. Cái tát này là tôi thay Dương Hằng dạy bảo cô. Không để cho Dương Diêu Nhi kịp phản ứng, Hạ Tưởng lại tát cô cái nữa. Cái tát này là tôi tự mình dạy dỗ cô. Hai cái tát cùng một lúc, Dương Diêu Di bị đánh khiến đầu óc choáng váng, ả trừng mắt ngẩn ngơ nhìn Hạ Tưởng và quát to. Hạ Tưởng, đừng tưởng anh là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh là có thể đánh tôi hôm nay sẽ liều mạng với anh. Dương Diêu Nhi. Người đàn bà chanh chua không kiềm chế được hành động của mình, liền giơ tay giơ chân hướng đến Hạ Tưởng mà đánh. Dĩ nhiên Hạ Tưởng biết không nên đánh nhau với đàn bà, vốn định kéo Phó Tiên Tiên rời khỏi, tránh sự nổi điên của Dương Diêu Nhi, không ngờ Phó Tiên Tiên cũng rất căm hận Dương Diêu Nhi, cô giãy khỏi tay Hạ Tưởng, tiến đến đẩy Dương Diêu Nhi, công bằng mà nói cô chỉ đẩy phần ngực, chỉ nghe thấy Dương Diêu Nhi hét một tiếng kinh ngạc, sau đó đã ngồi phịch xuống đất, một cái ngã rất thật. Trong lúc khẩn cấp, Phó Tiên Tiên không nghĩ mình lại có sức mạnh như vậy. Cùng vì vừa rồi Dương Diêu Nhi và mấy tên lưu manh kẻ sướng người họa, ngôn ngữ ộ uế nghe khó lọt tai khiến Phó Tiên Tiên rất nóng giận, cô rất hít ỉ vào gia thế để bắt nạt người khác, năm đó là tiểu ma nữ cũng chỉ một mình lộng hành, phản nghịch mà không kiêu ngạo. Cô không quen nhìn kiểu người như Dương Diêu Nhi, ỉ thế vào gia đình, mà đâu phải là quan lớn gì chứ, thật là thượng lương bất chính hạ lương oai. Ba thanh niên lưu manh đồng loạt hô tô. Con mẹ nó dám đánh à, ai đánh tôi giết. Một người đến đỡ Dương Diêu Nhi, còn hai người tới gần muốn đánh Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên. Trong đó có một tên đeo khuyên tai tiến đến trước mặt Phó Tiên Tiên, giơ tay sờ khuôn mặt cô. Một cô bé khá xinh đẹp, không nghĩ lại ghê gớm như vậy. Suy nghĩ chút đi, theo tôi sẽ được ăn sung mặc sướng, muốn cái gì có cái nấy. Cút! Phó Tiên Tiên một cước đá vào đùi hắn ta. Tên lưu manh ra mặt đủ dày, bị đánh vậy vẫn có thể cười được. Ta muốn tốt cho cô em thôi, cô em có biết cô em vừa đánh ai không? Là chị Diêu Nhi, toàn bộ Tương Giang đều phải kính trọng chị ấy. Cô em đánh chị ấy, nói nhẹ thì sẽ bị người cưỡng dâm, nặng hơn không chừng sẽ bị đánh cho chết khiếp, sau đó lại bị bán đi làm trò vui cho thiên hạ. Quá phô trương, Phó Tiên Tiên cười lạnh lùng. Chị Diêu Nhi, chính là lão ái nhỉ, cậu có biết anh ta là ai không? Biết tôi là ai không? Ánh mắt tên lưu manh đảo lên. Người đàn ông đó có lẽ chỉ là một viên chức quèn, vừa thấy đó là một người không có chí khí rồi, cô ấy à, vừa nhìn đã biết là kẻ thứ ba, không phải là một người con gái tử tế. Đừng ngụy biện nữa, hãy mau theo tôi có lẽ còn có con đường sống. Tôi nói cho cậu biết anh ta là ai, cậu sẽ biết mình phải làm gì ngay. Phó Tiên Tiên đến trước mặt tên lưu manh, đánh vào má phải của y nói. Anh ta là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Tên của Dương Diêu Nhi, dĩ nhiên Phó Tiên Tiên có nghe qua, nhưng quá trình Dương Diêu Nhi quyến rũ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không để lộ. Nếu để Phó Tiên Tiên biết giữa Hạ Tưởng và Dương Diêu Nhi có gì mờ ám, cô sẽ lại càng giận ả ta. Phó Tiên Tiên mặc kệ Dương Diêu Nhi là con gái của giám đốc sở công an kiêm bí thư đảng ủy công an tỉnh, tuy rằng cô không thích ỷ thế hiếp người. Nhưng tốt xấu thế nào thì hiện tại Phó Tiên Phong cũng là chủ tịch tỉnh,
ở địa giới Tỉnh Tương cô lại bị ức hiếp chẳng phải rất vô dụng sao? Cho nên Phó Tiên Tiên kiêu ngạo một lần. Tên lưu manh đeo bông tai bị đánh hôn mê, vừa rồi dưới tình thế cấp bách Dương Diêu Nhi có hô lên thân phận của Hạ Tưởng nhưng mấy tên lưu manh căn bản không nghe thấy, dù sao trong mắt bọn chúng, ở Tỉnh Tương này Dương Diêu Nhi đi đến đâu tung hoành đến đấy, không ai dám chống lại, hơn nữa lại còn có thể tùy tiện đi ức hiếp người. Vừa nghe Phó Tiên Tiên nói Hạ Tưởng chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, tên lưu manh sửng sốt hỏi. Cô nói đúng sự thật chứ? Phó Tiên Tiên không phải không biết kiêu ngạo, mà dưới tình huống bình thường sợ ảnh hưởng đến thân phận không muốn kiêu ngạo mà thôi, nếu kiêu ngạo thì cũng rất ngạo mạn không chịu nổi, lạnh lùng cười. Ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Dương Hằng Dịch mới xếp thứ 6, chủ nhiệm Hạ xếp thứ 4, có tư cách gì mà tùy tiện trước mặt chủ nhiệm Hạ? Mau biến đi càng nhanh càng tốt. Dương Diêu Nhi lúc này đã đứng lên, hổn hển tới trước mặt Hạ Tưởng la to. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh thì có gì giỏi? Một người ở ngoài tới, còn một người làm bá chủ ở Tương Giang, các anh em đánh cho tôi, xảy ra chuyện tôi đây sẽ chịu trách nhiệm, không phải sợ gì cả. Dương Diêu Nhi ra lệnh vậy, nhưng ba tên lưu manh chỉ nhìn nhau chứ chưa dám ra tay. Vừa rồi đã định đánh Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng. Nhưng khi chỉ còn cách Hạ Tưởng khoảng nửa mét, lại chùn bước lại. Không thể đùa được, mặc dù gia đình bọn họ cũng có chút tiền, chút quyền nhưng cũng không dám động vào chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Công phu trên giường của Dương Diêu Nhi có tốt đi nữa, nhưng mạng nhỏ này quan trọng hơn. Dương Diêu Nhi nổi giận, lấy điện thoại ra. Được, các cậu không dám ra tay tôi gọi người khác. Phó Tiên Tiên thấy Dương Diêu Nhi không làm tới cùng không được, trong lòng vô cùng phiền chán. Giơ tay hất rơi điện thoại của Dương Diêu Nhi. Người ở ngoài tới thì làm sao, chủ tịch tỉnh từ bên ngoài đến, Dương Hằng Dễ cũng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải là con gái của giám đốc sở công an kiêm bí thư đảng ủy công an tỉnh thì được phép kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức không biết điểm dừng. Dương lão ái, cô biết tôi là ai không? Điện thoại Dương Diêu Nhi bị hất rơi, lại bị mắng thành lão ái, tức đến sôi máu. Cô là ai? Cả nhà cô là gia súc. Cô là đồ con lừa. Phó Tiên Tiên không hề động thủ, lạnh lùng mỉm cười. Được, chửi giỏi lắm, để tôi đem những lời này của cô trước mặt Trương Hằng Dịch nói cho Phó Tiên Phong nghe. Nói xong cô cầm điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong. Chủ tịch tỉnh Phó, em của anh bị con gái của Dương Hằng Dịch mắng là đồ con lừa, cả nhà chúng ta bị ví như là một đàn gia súc, anh xem xử lý thế nào. Dương Diêu Nhi ngẩn người, cô ta thật sự là em gái của chủ tịch tỉnh Phó sao? Như thế nào lại như vậy, chủ tịch tỉnh Phó và Hạ Tưởng luôn đối đầu, sao hắn lại có mối quan hệ thân tình với Phó Tiên Tiên được? Người biết đến mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên cũng không nhiều, huống hồ lại xa Bắc Kinh, ở tỉnh Tương này gần như không ai biết. Cô thật sự là Phó Tiên Tiên, Phó Tiểu Thư. Dương Diêu Nhi có phần chịu thua, ả đối mặt với Hạ Tưởng còn có thể vênh váo một chút, nhưng một Hạ Tưởng lại thêm Phó Tiên Phong. Khiến cô ta thấy không biết phải làm sao. Nhưng cũng không thể dừng lại được nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời ả cảm thấy gặp phải phiền phức rồi, có thể phải khó khăn, tuy nhiên ả vẫn cứng rắn cãi lại. Tôi cảm thấy cô không giống chủ tịch Phó tí nào. Câu nói này cho thấy chỉ số thông minh và khả năng ứng biến của Dương Diêu Nhi rất kém. Ba tên lưu manh đang định chuồn cho nhanh nhưng đúng vào lúc này bỗng bên cạnh xuất hiện mấy người lính, một người hô to. Bảo vệ thủ trưởng. Vừa dứt lời mấy người liền tiến đến bao vây ba tên lưu manh và Dương Diêu Nhi, bẻ quạt tay bọn họ và ấn ngã xuống đất, quân nhân khác cảnh sát, sẽ không vì Dương Diêu Nhi là phụ nữ mà yêu ái, cũng ấn cô xuống mặt đất khiến cô không thể động đậy, thật mất mặt trước mọi người. Hạ Tưởng cũng bất ngờ, cảnh vệ của hắn mặc y phục thường, không mặc quân phục, không phải ai tới hỗ trợ. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trương Hiểu khoan thai bước tới, cười ha hả. Chủ nhiệm Hạ. Vừa lúc tôi đi ăn cơm, không nghĩ rằng lại gặp anh ở đây, thật là cuộc đời không chỗ nào là không thể gặp. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt và lời nói của Trương Hiểu, trong lòng hiểu ra gì đó, Trương Hiểu không đơn giản, anh ta biết Dương Diêu Nhi là ai, lại làm như không biết, đó là muốn mượn cơ hội để chơi Dương Hằng Dịch. Hạ Tưởng cho rằng mình không đủ lớn để khiến Trương Hiểu ra tay giúp, mà là Trương Hiểu cố ý làm vậy. Một xung đột bất ngờ. Lại khiến mâu thuẫn giữa Trương Hiểu và Dương Hằng Dịch lại càng trở nên gay gắt, hơn nữa lại liên lụy tới thể diện của Phó Tiên Phong và Trương Hằng Dịch, lại đúng lúc nhân sự Tỉnh Tương sẽ có nhiều thay đổi, sự việc hôm nay sẽ phát sinh ra một phản ứng dây chuyền như thế nào đây?
Chương 1324, ban đầu. Dương Diêu Nhi trên mặt đất hô to. Mau thả ta ra, các ngươi mau thả ta ra, ta là Dương Diêu Nhi, là con gái của giám đốc Sở Dương. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, Dương Hằng Dịch quả thật không may, có một đứa con gái như vậy, không những ai cũng có thể làm chồng của cô ta, mà còn dại dột nữa. Tình thế hiện tại tốt nhất là im lặng, cứ nhất thiết phải nói ra cô là con gái của Dương Hằng Dịch khiến cho mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng, sự mất tích của cô càng có giá trị. Còn vênh váo ngút trời hơn so với, cha tôi là Lý Cương. Sau đó Dương Diêu Nhi lại hét lớn. Bố tôi là giám đốc Sở. Quả nhiên Dương Diêu Nhi vừa nói xong, mọi người xung quanh liền nói. Thảo nào vừa rồi kiêu ngạo không coi ai ra gì, hóa ra bố cô ta là giám đốc Sở. Đúng vậy, ở tỉnh Yến chỉ có bố tôi là Lý Cương, thật đúng là tỉnh tương các ngươi cố chấp mà, bố tôi là giám đốc Sở. Bố tôi không là quan chức gì, thảo nào tôi không có tới ba người bạn trai. Có biết thế nào là mất mặt không, còn ba người bạn trai nữa chứ. Cô không có bố là giám đốc Sở, cẩn thận bị người ta bắt đấy. Con gái của giám đốc Sở thì làm sao, bị bắt cũng không giống với các vụ bắt cóc khác. Cô ta đúng là đồ ngốc. Thanh âm của mọi người rất hỗn loạn, chắc chắn là truyền đến tai Trương Hiểu sắc mặt như thường, dường như không nghe thấy gì hết, hỏi Hạ Tưởng. Mấy người này xử lý thế nào, xin chủ nhiệm Hạ ra chỉ thị. Hạ Tưởng khoát tay. Tôi không có ý kiến gì, chỉ là Tiên Tiên bị làm cho hoảng sợ, hãy để cô ấy quyết định. Trương Hiểu hiểu ý mỉm cười, Hạ Tưởng đủ thông minh, đẩy tình thế khó xử này cho Phó Tiên Phong. Phó Tiên Tiên không biết Trương Hiểu, nhưng từ cuộc nói chuyện của hai người liền hiểu ra, vẫn chưa hết tức giận nói. Đem về tỉnh ủy, để cho Phó Tiên Phong xử lý. Trương Hiểu ngẩn người, lắc đầu cười, được, chủ tịch tỉnh có một người em gái gọi thẳng tên mình ra như vậy, đoán rằng hắn cũng phải chịu đựng nhiều rồi. Đang nói chuyện, tiếng còi xe cảnh sát hò hét tới, cảnh sát nhận được điện thoại báo án cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tuy nhiên cảnh sát nhìn thấy ở hiện trường có quân nhân, liền không dám tiến lên, chỉ thám thính bên ngoài, Hạ Tưởng cười lắc đầu, cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói chuyện với Trương Hiểu, hai người với Phó Tiên Tiên trở về tỉnh ủy. Hạ Tưởng và Trương Hiểu vừa đi, mấy người quân nhân cũng giống như áp giải phạm nhân vậy, đưa Dương Diêu Nhi và ba tên vô danh lên xe, đưa về tỉnh ủy. Dương Diêu Nhi không còn làm loạn lên nữa, quân nhân chấp hành mệnh lệnh nên rất vô tình. Chỉ mới dùng lực một chút thôi đã khiến cho Dương Diêu Nhi đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát, biết điều vẫn tốt hơn, cũng không dám làm loạn lên nữa. Ba người thanh niên kia nghĩ là đến tỉnh ủy sẽ có Dương Hằng Dịch ra mặt, vấn đề nan giải bằng trời cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đầu óc chính trị của bọn họ đương nhiên không biết, sự việc đã phát triển sang một chiều hướng khác. Trong tỉnh ủy, tuy rằng đã khuya nhưng đèn vẫn sáng trưng, không ít người cảm thấy kinh ngạc. Không những văn phòng tỉnh ủy sáng đèn mà văn phòng chủ nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật, văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh, thậm chí văn phòng của tư lệnh viên Trương rất ít ở văn phòng tỉnh ủy cũng đều sáng, mọi người đều thắc mắc không biết hôm nay xảy ra vấn đề gì. Chấm, vừa nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên, Phó Tiên Phong liền tức giận ngút trời. Phó Tiên Phong hôm nay trong người thấy mệt, vốn đã đi nghỉ sớm rồi, sự việc cầu Hoài Dương làm cho hắn đau đầu, không ngờ y mới nhậm chức chủ tịch tỉnh không lâu. Liền gặp phải sự cố lớn, nếu không phải y có sự trợ giúp của phía cầu đường tỉnh tương, thì với tính khí của y, sớm đã khai đao với cầu đường tỉnh tương, bởi vì sự kiện cầu Hoài Dương tuy rằng không phải do y chỉ đạo, nhưng cũng không phải là việc quang minh chính đại gì. Vừa mới kết thúc hội nghị với tổ điều tra quốc vụ viện, bước tiếp theo sẽ nghiên cứu phương án xử lý những người có trách nhiệm liên quan. Còn muốn đánh một trận ác liệt, y muốn nghỉ ngơi một đêm giữ sức để ngày mai tiếp tục chiến đấu, không ngờ. Phó Tiên Tiên và Dương Diêu Nhi lại xảy ra bất đồng. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Xung đột thì cũng bỏ qua được rồi, Dương Diêu Nhi lại còn mắng người, khiến cho Phó Tiên Phong giận dữ không thể kìm nén. Từ trước đến nay Phó Tiên Tiên không coi y ra gì nhưng y rất yêu thương Phó Tiên Tiên, hơn nữa y lại biết bao che khuyết điểm, tuyệt đối không cho phép ai động tới người nhà của y. Không cần biết là vô tình hay cố ý đều là mắc tội lớn. Nguyên nhân xảy ra xung đột Phó Tiên Phong không cần biết, chỉ biết là có người quấy rối giấc ngủ của mình, liền trút giận lên Dương Diêu Nhi, tiếp đến có một số nhận định với Dương Hằng Dịch. Dương Hằng Dịch có chút khắt khe trong việc đối nhân xử thế, dường như cũng không biết điều.
Phó Thiên Phong và Diệp Thiên Nam từng lén lút quan hệ, và Hồ Định cũng từng ngồi nói chuyện với nhau một lần, hơn nữa cũng gặp nhau trong công việc nhiều, cũng coi như là có xây dựng được chút giao tình ban đầu, nhưng đã mấy tháng rồi không liên lạc với Dương Hằng Dịch lần nào. Diệp Thiên Nam giải thích nói, Dương Hằng Dịch đối với mọi người là như vậy đó, Phó Thiên Phong không cần để ý làm gì. Còn nói Dương Hằng Dịch tuy rằng đối với mọi người có đôi chút khắt khe nhưng có thể tin cậy được. Nói như vậy nhưng trong lòng Phó Thiên Phong vẫn cảm thấy bất mãn. Không nhắc đến việc y dốc hết sức bảo vệ cầu đường tỉnh Tương, y thân là chủ tịch tỉnh, Dương Hằng Dịch cũng nên có một chút dựa dẫm đúng lúc, cũng nên báo cáo tình hình với y mới phải. Dương Hằng Dịch là giám đốc sở công an, tất nhiên phải báo cáo công việc cho chủ tịch tỉnh, nhưng Dương Hằng Dịch dường như cố ý gây bất hòa với y vậy, cho dù là báo cáo công việc cũng là giọng điệu công việc, chưa từng có một chút ý dựa dẫm. Phó Thiên Phong cảm thấy rất bất mãn với Dương Hằng Dịch. Hiện tại là con gái của Dương Hằng Dịch ức hiếp Phó Thiên Tiên, lại còn nói năng lỗ mãng mắng chửi nhà họ Phó, Phó Thiên Phong trong lòng cảm thấy thoải mái mới lạ, y liền tới văn phòng, pha một ly trà, vốn định phái người đi điều tra rõ sự tình. Xong nghĩ lại thôi, có Hạ Tưởng ở đó, Phó Thiên Tiên sẽ không phải chịu thiệt. Vừa nghĩ tới Hạ Tưởng, Phó Thiên Phong lại càng đau đầu. Chuyện tình cảm của Hạ Tưởng quả thật phức tạp, Hạ Tưởng đã từng cảm kích về những gì mà Phó Thiên Tiên làm cho hắn, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ với một Hạ Tưởng cố chấp và nguyên tắc. Nếu nói Hạ Tưởng khai đao với cầu đường tỉnh Tương chỉ là để bày rõ chính nghĩa, y nói cái gì cũng không thể tin. Nhưng nếu nói Hạ Tưởng hướng Trịnh Thịnh thể hiện thiện ý mà hoàn toàn chuyển sang Trịnh Thịnh, thì nghe có vẻ không hợp. Vậy Hạ Tưởng làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì Đường Gia Thiếu thất lễ với Nghiêm Tiểu thì? Cũng không phải, nếu chỉ nhằm vào Đường Gia Thiếu sẽ không cần phải nhiều lần đánh vào bố cục tỉnh Tương, hơn nữa Hạ Tưởng không phải chỉ vì phụ nữ mà bất chấp tất cả, hắn có đủ biện pháp để đối phó với Đường Gia Thiếu. Phó Thiên Phong không nghĩ ra Hạ Tưởng muốn như thế nào. Nhưng lại không thể giáp mặt hỏi, chỉ có thể để ý quan sát mà thôi. Y cũng biết rõ, cho tới ngày hôm nay, mặc dù Y và Hạ Tưởng quen biết đã nhiều năm, cũng đã gặp gỡ nhiều lần. Nhưng nhiều lần cũng không hiểu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng và Trương Hiểu cùng nhau về tỉnh ủy nhưng hai người chưa gặp Phó Thiên Phong mà trực tiếp về văn phòng. Phó Thiên Tiên trực tiếp đến văn phòng của Phó Thiên Phong, hai mắt đỏ ngầu, vừa nhìn thấy Phó Thiên Phong liền khóc lóc kể lể một mạch. Cơn thịnh nộ của Phó Thiên Phong càng lên đến cao trào, biết được Dương Diêu Nhi coi trời bằng vung, nói ra những lời khó nghe như vậy, liền tức giận nói. Có bản lĩnh, đến cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và chủ tịch tỉnh đều không nể mặt, quả thật có khí phách. Mặc dù Phó Thiên Phong cũng đã nghĩ qua không chừng Phó Thiên Tiên bị Hạ Tưởng cổ động nên đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Phó Thiên Tiên khóc lóc trước mặt y, làm cho tâm trạng y hỗn loạn, làm sao còn nghĩ tới chuyện khác được. Chỉ nghĩ muốn tìm Dương Hằng Dịch hỏi cho ra vấn đề. Lại nghĩ, vấn đề không to tát lắm, quả thật muốn kinh động đến chủ tịch tỉnh và chủ nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật phải rằng co trực diện, cũng có chút quá đáng, dù sao mâu thuẫn giữa Dương Diêu Nhi và Phó Thiên Tiên có ghê gớm thế nào, cũng là việc riêng. Phó Thiên Phong nhớ mãi món nợ với Dương Hằng Dịch, cộng thêm thái độ của Dương Hằng Dịch với y từ trước, trong mắt y Dương Hằng Dịch quả thật thất lễ rất lớn với y. Nhưng tức giận thì tức giận. Những việc mà Trương Hiểu làm lại khiến cho y giật mình kinh ngạc, biết những hành động này của Trương Hiểu đều chỉ thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, hơn nữa còn không sợ đắc tội với Dương Hằng Dịch, rốt cuộc Hạ Tưởng có sức hấp dẫn lớn hay là giữa Trương Hiểu với Dương Hằng Dịch đã có bất hòa từ trước. Tình thế của tỉnh Tương, trong một lượt sóc bài mới, càng tăng thêm sự mơ hồ. Còn về Dương Diêu Nhi và mấy tên côn đồ kia, Phó Thiên Phong đã có hướng giải quyết. Dương Diêu Nhi thì có thể tha nhưng mấy tên côn đồ kia nhất định phải để cho bọn chúng chịu đau khổ, bọn họ dám làm nhục Phó Thiên Tiên có thể bỏ qua cho bọn họ mới là lạ, ít nhất cũng phải giam 10 ngày hay là nửa tháng. Phó Thiên Phong an ủi Phó Thiên Tiên vài câu, bảo cô hãy nghỉ ngơi trước đi, việc còn lại để cho y xử lý, Phó Thiên Tiên nhất định không đi, nói rằng phải biết được kết quả xử lý như thế nào rồi mới đi, nếu không cô sẽ gọi điện nói cho ông nội biết. Phó Thiên Phong đau đầu. Liền yêu cầu thư ký Hải Phong điện khẩn tới Phó Giám đốc Sở Công an Tôn Tại Xuân. Hải Phong là thư ký của Phó Thiên Phong từ thủ đô tới, nhanh nhẹn hoạt bát, sớm đã hiểu được quá trình của vấn đề mới xảy ra, vừa mới nghe Phó Thiên Phong dặn dò liền hiểu được ý của Phó Thiên Phong, thư ký là hình ảnh thứ hai của các vị lãnh đạo, người thư ký mà không hiểu được toàn ý của lãnh đạo không phải là thư ký tốt, cũng sẽ không có tiền đồ gì.
Hải Phong lập tức gọi điện cho Tôn Tại Xuân. Tôn Tại Xuân là phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh, ông ta và Dương Hằng Dịch đã bất hòa nhiều năm. Sau khi Phó Tiên Phong lên chức chủ tịch tỉnh, ông ta liền kết thân với Phó Tiên Phong để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Tôn Tại Xuân lúc này đã ngủ rồi nhận được điện thoại của thư ký số 2 liền bừng tỉnh, rất nhanh chóng hiểu được vấn đề, nói rằng sẽ lập tức đến tỉnh ủy. Hải Phong giải quyết vấn đề thì Phó Tiên Phong hiển nhiên rất yên tâm, y kiên nhẫn ngồi khuyên Phó Tiên Tiên về nghỉ ngơi bởi vì ngày mai phải lên máy bay. Cái điều mà khiến cho Phó Tiên Phong không nghĩ tới chính là, y chưa tìm Dương Hằng Dịch để xử lý thì Dương Hằng Dịch đã tìm đến rồi. Khó khăn lắm mới khuyên Phó Tiên Tiên về nghỉ ngơi được, vừa ra đến cửa liền có người gọi cửa, bên ngoài vọng vào tiếng của Dương Hằng Dịch. Chủ tịch Phó, tôi là Dương Hằng Dịch, có chuyện muốn nói với ngài. Giọng điệu của Dương Hằng Dịch khiến cho cơn giận của Phó Tiên Phong vừa mới nguôi phần nào gờ giờ lại như lửa bùng bùng. Phó Tiên Tiên đã đứng dậy rồi lại ngồi xuống, ý muốn chưa đi, cô muốn xem Dương Hằng Dịch rốt cuộc là muốn nói gì. Phó Tiên Phong cố ý để Dương Hằng Dịch đợi một lúc rồi mới nói. Hằng Dịch mới đến à, vào đi. Giọng điệu rất nhạt. Dương Hằng Dịch đẩy cửa đi vào, nét mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt có thể nhìn thấy cơn giận dữ. Sau khi vào ông ta không chào hỏi cũng không ngồi xuống, trực tiếp vào vấn đề chính. Chủ tịch Phó, Dương Diêu Nhi và Phó Tiên Tiên nảy sinh mâu thuẫn, là việc của bọn trẻ có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Có cần thiết phải bắt giam người như vậy không? Phó Tiên Phong nghĩ thầm, cuối cùng cũng đến chất vấn rồi. Y giả bộ không biết. Ai bắt người vậy, sao tôi lại không biết? Chương 1325, bàn tay khéo léo. Quả thật khẩu khí của Dương Hằng Dịch cũng rất khéo léo, không có ý để chất vấn, Phó Tiên Phong lại suy nghĩ nhiều, nhận định rằng Dương Hằng Dịch đến là để ra oai. Chủ yếu là Phó Tiên Tiên sinh động như thật mà học được một câu của Dương Diêu Nhi, một người ngoại tỉnh, còn muốn hoành hành ngang ngược ở Tương Giang, đã đâm chọc loạn lên trong lòng Phó Tiên Phong, bởi vì Phó Tiên Phong biết rõ rằng, mặc dù y hợp tác với Diệp Thiên Nam nhưng trong mắt của Diệp Thiên Nam y vẫn không được tín nhiệm bằng Dương Hằng Dịch và Hồ Định. Hơn nữa trước khi y đến tỉnh Tương, Diệp Thiên Nam đã từng giữ chức chủ tịch tỉnh, trên thực tế bình tĩnh mà xem xét, giữa y và Diệp Thiên Nam có những mâu thuẫn không nhỏ, chẳng qua dưới những điều kiện hợp tác hiện nay, đều bị che giấu đi rồi. Hơn nữa nói thật, y và Hạ Tưởng đều là người ngoài đến đây làm việc, không có chỗ dựa vững chắc, hợp tác với Diệp Thiên Nam cũng là bất đắc dĩ, trên thực tế vì Phó Tiên Phong kiêu ngạo và tự đắc, nên y mới không hợp tác với Diệp Thiên Nam, bởi vì trong tầng lớp thượng lưu, sự phân biệt giữa tầng lớp bình dân và thượng lưu rất rõ ràng. Phó Tiên Phong còn hoài nghi trong sự hợp tác giữa y và Diệp Thiên Nam, không những có tay trong mà còn là việc riêng, nói không chừng Dương Hằng Dịch chính là con bài ẩn của Diệp Thiên Nam, đều không phải là Dương Hằng Dịch đối nhân xử thế luôn lạnh lùng, mà là Dương Hằng Dịch tỏ ra như vậy, cố ý giữ khoảng cách với y. Phó Tiên Phong nhẹ nhàng chớp chớp mắt, khẽ liếc nhìn Dương Hằng Dịch một cái. Dương Hằng Dịch sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng điệu lại thay đổi không ít. Chủ tịch Phó, ý của ông là gì? Dương Diêu Nhi đang bị giam ở trụ sở tỉnh ủy, ngay cả lời nói của giám đốc sở công an tỉnh như tôi cũng không nghe, chính là nói chỉ có Phó Tiên Tiên lên tiếng thả người thì họ mới thả. Quả thật không phải tôi bắt người. Phó Tiên Phong trong lòng nghĩ, đúng là Hạ Tưởng và Trương Hiểu, chỉ biết bắt người không để ý đến vấn đề khác, đẩy cho y giải quyết vấn đề khó khăn này quả thật là khó. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không thể ra lệnh cho quân đội được, Hằng Dịch, ngay cả vấn đề này anh cũng không nhớ sao. Câu nói này của Phó Tiên Phong vô cùng vô lại, làm cho Dương Hằng Dịch sửng sốt, không ngờ đường đường chủ tịch của một tỉnh lại biết giở trò xấu, làm cho ông ta vô cùng khinh bỉ Phó Tiên Phong. Nguyên nhân hậu quả của sự việc tôi cũng rõ ràng rồi, là Diêu Nhi có sai trước, nhân đây tôi trịnh trọng xin lỗi Phó Tiên Tiên và chủ tịch Phó. Thái độ của quân đội rất cứng rắn, Dương Hằng Dịch ra mặt yêu cầu thả người, mấy anh quân nhân cũng không nể mặt ông ta, trực tiếp báo cáo lên cấp trên làm ông ta tức giận vô cùng, nhưng không còn cách nào khác, ông ta không được phép ra lệnh cho quân đội lại không dám chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm kinh động đến bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa sau khi hiểu rõ sự tình, ông ta cũng biết Dương Diêu Nhi đã gây ra họa lớn, đồng thời đắc tội đến Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, chỉ sợ là không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Chỉ có thể cúi đầu nhận sai, qua được tình thế này rồi tính sau. Nếu không nhịn, Phó Tiên Phong vẫn sẽ giả ngốc, Hạ Tưởng thì không xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ vẫn giam giữ Dương Diêu Nhi.
để đến sáng mai mọi người đi làm biết được thì mất mặt quá đi. Phó Tiên Phong cũng biết, Dương Hằng Dịch dù sao cũng là chủ nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật kiêm giám đốc sở công an, thể diện cũng cần phải cho ông ta, tuy nhiên không thể thả người dễ dàng như vậy. Hơn nữa y cũng không thể quyết định được, liếc nhìn Phó Tiên Tiên rồi nói. Hằng Dịch, xung đột giữa Phó Tiên Tiên và Dương Diêu Nhi không phải là việc vui vẻ gì, cũng không phải là việc lớn, nhưng Dương Diêu Nhi quá hỗn xược. Anh cũng biết là Phó Tiên Tiên ở nhà không những bác cả rất yêu quý mà ngay cả ông nội luôn coi nó như hòn ngọc quý vậy, tôi cũng không dám nói một lời khó nghe với nó. Hằng Dịch thấy Phó Tiên Phong lấy nhà họ Phó ra để uy hiếp người, trong lòng quả thật không vui, tuy nhiên cũng là do Dương Diêu Nhi quá đối lý, đành phải tiếp tục nhượng bộ. Cô Phó, tôi thay mặt Diêu Nhi xin lỗi cô, xin cô tha lỗi cho Diêu Nhi còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện. Với thân phận là chủ nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh kiêm giám đốc sở công an, cúi thấp đầu xin lỗi một người bình dân như Phó Tiên Tiên quả thật không dễ dàng chút nào, cũng coi như là Dương Hằng Dịch nể mặt nhà họ Phó. Phó Tiên Tiên cũng không buông tha. Giám đốc Dương Diêu Nhi kém tôi có vài tuổi, như thế nào là còn trẻ không hiểu chuyện. Tôi thấy cô ấy rất hiểu chuyện đấy chứ, một người có thể đi cùng với ba người đàn ông, quả thật không đơn giản. Cô ấy còn mắng nhà họ Phó chúng tôi là gia súc, tôi một câu cũng không dám mắng cô ấy, nhưng mà tôi biết, con người thì một nam một nữ đi cùng với nhau, chỉ có động vật mới lung tung lộn xộn như vậy. Phó Tiên Tiên tuy là không chửi người nhưng so với chửi người còn cay độc hơn nhiều, mắng Dương Diêu Nhi không có tính người, hơn nữa lại còn rất thô tục. Dương Hằng Dịch tức giận đến xanh mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, sắp không khống chế được cảm xúc của mình rồi. Phó Tiên Phong cũng không mắng Phó Tiên Tiên, chỉ hời hợt nói. Được rồi, Tiên Tiên, Giám đốc Dương là người lớn đã xin lỗi em rồi, hãy tha lỗi cho Dương Diêu Nhi, không nên làm lớn chuyện thêm nữa. Phó Tiên Phong tránh nặng thành nhẹ, làm sao mà Dương Hằng Dịch không biết Chủ tịch Phó cũng rất giận, chẳng qua là không thể hiện trước mặt thôi. Ông ta cũng biết, sự việc ngày hôm nay xem như hoàn toàn đắc tội với Chủ tịch Phó, về sau hắn và Chủ tịch Phó không thể hòa bình chung sống được nữa rồi. Đúng rồi, còn có Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là người được lợi nhất trong vụ này, chắc chắn giờ này Hạ Tưởng đang ở trong văn phòng cùng với Trương Hiểu nói chuyện vui vẻ, đang đợi xem cuộc đấu đá giữa ông ta và Phó Tiên Phong. Dương Hằng Dịch hít sâu, ép mình phải bình tĩnh lại. Ông ta không thể đắc tội với Chủ tịch Phó, đối với Hạ Tưởng cũng như vậy, cô con gái của ông phút chốc đã chọc giận đến hai người. Có gì tha thứ với không tha thứ, cũng không phải là tôi làm khó cô ấy. Là cô ấy tự tìm đến phiền phức mà thôi. Nếu ở thủ đô, nếu không bị giam đủ một tháng thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Phó Tiên Tiên nói một mạch. Người không phải là do tôi bắt, thả hay không đó không phải là việc của tôi. Các người đừng ai để ý đến tôi, phiền chết đi được. Nói rồi quay lưng bước ra cửa. Phó Tiên Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Các cô gái hiện nay, gan to quá trời, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu oan ức. Dương Hằng Dịch nghe thấy Phó Tiên Phong để cho ông ta một lối thoát, liền nói. Chủ tịch Phó, việc hôm nay quả thật ngại quá. Phó Tiên Phong ngắt lời Dương Hằng Dịch, nói. Giám đốc Dương, người không phải tôi bắt, tôi nói cũng không có tác dụng gì, ông đi tìm Hạ Tưởng nói chuyện xem sao. Phó Tiên Phong không muốn nghe những lời nói khách sáo của Dương Hằng Dịch, hơn nữa y cũng biết Dương Hằng Dịch không phải thật tâm nhận sai, chẳng qua chỉ là nhịn cho qua chuyện mà thôi, còn nói thêm một câu. Thân là cán bộ cấp cao, việc dạy dỗ con cái cũng rất quan trọng. Dương Hằng Dịch đi ra từ văn phòng Phó Tiên Phong, trên mặt biến sắc, cuối cùng cũng không có gì thất lễ, mặc dù cố gắng khống chế cơn tức giận trong lòng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, tức giận đến độ toàn thân mệt mỏi, cổ họng khô khan, suýt nữa thì không nhấc được chân lên. Tuy nói Dương Diêu Nhi không đứng đắn, luôn gây chuyện, nhưng vẫn là con gái của ông ta lại vô cùng yêu quý đứa con gái này. Không chấp nhận người khác nói sai về cô, hôm nay lại bị anh em nhà họ Phó một người tung một người hứng, mắng cô như chó khát máu người, ngay cả ông cũng bị Phó Tiên Phong mắng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dương Hằng Dịch trong lòng phẫn nộ, ác khí chỗ Phó Tiên Phong còn không tính làm gì, lại còn phải cúi thấp đầu trước Hạ Tưởng thì người mới được thả, thân là giám đốc sở công an, ông ta ở tỉnh Tương đã nhiều năm, chưa từng chịu uất ức như thế này bao giờ. Nỗi uất hận hôm nay nhất định ông ta sẽ đòi bồi thường lại. Dương Hằng Dịch âm thầm hạ quyết tâm. Vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, ông ta bỗng chốc ngây người, rõ ràng vừa nãy văn phòng còn sáng đèn,
hiện tại sao lại tối đen như vậy? Chẳng nhẽ Hạ Tưởng cố ý tránh mặt, muốn nhốt Dương Diêu Nhi đến sáng, khiến ông ta mất mặt với mọi người sao? Dương Hằng Dịch gần như muốn phát điên rồi, đang định gõ cửa thì điện thoại kêu, nghe xong mới biết là Dương Diêu Nhi. Ba, con về nhà rồi. Dương Diêu Nhi đã được đưa về nhà, nhưng ba tên thanh niên kia bị phó giám đốc sở công an tỉnh Tôn Tại Xuân dẫn đi, tung tích không rõ, Dương Hằng Dịch cúp điện thoại, đứng hồi lâu trước cửa văn phòng Hạ Tưởng, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hạ Tưởng quả thật là thông minh, sau khi làm to chuyện mới thả Dương Diêu Nhi, sau đó giao đám người Hương Tiêu cho Tôn Tại Xuân. Tôn Tại Xuân là con bài của Phó Tiên Phong, ông ta đương nhiên biết nếu mất đi sự nâng đỡ của Phó Tiên Phong, lại bán đi danh dự của mình, còn không cần ông ta cúi đầu cầu cứu, cao, quả thật là thủ đoạn cao siêu. Dương Hằng Dịch mới chịu sự châm biếm từ chỗ Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng lại âm thầm hành động, cho ông ta một bậc thang, làm cho cái nhìn của ông ta đối với Hạ Tưởng thay đổi rất nhiều, so với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng càng hiểu được thế nào là đường rút lui. Rất rõ ràng, Hạ Tưởng muốn ông ta nợ mình một ân tình, Dương Hằng Dịch trong lòng hiểu rõ, nhưng khi nhớ lại một việc khác, nhớ tới Dương Diêu Nhi có nói với ông ta một câu về Hạ Tưởng, ông ta không rõ Hạ Tưởng rốt cuộc là người như thế nào. Ngày hôm sau đi làm, tiếp nhận thông báo, mời dự họp hội nghị nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan đến cầu Hoài Dương và biện pháp xử lý những người có trách nhiệm liên quan đến cầu đường Tỉnh Tương. Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng, Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ đều tham gia hội nghị lần này. Các đồng chí, Tổ điều tra Quốc vụ viện đã rút ra được kết luận chính thức, vụ sập cầu Hoài Dương hoàn toàn là do chất lượng công trình không tốt, người chịu trách nhiệm của cầu đường Tỉnh Tương không thể trốn tránh trách nhiệm chủ yếu. Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cầu đường Tỉnh Tương Đường Gia Thiếu đã bị bắt, theo thông tin của đồng chí Hạ Tưởng, Đường Gia Thiếu có hành vi phạm tội nghiêm trọng, hơn nữa để nhận công trình trọng điểm này đã có hành vi đút lót nhận hối lộ. Trịnh Thịnh đã quyết tâm xử lý cầu đường Tỉnh Tương, Hạ Tưởng bây giờ đã dọn xong đường, nếu hắn không nhân cơ hội này để ra tay thì quả là thiếu quyết đoán. Bởi vậy, vấn đề cầu đường Tỉnh Tương đã đến mức không thể không trị tận gốc rồi. Theo tôi chúng ta sẽ xử lý nghiêm khắc nhóm người này, để có một lời giải thích cho nhân dân toàn tỉnh và toàn quốc. Hiện nay khắp các ngõ ngách đều là thông tin công ty sập cầu, các đồng chí, đang có hàng nghìn con mắt hướng về Tỉnh Tương chúng ta, nếu xử lý không tốt sẽ có tội lớn với nhân dân. Một câu nói của Trịnh Thịnh hợp tình hợp lý, đi vào lòng người, rất thành khẩn, khiến cho Phó Tiên Phong hơi suy nghĩ, Diệp Thiên Nam vẻ mặt trầm tư, ông ta biết rằng, sắp phải đối mặt với vấn đề nan giải nhất. Theo những nhận định về những người có trách nhiệm liên quan về công ty cầu đường Tỉnh Tương ở trên, sẽ có một vụ đấu tranh xảy ra, bởi vì chính trị chính là một trò chơi không ai nhường ai cả. Giọng điệu của Trịnh Thịnh rất huyền chuyển, nhưng ông ta muốn lấy quyết tâm của cầu đường Tỉnh Tương cũng là quyết định mà trước đây chưa từng có. Chương 1326, giữa được và mất. Tuy nhiên cũng có lý do để tin rằng, Diệp Thiên Nam vẫn sẽ không tiếc thứ gì để giữ gìn cầu đường Tỉnh Tương. Bởi vì đối với ông ta mà nói, đó không chỉ là lợi ích chính trị mà còn bao gồm cả lợi ích kinh tế, giữa được và mất là khoảng cách một trời một vực. Sau khi Trịnh Thịnh phát biểu xong, Phó Tiên Phong bổ sung những kết luận chính thức mà Tổ điều tra Quốc vụ viện. Báo cáo của Tổ điều tra Quốc vụ viện mỗi người cầm một phần trên tay, nội dung cụ thể thì mọi người có mặt ở đây sớm đã biết, một lần nữa do Chủ tịch Phó đích thân lặp lại, là chuyện qua sân khấu bắt buộc phải đi. Chuyện xảy ra tối hôm qua. Mãi cho tới sáng nay Diệp Thiên Nam mới biết, trong lòng rất bực bội. Ông ta không tiếc phải vứt bỏ sự tôn trọng của Phó Bí Thư Tỉnh ủy, trước khi vào họp, tự mình đến văn phòng Dương Hằng Dịch hỏi rõ ràng. Dương Hằng Dịch tất nhiên không nói hết toàn bộ ngọn nguồn sự việc, việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết, nhưng Hạ Tưởng thủ đoạn khéo léo, ông ta vẫn không giấu giếm, nói toàn bộ sự việc cho Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam nghe xong, ngây người một lúc lâu. Diệp Thiên Nam mượn lực lượng của cầu đường Tỉnh Tương, chống lại Trịnh Thịnh đã nhiều năm nay, mắt nhìn thấy Trịnh Thịnh chiếm thế thượng phong, bất chợt liền ra tay với Phó Tiên Phong, hơn nữa Phó Tiên Phong còn có ý hợp tác với ông ta cũng hiểu là Phó Tiên Phong muốn mượn lực lượng của mình, ép Trịnh Thịnh. Trong chính trị, vốn dĩ là giúp đỡ lẫn nhau nhưng thực tế là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, lợi dụng tốt thì cả hai bên cùng có lợi không ảnh hưởng gì hết, nhưng những gì Hạ Tưởng làm tối hôm qua là có ý ly gián. Làm cho Diệp Thiên Nam có ý cảnh giác, hay là Hạ Tưởng làm theo ý của Trịnh Thịnh, cố ý làm vậy để phân hóa lực lượng Tỉnh Tương. Tất nhiên, y với Dương Hằng Dịch quen biết bao năm,
tự cho rằng đối với Dương Hằng Dịch có hiểu biết, tin rằng Dương Hằng Dịch không vì thế mà bị lung lay, thì điều y lo lắng chính là Phó Tiên Phong. Nhưng mà vẫn tốt, vừa rồi nghe Phó Tiên Phong bổ sung nói rõ kết luận của Tổ điều tra Quốc vụ Việt, khiến y cũng có đôi chút yên tâm. Phó Tiên Phong tuy rằng nói sự thật nhưng hàm ý bên trong vẫn là bảo vệ Tỉnh Tương, khiến cho Diệp Thiên Nam rõ ràng một điều, lập trường của Phó Tiên Phong vẫn kiên định. Ánh mắt Diệp Thiên Nam lơ đãng nhìn sang phía Hạ Tưởng. Sự việc tối hôm qua, Hạ Tưởng rất khéo léo, hắn là người được lợi nhiều nhất trong việc này, rốt cuộc dụng ý của hắn như thế nào. Không biết vì nguyên nhân gì, Diệp Thiên Nam luôn cảm thấy Hạ Tưởng tuy rằng nhỏ tuổi hơn Phó Tiên Phong, địa vị cũng thấp hơn, nhưng lại có sức uy hiếp lớn hơn, đúng là lớn hơn rất nhiều. Sau khi Phó Tiên Phong giới thiệu kết luận của Tổ điều tra Quốc vụ Việt, liền trình bày ý kiến của mình về cách xử lý sự cố. Trên vấn đề áp dụng biện pháp đối với đồng chí Đường Gia Thiếu, đồng chí Hạ Tưởng thể hiện một mặt của sự nhìn xa trông rộng, đấu tranh chủ động, lúc này, tôi muốn thay mặt cho tỉnh ủy thể hiện lòng cảm kích đối với công tác của Ủy ban Kỷ luật. Đúng là trước hết phải bắt Đường Gia Thiếu, Tổ điều tra Quốc vụ Viện mới cho phép tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh chú ý tới vấn đề của cầu đường Tỉnh Tương nằm ở đâu, cũng khiến cho tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh lo lắng trước những phê bình của Quốc vụ Viện. Phó Tiên Phong nhìn Hạ Tưởng gật đầu, không cần biết là thật tâm hay không, dù sao cũng là có đồng ý. Vụ việc chất lượng của cầu Hoài Dương kém, vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn, cộng thêm với quản lý lỏng lẻo, lại muốn rút ngắn hoàn thành trước thời hạn, vân vân, đều là những nguyên nhân phát sinh sự cố. Tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh đã điều tra cụ thể, cho rằng nguyên Tổng Giám đốc Đường Gia Thiếu chịu trách nhiệm chủ yếu, ngoài ra kỹ sư trưởng của tập đoàn là An Hoa, Phó Tổng chủ nhiệm kỹ sư Vương Tín, Tổng Giám đốc công ty cầu đường là Tiếu Cường Quốc, Giám đốc phụ trách công trình, người phụ trách mua vật liệu, cùng với nhiều người khác bị nghi là bỏ rơi nhiệm vụ lạm dụng chức quyền nhận hối lộ đều giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Phó Tiên Phong đọc một chuỗi danh sách dài, thời gian đọc càng lâu, sắc mặt của Trịnh Thịnh lại càng có ý vị sâu xa. Trên thực tế, sự cố cầu Hoài Dương tuy rằng nghiêm trọng nhưng không cần chủ tịch tỉnh đích thân lập danh sách xử lý nhân viên, đường đường chủ tịch phó không những tự mình lập danh sách mà còn tự mình đọc danh sách, không phải là vì để tâm đến công việc mà là muốn thí xe giữ tướng. Trong hàng nghìn nhân viên, đại đa số nhân viên trong công ty đều có trách nhiệm, tổng công ty ngoài Đường Gia Thiếu ra còn có hai kỹ sư, mãi mãi không đạt được trình độ làm tổn thương gân cốt. Trịnh Thịnh cũng rất khách khí ngắt lời của Phó Tiên Phong. Đồng chí Tiên Phong, tôi ngắt lời một chút, danh sách nhân viên không cần đọc hết, thời gian không cho phép, trước hết hãy nói về phương pháp xử lý. Phó Tiên Phong cũng hiểu được ý của Trịnh Thịnh, chỉ gật đầu một cái. Ý của tôi chính là, tổng công ty bắt Đường Gia Thiếu và hai kỹ sư, công ty Tam Phân phụ trách công việc cụ thể của công trình cầu Hoài Dương. Trịnh Thịnh đợi một lúc lâu, dường như thấy không có đoạn kết rồi mới nói. Chỉ có vậy. Chỉ có thế thôi. Phó Tiên Phong trả lời chắc chắn. Phó Tiên Phong tuy rằng không hiểu Trịnh Thịnh lắm, nhưng Trịnh Hải Kỳ đã quá quen thuộc tính tình của Trịnh Thịnh biết cách hỏi như vậy tức là bất mãn với ý kiến của Phó Tiên Phong. Tất cả mọi người đều nhận ra, Trịnh Thịnh rất bất mãn với ý kiến của Phó Tiên Phong. Tôi có một ý tưởng. Trịnh Thịnh vung tay lên, biểu hiện rất mạnh mẽ, gần đây Trịnh Thịnh dường như ngày càng tự tin. Sau khi Ủy ban Kỷ luật điều tra rõ tội của Đường Gia Thiếu, và thảo luận biện pháp xử lý cầu đường Tỉnh Tương, hôm nay lại nảy sinh thêm một vấn đề, đó là đề danh chức Phó Thị trưởng thành phố Tương Giang, hôm nay trước hết hãy chọn người trước, đồng chí Lý Dương sắp chuyển đi rồi. Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam ngơ ngác nhìn, gần đây Trịnh Thịnh quả thật quá mạnh mẽ, hoàn toàn nắm mọi tình hình thì không nói làm gì, còn thường xuyên thay đổi chủ đề thảo luận, một tay áp đặt người khác, so với trước đây khác nhau như hai người vậy. Nghĩ lại, sau khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy áp dụng một loạt các biện pháp, lập trường của Trịnh Thịnh ngày càng đầy đủ, suy cho cùng là do công lao của Hạ Tưởng, nếu không có sự giúp đỡ của Hạ Tưởng thì Trịnh Thịnh bây giờ làm sao có được dũng khí như thế. Trong nháy mắt, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam lại hiểu nhau đến vậy, cùng nghĩ đến một nơi. Tuy rằng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vấn đề cầu đường Tỉnh Tương vẫn đang thảo luận trong không khí căng thẳng, nhưng Trịnh Thịnh muốn khi nào có chuyển biến tốt thì mới chấp nhận. Phó Tiên Phong không đồng ý cũng không còn cách nào khác, quyền chủ động nằm trong tay bí thư. Thảo luận đi thảo luận lại, cũng không giải quyết được vấn đề gì, Phó Tiên Phong tiếp tục đề cử Hoàng Lâm Thu và Từ Khai Tân, Diệp Thiên Nam ủng hộ Phó Tiên Phong. Lương Hạ Vũ cũng miễn cưỡng đồng ý. Trịnh Thịnh không tỏ rõ ý kiến,
nhìn về phía Hạ Tưởng nói. Đồng chí Hạ Tưởng, có ý kiến gì khác không? Hội nghị hôm nay, rất nhiều lần Hạ Tưởng đoán được ý nghĩ của Trịnh Thịnh, vấn đề cầu đường tỉnh tương bàn luận đến độ cao điểm rồi lại bỏ qua, tiếp tục bàn sang sự đề danh của hai vị trí phó thị trưởng quan trọng, hai việc không có liên quan gì đến nhau, điều này thể hiện ý muốn của Trịnh Thịnh, muốn nắm giữ toàn bộ vụ cầu đường tỉnh tương nên làm ra vẻ nhượng bộ trong việc lựa chọn người cho vị trí phó thị trưởng ủy viên thường vụ và phó thị trưởng thường trực thành phố Tương Giang. Trong chính trị, sẽ không có ai đó có khả năng độc quyền, sự nhượng bộ hợp tình hợp lý của Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng vấn đề là Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam có hiểu được hay không? Theo như con người của Phó Tiên Phong thì cả việc cầu đường tỉnh tương với hai vị trí kia Phó Tiên Phong đều muốn nắm giữ. Hai đồng chí ấy tôi đều không rõ, vì thế không có ý kiến gì. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, không ngờ bỏ đi quyền lợi của mình. Hạ Tưởng bỏ quyền lợi không những làm cho Phó Tiên Phong kinh ngạc mà còn khiến Diệp Thiên Nam khó hiểu, lại càng làm cho Trịnh Thịnh giật mình, ông ta biết Hạ Tưởng cố ý lùi sau một bước. Bởi vì vừa rồi kết quả điều tra vụ việc Đường Gia Thiếu được báo cáo xong, thêm với vấn đề xử lý cầu đường tỉnh tương, Hạ Tưởng đã phải đau đầu suy nghĩ, đem tất cả mâu thuẫn tập trung tại Ủy ban Kỷ luật. Hạ Tưởng ngay lập tức làm ra phản ứng, giữ khoảng cách với ông ta, khiến cho Trịnh Thịnh nhận thức được rằng, Hạ Tưởng vẫn giữ lập trường trung lập ở tỉnh tương, vẫn chưa nghiêng hẳn về phía ông ta. Trịnh Thịnh không tránh được suy nghĩ, lại nghĩ tới vụ đánh cuộc giữa ông ta với Cổ Thu Thật. Hội nghị lần này, hiệu quả không cao, nhưng vẫn ít nào đạt được tiếng nói chung, đầu tiên đó là vấn đề của cầu đường tỉnh tương đã mở rộng hóa, đều đã có phương án, thứ hai là ý đồ của Trịnh Thịnh được hé lộ làm cho Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam nhận ra, nhưng Hạ Tưởng lập trường không rõ, nên tiến triển sẽ không thuận lợi. Trịnh Thịnh trở lại văn phòng, suy nghĩ trong chốc lát, liền gọi điện cho Cổ Thu Thật. Thu Thật, quả thật Hạ Tưởng đúng như lời ông nói, điềm đạm thành thục, hơn nữa, còn suy nghĩ có chiều sâu. Trịnh Thịnh muốn nói Hạ Tưởng có ý đồ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không hay, liền không nói nữa, sau đó lại nói. Tuy nhiên dường như có tâm lý đầu cơ. Nói như thế nào? Cổ Thu Thật hỏi một câu ngắn gọn, xúc tích. Trịnh Thịnh nói lại thái độ của Hạ Tưởng một cách ngắn gọn. Cổ Thu Thật mỉm cười. Bí thư Trịnh, ông không thể yêu cầu Hạ Tưởng hoàn toàn theo ông cũng không hứa với cậu ta cái gì. Còn nữa, Hạ Tưởng không phải là người có suy nghĩ nông cạn, cậu ta không đáng để cấp trên biệt đãi. Trịnh Thịnh cũng cười. Dù sao ông cũng rất xem trọng cậu ta cái gì cũng tốt. Tôi khẳng định, việc chắc chắn sẽ thành, người thu lợi nhiều nhất chính là ông. Giọng điệu của Cổ Thu Thật sau đó lại trầm tĩnh. Độ mạnh yếu của cầu đường tỉnh tương không nhỏ, phía thủ đô đã có hành động rồi, ông phải chú ý phương pháp một chút, bảo vệ trách nhiệm của Hạ Tưởng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Thịnh đi đi lại lại trong phòng, tâm tư có chút hỗn độn. Ông ta cũng nghĩ rằng vụ việc của cầu đường tỉnh tương sẽ gây chấn động đến thủ đô, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, cũng không nghĩ tới mức độ lại nghiêm trọng như vậy. Nếu như lợi dụng Hạ Tưởng, để Hạ Tưởng làm vật hy sinh, cũng có thể trong lúc hỗn loạn để nắm lấy cầu đường tỉnh tương, từ đó làm tan rã thế lực của Diệp Thiên Nam. Nhưng Cổ Thu Thật lại yêu cầu ông ta bảo vệ Hạ Tưởng, nếu động đến Hạ Tưởng sẽ phải áp dụng đến biện pháp phu hồi, thậm chí có thể để lỡ mất một cơ hội tốt. Nên xử lý như thế nào? Hoàn toàn lợi dụng Hạ Tưởng, vào thời điểm quan trọng thì biến hắn thành vật hy sinh hay là theo kế sách lâu dài, chân thành hợp tác với Hạ Tưởng? Giữa được và mất, Trịnh Thịnh cảm thấy khó xử, nhất thời suy nghĩ không ra. Hạ Tưởng tựa hồ không nghĩ rằng mình có thể sẽ là vật thế thân của Trịnh Thịnh, vẫn dồn ép Đường Gia Thiếu, hoàn tất công tác thẩm tra vụ án, đồng thời cũng không ngừng tấn công Thẩm Hà Dương. Vài ngày sau, đúng như dự đoán của Hạ Tưởng, Đường Gia Thiếu tự khai, tuy nhiên khi hắn nghe được Lý Tòng Đông báo cáo về sự thật mà hắn thu thập được về Đường Gia Thiếu thì hắn chỉ còn biết âm thầm kinh hãi, hắn biết rằng vấn đề khó khăn đã đến rồi. Chương 1327, không đánh trận chưa được chuẩn bị. Thực ra Hạ Tưởng sớm đã biết từ lúc Phó Tiên Phong cố ý lôi hắn đến tỉnh tương, còn cả thái độ ôn hòa mà hữu hảo của Trịnh Thịnh đối với hắn bây giờ, tuy rằng cách thức khác nhau, nhưng rõ ràng là có cùng mục đích. Đó chính là khiến hắn hoàn toàn đi theo. Lãnh đạo lôi kéo cấp dưới, cách làm cao siêu hay trực tiếp, thực chất mục đích đều như nhau. Lãnh đạo là muốn khiến cấp dưới nghe lời, răm rắp phục tùng mệnh lệnh, luôn hết mình thực hiện ý định của lãnh đạo, trong thời khắc quan trọng làm vũ khí, còn khi có nguy hiểm thì làm vật hy sinh,
Còn cấp dưới muốn tiến gần hơn tới lãnh đạo, dụng ý cũng rất rõ ràng, là nhằm tạo điều kiện để thăng quan tiến chức, muốn từng bước leo cao. Nói trắng ra là giữa cấp trên và cấp dưới cũng là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, chính là xem cách ai lợi dụng ai tài tình hơn mà thôi. Hạ Tưởng chưa bao giờ sẽ nghĩ rằng có người một lòng muốn cất nhắc hắn chỉ đơn thuần là vì thấy hắn vừa mắt. Bởi vậy sau khi tới tỉnh Tương, ngoài việc xác định rõ tình thế ra, một điểm mấu chốt hắn phải trước sau kiên trì là làm hết chức trách của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, trong điều kiện không làm tổn hại đến bản thân, dùng hết khả năng mở rộng chính nghĩa, trừng trị quan tham. Ngoài ra, dần dần quyết định sau cùng đứng vào phe nào, chuẩn bị tốt nền tảng kiên cố để chen chân vào cấp bộ trưởng. Vừa nhậm chức ở tỉnh Tương, đấu tranh chính trị chắc chắn không ít, nhưng đã ngồi ở một vị trí nhất định, hình ảnh giao kiếm đều ở sau lưng. Nhưng vì sự tăng lên của cấp bậc, chiến trường cũng có thêm không ít, đọ sức liền nằm ở vận mệnh tiền đồ cán bộ cấp sở. Hiện nay cầu đường tỉnh Tương chính là chiến trường lớn nhất. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, hắn dính vào lập trường của cầu đường tỉnh Tương, giống như lập trường Trịnh Thịnh, liền tạo thành tình thế hắn và Trịnh Thịnh nhanh chóng tiến gần hơn và liên kết. Trên thực tế, giữa hắn và Trịnh Thịnh còn thiếu cơ sở tín nhiệm, cũng không có mối quan hệ đáng nói, việc liên kết lúc này chỉ có thể nói là việc cần thiết cho lựa chọn chính trị. Điều hắn hiểu còn rõ hơn là chính vì Trịnh Thịnh thiếu hiểu biết đầy đủ về hắn, cũng chưa có mối quan hệ cá nhân đáng nói với hắn, vì thế trong vấn đề cầu đường tỉnh Tương, không loại trừ khả năng Trịnh Thịnh có chủ ý muốn lợi dụng hắn, càng không loại trừ vào đúng lúc then chốt y sẽ qua cầu rút ván, biến hắn thành vật hy sinh chính trị. Cầu đường tỉnh Tương cuối cùng có thể sẽ làm kinh động đến cả các lãnh đạo cấp cao phải ra mặt. Hạ Tưởng sớm đã đoán được, cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Tuy nhiên tận mắt thấy Đường Gia thiếu thú nhận sự thật gây chấn động, Hạ Tưởng dù cũng đã trải qua không ít chuyện, vẫn không khỏi giật mình kinh hãi. Hơn nữa còn vô cùng bất ngờ. Con cháu của các lãnh đạo cấp cao nhúng tay vào các ngành có tính độc quyền thì trong nước rất nhiều, họ kiếm lợi từ đó, có những sự thật không ai biết. Đến cấp bậc của Hạ Tưởng, đương nhiên sẽ hiểu rõ ràng tường tận. Thường thì đến chức vụ cao nhất định, con cháu tham gia vào các ngành nghề kín đáo mà có lợi lớn. Để tránh sự ngờ vực và chỉ trích của quần chúng, đa phần sẽ không nhúng tay vào những công ty có quy mô lớn của địa phương, bởi vì rất dễ bị người ta phát hiện. Không ngờ, một cầu đường tỉnh Tương cũng có con cháu của lãnh đạo cấp cao Bắc Kinh nhúng tay vào kiếm lợi. Chẳng trách từ trước đến nay đến sập cầu cũng không vấn đề gì. Đến Trịnh Thịnh cũng khó lòng ra dây, hóa ra đằng sau có sức mạnh ghê gớm như vậy. Điều Hạ Tưởng kinh ngạc không phải là sức mạnh khổng lồ đứng đằng sau cầu đường tỉnh Tương, mà là người từ Bắc Kinh đến cầu đường của tỉnh Tương kiếm lợi chính là loại từ trước đến nay không hề có cảm tình với hắn. Chính là nói, động đến cầu đường tỉnh Tương chính là động đến lợi ích của người nào đó. Đó là người mà lần trước đã ra tay với hắn, chưa dồn hắn vào chỗ chết. Bây giờ cách làm của hắn dường như có ý khiêu khích. Nói không chừng lại dẫn đến đòn phản kích mạnh mẽ. Điều khiến cho Hạ Tưởng không thể không suy nghĩ nhiều là Trịnh Thịnh chắc chắn biết nội tình trong đó, nhưng vẫn cứ nhiều lần vô tình hay cố ý dồn hết mâu thuẫn vào ủy ban kỷ luật tỉnh. Dụng ý thì không cần nói cũng biết, Trịnh Thịnh vừa muốn cầu đường tỉnh Tương, vừa muốn vào lúc sự việc không còn cách nào giải quyết, quy tội tất cả các vấn đề vào ủy ban kỷ luật tỉnh. Nói cách khác, nếu như vì vấn đề cầu đường tỉnh Tương mà đấu tranh chính trị đẩy đến mức thê thảm, đến cấp sở cũng không chịu nổi, đến khi cần một cán bộ cấp phó tỉnh, thì xin lỗi, hắn chỉ là vật hy sinh tốt nhất mà thôi. Hạ Tưởng đã nghĩ thông suốt điểm này, trái lại cười đầy ẩn ý. Lý Tòng Đông ngồi ở dưới thấy Hạ Tưởng hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên lại cười đầy ẩn ý, liền cẩn thận hỏi một câu. Bí thư Hạ, lời khai của Đường Gia Thiếu có cần làm thành tài liệu, ghi vào hồ sơ không? Nếu đã ghi vào hồ sơ thì sẽ phải đệ đơn. Tất cả ủy viên thường vụ của ủy ban kỷ luật đều có quyền được biết sự tình, sự việc chẳng khác nào công khai. Hạ Tưởng thầm nghĩ trong lòng, con người Lý Tòng Đông cũng khá lắm, đáng tiếc là thiếu đi tầm mắt xem xét thời thế. Có điều nghĩ cũng đúng, dù sao cấp bậc của y cũng chưa tới, không biết nhìn xa cũng là dễ hiểu, liền nói đầy ẩn ý. Tòng Đông, lời của Đường Gia Thiếu toàn là những lời sằng bậy, nếu như ghi vào hồ sơ vụ án sẽ tổn hại đến hình tượng của ủy ban kỷ luật. Lý Tòng Đông sửng sốt, lập tức hiểu ra điều gì đó, vội vàng gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, lời của bí thư Hạ thật chí lý. Tôi trước tiên sẽ giữ lời khai và bản ghi âm, những lời thú nhận để đệ đơn thì sẽ cân nhắc rồi ghi lại sau. Một bản chính sao thành hai bản chính là thủ đoạn của ủy ban kỷ luật.
Dù sao có một số quan chức đang tuyệt vọng, không dám nói bất kỳ điều gì, dù sao thế nào cũng chết, cận kề cái chết cũng phải kéo theo vài người chịu tội thay. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong nước, có những người không thể động đến họ. Không nói đến những quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, ngay cả Đường Gia Thiếu, động đến bất kỳ một lãnh đạo tỉnh ủy nào, Hạ Tưởng cũng không dám ghi vào hồ sơ. Hắn không có quyền điều tra bất kỳ một ủy viên thường vụ tỉnh ủy nào, thậm chí không điều tra nổi cán bộ cấp phó tỉnh trở lên. Tình hình trong nước là tình hình trong nước, quyền hạn của hắn chỉ đến mức giám đốc sở mà thôi. Nhưng có một điểm, đụng đến bất kỳ một quan chức cấp phó giám đốc sở trở lên liền tương đương với việc động đến quyền lợi của một vị cán bộ cấp phó tỉnh. Nói cho cùng, Ủy ban Kỷ luật chính là nơi ghi lại vết nhơ của tất cả các cán bộ đảng viên, nhưng ghi lại thì ghi, có những việc mãi mãi không thể để lộ ra. Câu trả lời của Lý Tòng Đông vẫn khiến Hạ Tưởng hài lòng. Hắn mỉm cười gật đầu. Tòng Đông, gần đây gánh nặng trên vai anh có phần nặng nề. Anh phải vất vả rồi. Lý Theo Đông rất cảm kích mà đứng lên. Tôi là trợ thủ, không sợ nhiều việc, chỉ sợ không có việc để làm. Không có việc để làm chính là không được trọng dụng. Y nói với vẻ vô cùng thành khẩn. Cảm ơn sự quan tâm của Bí Thư Hạ dành cho tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, không phụ sự ủy thác của Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng thấy Lý Tòng Đông lĩnh hội được ý đồ của hắn, rất vui. Tòng Đông, sau này trước mặt tôi, không cần nói những lời thừa, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, xác định đúng phương hướng, nguyên tắc chính thì không thể lung lay. Thấy Lý Tòng Đông chăm chú lắng nghe, hắn lại nói tiếp. Vụ án của Đường Gia Thiếu phải làm tốt công việc ở mọi mặt. Làm thế nào vừa phải làm cho phù hợp với tinh thần chỉ thị của Bí Thư Trịnh về việc xử lý nghiêm khắc và mạnh tay, điều tra ra đường dây, vừa phải giữ được uy danh của lãnh đạo tỉnh ủy và trung ương, mà còn phải đảm bảo tính công bằng và nghiêm khắc của pháp luật. Đồng chí Tòng Đông, trọng trách trên vai anh rất nặng nề. Lý Tòng Đông cũng không hổ là cán bộ kỳ cựu nhiều năm của Ủy ban Kỷ luật, lập tức hiểu rõ ẩn ý của Hạ Tưởng, thể hiện ngay thái độ. Xin Bí Thư Hạ yên tâm, tôi sẽ giải quyết thỏa đáng vụ án Đường Gia Thiếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào. Mỗi tiến triển của vụ án tôi đều đã kịp thời báo cáo với ngài. Xem ra Lý Tòng Đông quả thật là lĩnh hội được dụng ý thực sự của hắn, Hạ Tưởng gật đầu. Tòng Đông, nghe nói tay nghề của chị dâu khá lắm. Không biết tôi có cơ hội được nếm thử tay nghề nấu nướng của chị dâu không? Lý Tòng Đông còn không biết ý mà nhận ý tốt của Hạ Tưởng thì đã phí công lăn lộn mấy chục năm trong quan trường, lập tức mừng rỡ. Bí thư Hạ có thể đến nhà tôi dùng cơm, nhà tôi cầu còn không được. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Anh hoan nghênh hay không cũng mặc, phải đích thân chị dâu nói mới được. Hạ Tưởng cười ha hả. Đợi qua hết đợt bận rộn này, tôi sẽ đến. Điều Hạ Tưởng muốn chính là quan hệ hợp tác chặt chẽ với Lý Tòng Đông, cần Lý Tòng Đông toàn tâm toàn ý theo hắn. Bởi vì hắn cần Lý Tòng Đông, làm những công đoạn phòng bị cần có trong vụ án của Đường Gia Thiếu, trong thời khắc quan trọng có thể dùng để làm tài liệu tuyệt mật để tự bảo vệ mình. Chính vì là tuyệt mật, người biết việc này càng ít càng tốt. Tốt nhất là chỉ có hai người hắn và Lý Tòng Đông biết chuyện. Không thể giao tính mệnh của mình vào tay người khác, hắn không thể đảm bảo người khác trong lúc khẩn cấp có thể dùng hắn làm vật hy sinh hay không. Chính thế nên tự thân phải chuẩn bị xong xuôi kế sách vẹn toàn, đến lúc đó có thể dễ dàng ung dung thoát thân. Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh trận mà chưa được chuẩn bị. Lúc hết giờ làm, khi Hạ Tưởng xuống lầu, vừa lúc cùng Phó Tiên Phong không hẹn mà gặp. Phó Tiên Phong vừa đi vừa nói chuyện. Bí thư Hạ hãy đi cùng tôi một đoạn, tôi có mấy câu muốn nói với cậu. Hạ Tưởng liền đi cùng với Phó Tiên Phong, bước hơi chậm hơn Phó Tiên Phong nửa bước. Từ khi xuống cầu thang ra tới cửa vào khoảng 300 mét, tổng cộng đi hết 5 phút, luôn là Phó Tiên Phong nói, Hạ Tưởng nghe. Hạ Tưởng, chúng ta là bạn lâu năm, có một câu dù là có nên nói hay không, xuất phát từ lòng yêu quý với cậu, tôi vẫn phải nói. Cậu không nên động vào cầu đường Tỉnh Tương, rất gai góc. Bí thư Trịnh ở Tỉnh Tương đã nhiều năm, từ xưa đến nay chưa từng làm gì được cầu đường Tỉnh Tương. Không phải là ông ấy không muốn, mà là không làm được, không tìm được một điểm để can thiệp. Bây giờ cậu tạo cho ông ấy một cơ hội, Bí thư Hạ, cậu thực sự nghĩ kỹ là sẽ làm quân tiên phong cho Bí thư Trịnh. Tiếp thu ý kiến xử lý vấn đề cầu đường Tỉnh Tương của tôi, giữa cậu và Diệp Thiên Nam cùng nhau sống yên ổn. Nếu như cậu toàn tâm toàn ý cùng Trịnh Thịnh phải làm tan nát cầu đường Tỉnh Tương,
tôi chỉ có thể tỏ ý tiếc nuối. Là bạn bè, tôi không thể làm gì cậu, nhưng áp lực từ phía Bắc Kinh vẫn là thủ đoạn đằng sau Diệp Thiên Nam, tôi không thể quản nổi. Phó Tiên Phong nói rất nhiều câu chân thành, Hạ Tưởng một câu cũng không xen vào. Đến khi đi tới cổng tòa nhà tỉnh ủy, Phó Tiên Phong mới ngừng miệng, giơ tay bắt tay Hạ Tưởng. Tôi đã nói hết lời như thế này, là dựa vào tư cách một người bạn lâu năm mới nói nhiều như vậy. Cậu nghe cũng được, không nghe cũng được, tóm lại tôi không thẹn với lương tâm mình. Phong thái y rất chững chạc, làm chủ tịch tỉnh quả nhiên khác trước kia nhiều. Trước kia y không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ Phó Tiên Phong làm việc ngay ngắn, nói chuyện mượt mà, thật đúng là khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác. Hạ Tưởng cũng không trả lời thẳng đúng ý Phó Tiên Phong mong đợi. Hắn cũng hiểu được Phó Tiên Phong có khuyên bảo hết nước hết cái, cũng chắc chắn là muốn kéo hắn vào phe y, làm con tốt thí của y mà thôi. Lấy tiêu chuẩn đạo đức để đánh giá chính trị ra thì quả là ấu trĩ nực cười. Hắn sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch tỉnh Phó đối với tôi. Hạ Tưởng dùng một câu cảm ơn trả lời cho tất cả cố gắng của Phó Tiên Phong. Hắn còn nói. Sau khi Tiên Tiên trở về, tất cả đều thuận lợi. Cô ấy trưởng thành hơn nhiều so với trước kia, khiến mọi người rất vui mừng. Phó Tiên Phong liền biết, thái độ của Hạ Tưởng cũng không vì lời khuyên can của y mà có mảy may thay đổi. Một tuần sau, hai phó thị trưởng chủ chốt trong chính quyền thành phố Tương Giang mãi vẫn chưa được quyết định đã được xác định. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là nguyên ủy viên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Lâm Thu cũng không lên làm phó thị trưởng thường trực, mà là do một phó thị trưởng bình thường thăng chức thẳng lên ủy viên thường vụ, còn giữ chức phó thị trưởng thường trực. Người biết nội tình đều hiểu rõ một điều, trong việc xử lý cầu đường tỉnh Tương vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Quả nhiên, chỉ qua một ngày, Hạ Tưởng liền đệ trình ý kiến xử lý về vụ án của Đường Gia Thiếu. Chương 1328, tham vọng không nhỏ, bước đi quá lớn. Gần như mỗi ngày ủy ban kỷ luật tỉnh đều phải xử lý các vụ án lớn nhỏ. Suy cho cùng trong một tỉnh có mười mấy thành phố cấp 3 trực thuộc, có vài trăm cán bộ cấp phòng trở lên, thêm vào là rất nhiều xí nghiệp thuộc tỉnh, vô số đơn thư tố cáo dù thật dù giả cũng đủ bận rộn, càng huống chi có một số vụ án thông qua con đường không theo lệ thường để phản ánh lên. Cũng có những vụ án thú tính man dợ bị đưa ra ánh sáng, vân vân, về cơ bản mỗi ngày đều có vụ án bắt đầu bước vào trình tự thẩm tra. Cũng có những vụ án đã được phê chuẩn bước vào giai đoạn thi hành, còn có những vụ án đã thẩm vấn xong, đang chờ kết án. Còn có cả những vụ án kéo dài chưa có phán quyết. Có thể nói, càng là các vụ án của những nhân vật giàu có cấp bậc cao thì thời gian bị kéo dài càng lâu, có vụ là 3 tháng, có vụ kéo dài đến nửa năm. Vì thế, sau khi Đường Gia Thiếu bị bắt giam, không đến một tháng thì nhận hết toàn bộ tội danh, những người trong ủy ban kỷ luật cũng có một cách nói, gọi là dám làm dám chịu, đương nhiên là mang ý mỉa mai. Còn có kẻ giống như Hà Dương, chỉ thừa nhận một số vấn đề, còn về nhân vật đứng đằng sau thì bất luận là thế nào cũng không chịu bán đứng chúng, loại này cũng có không ít. Những người có thâm niên trong ủy ban kỷ luật đều biết, chúng hoặc là ngoan cố, có vấn đề gì thì mình gánh chịu toàn bộ, hoặc là có thế lực để dựa vào, vẫn còn ảo tưởng rằng có hy vọng được xử lý nhẹ tay. Cũng có người giống như Tất Bằng, từ sau khi vào thì tỏ thái độ phủ nhận toàn bộ, cương quyết không hợp tác, hơn nữa còn ra vẻ tự cao tự đại. Những nhân viên thường đến thẩm vấn, gã chỉ nói một câu. Mời đồng chí Lâm Hoa Kiến đến đây, những người khác đến, tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Các vụ án ở ủy ban kỷ luật có không ít, thu hút sự chú ý của mọi người nhất là ba vụ, Đường Gia Thiếu, Điến Hà Dương và Tất Bằng. Trong ba vụ án, khiến người ta quan tâm nhất chính là vụ án của Đường Gia Thiếu. Đường Gia Thiếu tuy là người có cấp bậc thấp nhất trong số ba người bị thẩm tra, nhưng sự ngông cuồng của y là đặc biệt nhất, hơn nữa còn triệt để nhất, sau khi bị bắt còn chưa định tội đã thả, khiến cho không ít người biết, Đường Gia Thiếu xem ra không còn hy vọng nữa. Mà Điến Hà Dương và Tất Bằng, bây giờ vẫn còn giữ sổ đảng. Hạ Tưởng ngồi ở văn phòng thẩm vấn của Trịnh Thịnh, Đồng Phàm sau khi pha trà xong, còn có ý đặc biệt nói một câu. Mời Bí Thư Hạ dùng trà. Đây là loại trà đại hồng bào mà Bí Thư Trịnh thích uống nhất, thông thường không đành lòng bỏ ra tiếp người khác. Trịnh Thịnh cười mắng một câu. Cậu nhiều chuyện thật đấy. Chuyện xưa kể lại thời cổ đại có một lão nhà giàu, ai đến nhà y chơi, nếu được mời uống đại hồng bào thì có ý người này sẽ dễ dàng giàu lên. Trịnh Thịnh mời hắn uống đại hồng bào, còn mượn lời Đồng Phàm để ám chỉ,
cũng là lên giọng tỏ ý thăm dò. Bởi vậy có thể thấy, kết luận cuối cùng của Ủy ban kỷ luật với Đường Gia Thiếu là nặng hay nhẹ đối với Trịnh Thịnh mà nói vô cùng quan trọng. Hạ Tưởng liền nhấp một ngụm trà, tán thưởng. Quả đúng là trà ngon, cảm ơn thịnh tình của bí thư Trịnh. Trịnh Thịnh cười ha hả mà khoát tay. Dùng trà tiếp bạn, tuần trà tặng bạn bè, như thế mới không để phí tuần trà. Hạ Tưởng liền gật đầu, cũng xem như tiếp nhận tấm thịnh tình của Trịnh Thịnh, cũng không bàn thêm về trà đạo, nói về Đường Gia Thiếu. Qua điều tra xác minh của Ủy ban kỷ luật, trong thời gian Đường Gia Thiếu ở giữ chức Tổng Giám đốc Cầu Đường tỉnh Tương đã lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ. Số tiền hối lộ vô cùng lớn, tình tiết rất ác liệt, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chứng cứ hoàn toàn xác thực, sự thật rõ ràng, định sẽ chuyển sang cho cơ quan tư pháp tiếp tục tiến hành thẩm tra xử lý. Khi Hạ Tưởng báo cáo, Trịnh Thịnh vừa uống trà, vừa liên tục gật đầu, thể hiện rằng y đang nghe rất chăm chú. Nhưng nghe đến đoạn sau, y không gật đầu nữa, mà chuyển sang nét mặt có phần kinh ngạc, đợi Hạ Tưởng nói xong, gương mặt y liền đanh lại. Cầu Đường tỉnh Tương là một đơn vị thi công, trong quá trình thẩm định công trình và tiếp nhận, không tránh khỏi phải có một số mánh khóe không được minh bạch, Ủy ban kỷ luật không điều tra sâu hơn. Câu hỏi của Trịnh Thịnh để lộ ra ý nghĩ thực sự trong lòng y. Hạ Tưởng liền thầm cười trong bụng. Trịnh Thịnh giữ chức bí thư tỉnh ủy chưa đến một năm, còn chưa điều chỉnh nhân sự thành phố cấp 3 phía dưới trên diện rộng. Mỗi nhiệm kỳ của bí thư tỉnh ủy đều có một lần điều chỉnh nhân sự hoặc lớn hoặc nhỏ, cho dù là rầm rộ sôi nổi hay là âm thầm lặng lẽ, chắc chắn phải nắm giữ quyền điều hành nhân sự lớn trong tay để tạo quyền uy. Trịnh Thịnh đã có cơ sở nhất định ở tỉnh Tương, nhưng bởi vì lực lượng phản đối quá hùng mạnh, trên thực tế nếu không qua một lần điều chỉnh nhân sự trong phạm vi lớn thì y vẫn là không có cách gì để khẳng định uy danh nhân vật số 1 ở tỉnh Tương. Bí thư hạng nhất muốn nắm được hai quyền to lớn, một là nhân sự, hai là quyền sở hữu tài sản. Nếu nắm chắc quyền nhân sự và quyền sở hữu tài sản trong tay, dù cho chủ tịch tỉnh và bí thư có gây sức ép như thế nào, đều chỉ là phí công. Nhưng vấn đề hiện tại là, quyền sở hữu tài sản đã nằm trong tay Trịnh Thịnh, quyền nhân sự tuy chưa rơi vào tay người khác, nhưng vẫn chưa đạt đến mức nắm toàn bộ quyền hành như Trịnh Thịnh mong muốn. Thực vậy, điều Trịnh Thịnh ám chỉ là nói Đường Gia Thiếu không chỉ nhận hối lộ, mà chắc chắn đi hối lộ còn nhiều hơn. Bởi vì trong quá trình nhận công trình, chắc chắn phải dành ưu đãi cho lãnh đạo chủ quản. Trên thực tế, Đường Gia Thiếu cũng thừa nhận đằng sau từng công trình lớn dài đến 4 trang, có hành vi đút lót nghiêm trọng, cầu lớn ở Hoài Dương cũng thế, cầu ở Cảnh Đông cũng vậy, số tiền đút lót đều ở mức hàng chục nghìn nhân dân tệ. Cũng có người, Đường Gia Thiếu còn khai ra việc biếu quà đảng viên nào đó ở Bắc Kinh, hơn nữa còn giải thích vô cùng tỉ mỉ, thời gian, địa điểm, số tiền ngay đến cả việc khi đó y ngầm ghi âm cũng khai ra toàn bộ. Thái độ chủ động và tích cực của y khiến Lý Tòng Đông hoài nghi không hiểu, không rõ Đường Gia Thiếu tại sao lại ngốc như vậy, không trở lại cho mình một con đường lui nào. Hạ Tưởng lại đoán được ý nghĩ của Đường Gia Thiếu. Đường Gia Thiếu biết rõ vị trí của mình, biết rằng sau khi bị bắt, mình chắc chắn sẽ là vật hy sinh. Cho nên y quyết lành làm gáo vỡ làm muôi, điều gì cũng nói ra hết, có thể kích cho một số người đồng ý ra tay cứu y, cho dù kiếm được rồi, nhưng không kích động nổi, dù sao y cũng không có tổn thất gì, kiểu gì cũng chết thì còn sợ gì. Nhưng Hạ Tưởng ngoài việc Đường Gia Thiếu nhận hối lộ, lại giấu nhẹm toàn bộ chuyện y có hành vi đưa hối lộ. Tham vọng của Trịnh Thịnh quá lớn, Hạ Tưởng không muốn đưa hoàn toàn quyền nắm thế cục vào tay Trịnh Thịnh, hắn phải giữ chủ động. Đường Gia Thiếu là một con dao hai lưỡi, việc nhận hối lộ có thể đánh động đến lợi ích nội bộ của Cầu Đường tỉnh Tương. Bởi vì những người đút lót Đường Gia Thiếu phần lớn là các giám đốc bộ phận, giám đốc các chi nhánh trong nội bộ Cầu Đường tỉnh Tương, có thể cho Trịnh Thịnh lợi dụng triệt để điểm này, một lần giăng lưới bắt toàn bộ lãnh đạo cấp cao Cầu Đường tỉnh Tương, thay đổi cả bộ máy. Mà sự thật Đường Gia Thiếu đút lót có thể dẫn đến chấn động trong giới quan chức giàu có ở mấy thành phố cấp 3 tỉnh Tương. Xa thì chưa nói, riêng thành phố Hoài Dương và thành phố Cảnh Đông đã liên đới đến mười mấy người, trên thì có bí thư thành ủy, dưới thì có thị trưởng và cục trưởng cục xây dựng đô thị, vân vân. Nói không ngoa, chỉ dựa vào lời khai của Đường Gia Thiếu và chứng cứ thu được, hoàn toàn có thể khiến hai nơi Hoài Dương và Cảnh Đông có chấn động mạnh trong giới quyền thế. Nhưng Hạ Tưởng không muốn giao hết những con át chủ bài cho Trịnh Thịnh. Bởi vì như thế, hắn sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động, trở thành lực lượng mà bất cứ lúc nào Trịnh Thịnh cũng có thể tuyên truyền, còn nếu không có thể tự mình quyết định khi nào tiết lộ.
bàn tay định mệnh vẫn nên do chính mình điều khiển thì hơn. Ý định của Trịnh Thịnh hoàn toàn có thể lý giải. Hạ Tưởng cũng không phải không muốn trừng trị lũ giàu có tham lam, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng cho rằng, Trịnh Thịnh hiện nay vừa muốn xử lý cầu đường Tỉnh Tương, vừa muốn mượn cơ hội ra tay với hai thành phố Hoài Dương và Cảnh Đông, thay đổi nhân sự với quy mô lớn, như thế có phần hơi vội vã. Bí thư thành ủy hai thành phố Hoài Dương và Thần Đông đều đứng cùng phe với Diệp Thiên Nam, thị trưởng, chủ tịch thường trực tỉnh có thể hô hào biết bao người. Nếu như có thể nắm được hai thành phố, gần như là Trịnh Thịnh đánh lén một trận ngoạn mục, chắc chắn khiến uy danh của y ở các thành phố cấp 3 trực thuộc vang vọng hơn nhiều. Hạ Tưởng lại không nghĩ như vậy, bởi vì giai đoạn hiện nay ngay cả hắn và Trịnh Thịnh liên kết chặt chẽ với nhau cũng không chắc có thể giành được ưu thế, đánh riêng lẻ mới là thượng sách. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, hắn hiện nay không phải hoàn toàn tin tưởng Trịnh Thịnh, mới không thể giao hẳn con dao đường ra thiếu vào tay người khác. Hắn sợ chính vào thời khắc then chốt có người trở mặt đánh lại thì người bị thương sẽ là hắn. Qua điều tra, trong các công việc cụ thể tiếp nhận công trình của cầu đường Tỉnh Tương cũng thực sự có một số hành vi đưa hối lộ, có điều chứng cứ không phải rất xác thực, không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Hạ Tưởng cũng không nói hết câu, để lại một chỗ trống. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề nội bộ cầu đường Tỉnh Tương còn bức thiết hơn. Hạ Tưởng tin rằng Trịnh Thịnh có thể hiểu được lời ám chỉ của hắn. Trịnh Thịnh rõ ràng là hiểu, nhưng lại không thay đổi chủ ý. Đồng chí Hạ Tưởng, lập trường ủy nhất quán của tỉnh ủy là phải đưa vụ án cầu đường Tỉnh Tương thành án lớn, án quan trọng, cho dù là liên can đến ai cũng phải điều tra đến tận cùng, tuyệt không nhân nhượng. Ủy ban kỷ luật nên giữ thái độ nhất trí với lập trường của tỉnh ủy. Hạ Tưởng hiểu rõ của ý Trịnh Thịnh, y vẫn là muốn nhân cơ hội này khống chế toàn bộ cầu đường Tỉnh Tương và cả hai thành phố Hoài Trương và Cảnh Đông. Tham vọng không nhỏ, bước đi quá lớn, hắn cũng không muốn cùng Trịnh Thịnh đánh cuộc một phen. Bởi vì nếu thua cuộc, Trịnh Thịnh là bí thư tỉnh, ở trên sẽ có người bảo vệ, hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, dưới sức tấn công dày đặc, chắc chắn sẽ bị đẩy lên trước làm lá chắn. Ủy ban kỷ luật tỉnh nhất định sẽ duy trì nhất trí cao độ với tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng không tích cực trả lời Trịnh Thịnh mà chỉ nói khách khí một câu. Hai ngày sau, vụ án đường ra thiếu chính thức chuyển giao sang cơ quan tư pháp. Sau đó, Viện Kiểm sát dựa vào hai tội danh lạm dụng chức quyền và tham ô nhận hối lộ chính thức khởi tố đường ra thiếu. Sau khi tin tức truyền đi, Phó Tiên Phong trầm tư một lát trong văn phòng, không tỏ thái độ, gọi một cuộc điện thoại tới Bắc Kinh. Diệp Thiên Nam nghe xong, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt khó có thể đoán nổi, cũng gọi một cuộc điện thoại tới Bắc Kinh. Khiến người ta phải suy nghĩ nhất là Dương Hằng Dịch, y sau khi nghe tin hai tội danh dài bốn trang của đường gia thiếu xong, ban đầu vẫn không thật tin, đích thân gọi điện thoại đến Viện Kiểm sát để kiểm chứng. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, y tự nói một mình. Hạ Tưởng đang nắm gì trong tay? Lập trường của Hạ Tưởng dường như càng ngày càng được che giấu kỹ càng và khiến người ta khó có thể đoán ra. Cùng với việc đường gia thiếu bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt và khởi tố. Cục Công an thành phố Tương Giang cũng đề nghị cơ quan kiểm sát bắt và khởi tố, tội danh là cưỡng bức không thành và cố ý gây thương tích. Không ít người đều xem hết tình thế, đường ra thiếu e là khó lòng thoát chết. Ba ngày sau, ngay khi Trịnh Thịnh chuẩn bị tổ chức hội nghị công việc bí thư thảo luận nhằm đưa ra ý kiến xử lý cuối cùng đối với cầu đường Tỉnh Tương, đồng thời phát sinh ba vụ việc lớn, hoàn toàn làm xáo trộn thế cục toàn bộ Tỉnh Tương, cũng ảnh hưởng đến sắp xếp của Trịnh Thịnh và kế hoạch của Hạ Tưởng. Đầu tiên là Quốc vụ viện trong hội nghị kinh tế toàn quốc lần đầu tiên chỉ ra, các địa phương trong khi dồn sức đẩy mạnh xây dựng kinh tế cũng phải tăng cường độ chống tham nhũng, nhưng phải chú ý phương pháp, chống tham nhũng không thể để ảnh hưởng tới trung tâm xây dựng kinh tế. Nếu nói bên trên đang tạo sức ép, càng không có gì là lạ, cũng không khiến Hạ Tưởng thấy bất ngờ. Bởi vì hắn cũng nhận được ý ngầm của cấp trên, muốn để hắn buông tay khỏi cầu đường Tỉnh Tương. Nhưng ở Tỉnh Tương lại xảy ra hai vụ việc lớn. Thực sự khiến hắn kinh ngạc, hơn nữa còn rất không hài lòng khi Trịnh Thịnh nhúng tay vào công việc nội bộ của Ủy ban kỷ luật. Chương 1329, đánh rắn phải đề phòng bị rắn cắn. Hai vụ việc, một là tin đột nhiên truyền tới từ Ủy ban kỷ luật, nói là đường gia thiếu khai nhận đã hối lộ khoản tiền lớn cho lãnh đạo chủ chốt hai thành phố Hoài Dương và Thần Đông mới có thể nhận được công trình. Khoản tiền hối lộ vô cùng khổng lồ. Chỉ nói là lãnh đạo chủ chốt, không chỉ đích danh là ai. Liền khiến hai thành phố Hoài Dương và Thần Đông ai nấy đều lo ngay ngáy,
rối loạn hỗn độn, sợ rằng họa đổ lên đầu mình. Hạ Tưởng liền biết, nội bộ ủy ban kỷ luật có vấn đề. Trước kia hắn chỉ biết đề phòng Lâm Hoa Kiến và Du Phương, lại không để ý rằng Trịnh Thịnh cũng có tay trong ở ủy ban kỷ luật. Tin đồn ở ủy ban kỷ luật chính là nhân vật quan trọng từ ủy viên thường vụ trở lên cố tình tung ra, mục đích là trước khi quyết định vận mệnh cầu đường tỉnh tương, gây hỗn loạn, tăng giá tiền, khiến cho Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam có kè mặc cả. Cách Trịnh Thịnh trực tiếp vượt mặt hắn khiến Hạ Tưởng vô cùng khó chịu. Bởi vì cách làm của Trịnh Thịnh quá liều lĩnh, cũng quá nóng vội, thế nào cũng dẫn đến đòn ác hiểm không thể lường trước của đối phương. Hiện nay tuy rằng Lâm Kiến Hoa và Du Phương đi rồi, nhưng nội bộ ủy ban kỷ luật còn lâu mới đoàn kết một lòng, chắc chắn còn có người của đối phương. Nhưng rốt cuộc là ai, Hạ Tưởng cũng không có khả năng tìm ra cụ thể, cho nên hiện nay hắn đi từng bước chắc chắn, dần dần tiến về phía trước. Việc Trịnh Thịnh nhúng tay ngoài ý muốn hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch thận trọng của Hạ Tưởng. Viện kiểm sát và tòa án có phải là chịu sự ảnh hưởng của Trịnh Thịnh hay không, Hạ Tưởng không thể biết. Điều tra của Ủy ban kỷ luật chỉ là bước đầu tiên, phán quyết cuối cùng là ở tòa án, cho nên hắn mới chỉ đưa một bộ phận tội trạng của Đường Gia Thiếu để chuyển sang cơ quan tư pháp, là phép đánh thử phản ứng. Cũng để sau này tạo nền tảng tốt để buộc tội Thẩm Hà Dương và Tất Bằng. Theo Hạ Tưởng, Đường Gia Thiếu chỉ là con tôm con tép nhỏ, Thẩm Hà Dương và Tất Bằng mới là con cá lớn. Sự can thiệp ngoài ý muốn của Trịnh Thịnh nếu như chỉ làm xáo trộn kế hoạch của Hạ Tưởng thì còn tốt, lại trực tiếp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, chính là khiến Hạ Tưởng thực sự có phần nổi cáu vì việc Phó Tổng Trần truyền thế của cầu đường tỉnh Tương đột nhiên tự sát. Tự sát thì cũng cho qua, nhưng để lại một bức di thư và rất nhiều chứng cứ nói rằng ủy ban kỷ luật xử oan Đường Gia Thiếu. Tất cả tội danh đút lót và lạm dụng chức quyền đều là tội của mình y, Đường Gia Thiếu cũng không tham gia cụ thể vào bao nhiêu chuyện, đều là một mình y gây nên. Y là bởi vì chịu không nổi sự cắn rứt của lương tâm mà tự sát, hy vọng còn có thể trả lại công bằng cho Đường Gia Thiếu. Cái chết và bức di thư của Trần truyền thế lập tức gây nên sóng to gió lớn. Trần Vĩ Thế đang dưng mà đột nhiên tự sát, chết thì cứ chết, lại còn muốn để lại một bức di thư mang lại cho người sống biết bao phiền phức. Cái chết của y còn có dấu hiệu của âm mưu. Hạ Tưởng thậm chí không cần nghĩ cũng biết đằng sau chắc chắn đã xảy ra việc không ai biết. Nhưng biết thì biết, phá án là việc của Cục Công an thành phố Tương Giang, không đến lượt ủy ban kỷ luật can dự vào. Hơn nữa cái chết của Trần truyền thế là chuyện dây cà ra dây muống, khiến vụ án của Đường Gia Thiếu vừa mới đệ trình khởi tố lập tức gây ra không ít ngờ vực vô căn cứ từ bên ngoài. Một số trang web liều lĩnh thậm chí còn bắt đầu tung tin đồn nhảm kiếm chuyện. Nói là ủy ban kỷ luật tỉnh Tương làm giả án oan sai, xử oan Đường Gia Thiếu. Tội phạm thực sự Trần truyền thế cũng đã lấy cái chết để tạ tội, những người ở ủy ban kỷ luật là lũ bất tài hay là phường giá áo túi cơm. Chỉ trong thời gian ngắn, dư luận xôn xao, đẩy ủy ban kỷ luật lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hạ Tưởng nổi giận, đập bàn đứng dậy, yêu cầu ban tuyên giáo tỉnh ủy dập lửa xung quanh, giảm ảnh hưởng của dư luận trên mạng tới mức thấp nhất. Trịnh Thịnh cũng chỉ thị ban tuyên giáo lấy tiêu chí giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực làm hàng đầu, tất cả công việc đều phải xếp sau làn sóng đột ngột dâng trào. Nếu làm theo suy nghĩ của Hạ Tưởng, từng bước áp sát, không ra tay gay gắt theo kiểu sẽ xử mạnh tay ngay lập tức, đối phương cũng sẽ không bí quá hóa liều mà lấy cái chết để đấu lại. Giờ thì hay rồi, một Trần truyền thế là chết như thế nào tạm thời không bàn đến, lại làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch, chẳng những khiến ủy ban kỷ luật lâm vào thế bị động, mà còn khiến tham vọng to lớn và tâm trạng vui vẻ của Trịnh Thịnh hoàn toàn tan biến. Nhưng Trịnh Thịnh là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một, nhân vật số một vĩnh viễn sẽ không thể phạm sai lầm. Hạ Tưởng chỉ có thể khó chịu trong lòng, đến mảy may ý oán giận cũng không thể bộc lộ. Lúc này cũng chỉ có một cách giải quyết, chính là để Cục Công an thành phố Tương Giang mau chóng phá án, trả lại chân tướng sự thật như xưa. Đương nhiên, Trần truyền thế rốt cuộc có phải là tự sát hay không? Hạ Tưởng không dám tùy tiện đưa ra phán đoán, nhưng ít ra phải có lời nói từ phía chính phủ mới có thể trả lời cơn sóng ý dân mãnh liệt cuộc trào. Cũng phải thừa nhận, cách làm của đối phương tuy rằng thâm độc, nhưng vô cùng cao tay, giống như cú đá vào tim, khiến người ta đau đớn trong lòng, nhưng không thể nói ra. Nói đi cũng phải nói lại, hắn chỉ là nổi cáu, người khổ chính là Trịnh Thịnh. Mong muốn mượn cơ hội để thâu tóm hai thành phố Hoài Dương và Thần Đông của Trịnh Thịnh chẳng những chắc chắn tan tành, mà nói không chừng ý đồ chỉnh đốn cầu đường tỉnh Tương cũng khó mà thực hiện được nữa.
Bí thư Trịnh Quyền Uy lúc này chắc chắn hối hận vì đã rút dây động rừng. Tuy nhiên hành động của Trịnh Thịnh vừa vặn một khía cạnh nào đó kiểm chứng được tính chính xác trong suy nghĩ của Hạ Tường. Sách lược đun nước luộc ếch, dù ở thời kỳ nào cũng có tính mê hoặc hơn thủ đoạn cấp tiến, cũng dễ dàng thu được kết quả như mong muốn hơn. Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, từ đầu đến cuối sự việc Hạ Tường đều làm thuận lợi một lượt, chính muốn gọi một cuộc điện thoại bỗng nhiên lại reo vang, liếc nhìn là điện thoại nối thẳng với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hắn liền giật mình, tỉnh thương có người gây chuyện, Ủy ban Kỷ luật Trung ương liền lập tức nổ súng. Là điện thoại của Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương Vũ Kế vừa đích thân gọi tới. Bí thư Hạ, vấn đề cầu đường tỉnh Tương đã gây xôn xao khắp nơi, truyền cả đến Bắc Kinh. Không ít đồng chí lão thành đều đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương phản ánh, khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất bị động. Vũ Kế vừa mở miệng liền xưng hô là Bí thư Hạ mà không phải đồng chí Hạ Tưởng, hiển nhiên chính là thái độ giải quyết việc chung. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương triển khai công việc như thế nào vậy? Bao giờ cũng phải có phương pháp bài bản mới được. Bí thư Hạ, trong hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Bí thư Long đề nghị phê bình đích danh Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương. Phê bình đích danh thì đúng rồi, hoàn toàn nằm trong định liệu của Hạ Tưởng, không phê bình mới là lạ. Hạ Tưởng tuy rằng còn không rộng lòng đến mức nghe tin đó thì vui mừng, nhưng vẫn là vì Long Gia Thành nghiêm chỉnh trịnh trọng mà nhắc tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương mà trong lòng thản nhiên. Bởi vì tình thế hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn, chứng minh sự chuẩn xác trong cách nhìn của hắn. Đầu tiên, tôi đại diện Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương, chân thành nhận sự phê bình của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Thứ hai, một điểm cần chứng minh là, trong quá trình điều tra cầu đường tỉnh Tương, Ủy ban Kỷ luật đã cố gắng hết sức làm được có đầy đủ lý lẽ chứng cứ, xử lý theo pháp luật. Hơn nữa còn dồn hết sức có thể chú ý đến việc triển khai công việc bình thường của cầu đường tỉnh Tương. Nhưng việc vô cùng quan trọng, việc sập liên tục hai cây cầu lớn ở Thần Đông và Hoài Dương, ý dân như nước thủy triều, phải đưa ra một lời giải thích cho quần chúng nhân dân. Thái độ của Hạ Tưởng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, cũng không hạ mình và sợ hãi như Vũ Kế dự đoán, khiến cho y vô cùng không vui, nói. Đồng chí Hạ Tưởng phải nhận thức đầy đủ sai lầm và thiếu sót của mình mới có thể tiến bộ hơn nữa. Hạ Tưởng vẫn rất bình tĩnh, đứng trước áp lực to lớn, không có ý lùi bước. Tỉnh ủy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương nhất trí cho rằng, trong vấn đề điều tra cầu đường tỉnh Tương, cách làm của Ủy ban Kỷ luật là thỏa đáng, cách xử lý công việc đúng theo trình tự, có thể trải qua khảo nghiệm và điều tra. Lời nói vừa rồi của Vũ Kế liền mang theo đống lửa. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu thế này là có thái độ gì? Bí thư Vũ, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ báo cáo tiến trình và tình hình chi tiết của quá trình điều tra cầu đường tỉnh Tương với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Cũng xin nhờ ông chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Bí thư Long, xin Bí thư Long cứ yên tâm, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương chắc chắn sẽ xử lý công việc theo pháp luật, tuyệt đối không xử oan quan tốt, cũng không tha cho bất kỳ quan tham nào. Lời của Hạ Tưởng mang đầy ẩn ý, Vũ Kế vừa rồi có hiểu hay không, hắn mặc kệ. Hắn biết, Long Gia Thành nhất định sẽ cân nhắc kỹ càng. Vũ Kế vừa mới là Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng, nhưng nói thật thì thật sự không thể ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Cũng không phải Hạ Tưởng ra vẻ, mà là hắn biết rõ Vũ Kế vừa rồi là đại diện nói chuyện thay cho ai, cho nên thái độ của hắn nhất định phải giữ thăng bằng. Bởi vì căn bản không cần thiết phải khép nép khúm núm, hắn không đối lý, hơn nữa còn đứng ở vị trí cao. Vì chuyện tự sát ngoài ý muốn của Trần Truyền Thế, cuộc họp hội ý kiến xử lý về vấn đề cầu đường tỉnh Tương liền chỉ có thể tiếp tục hoãn lại. Nhưng vẫn may, Cục Công an thành phố Tương Giang trước tiên liền tham gia công tác điều tra vụ án tự sát của Trần Truyền Thế, sơ bộ phán đoán người chết thực sự là chết do tự sát, nhưng người chết trước khi chết từng gặp một người bí mật. Hiện trường để lại dấu vết có người đến, phía cảnh sát đang điều động lực lượng tinh nhuệ nhất, tranh thủ thời gian để kết thúc vụ án. Có thể Trịnh Thịnh cảm thấy có chút không còn ý nghĩa, đặc biệt sai Đồng Phàm mang nửa cân đại hồng bào tặng Hạ Tưởng, nói là gần đây y thích loại mao tiêm, đại hồng bào sẽ tặng cho người am hiểu. Thực ra Hạ Tưởng cũng không phải hoàn toàn am hiểu về trà, cũng tự nhận không phải là người thực sự thích trà. Trịnh Thịnh cố ý tặng đại hồng bào, ý không phải ở tặng trà, mà là vừa thể hiện thiện ý của y, lại kín đáo ám chỉ điều gì đó với hắn. Hạ Tưởng liền tự mình gọi điện thoại cho Trịnh Thịnh tỏ ý cảm ơn. Chỉ gọi điện thoại mà không phải đến tận nhà cảm ơn, cũng là thể hiện rõ thái độ của Hạ Tưởng. Đó là thái độ hợp tác có hạn, cố tìm điểm chung,
gác lại bất đồng, nhưng không phải chân thành hợp tác. Chắc hẳn Trịnh Thịnh cũng hiểu rõ ý của Hạ Tường. Tiếp theo, sau khi thị trưởng thành phố Tương Giang nghỉ từ chức, khi Mai Hiểu Lâm chính thức nhậm chức, Trịnh Thịnh không ngại hạ mình, đích thân cùng Lương Hạ Ninh tới thành ủy thành phố Tương Giang tham gia lễ bổ nhiệm Mai Hiểu Lâm. Tuy rằng Trịnh Thịnh chỉ tham gia hội nghị, cũng không đọc bài phát biểu nào quan trọng, hội nghị vẫn là do trưởng ban tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh chủ trì. Nhưng y chọn vào lúc này cao giọng tham dự lễ bổ nhiệm thị trưởng mới của Tương Giang, rõ ràng là có ý tiết lộ một tin ra bên ngoài, bí thư thành ủy Tương Giang và thị trưởng đều là người của hắn, tỉnh lỵ đều nắm gọn trong tay bí thư tỉnh ủy. Hạ Tường liền nhìn thấy một tín hiệu chính trị khác, Trịnh Thịnh vẫn có ý đồ với hai thành phố Hoài Dương và Thần Đông. Từ quan hệ mật thiết giữa Mai Hiểu Lâm và Trịnh Thịnh, hành động này của Trịnh Thịnh cũng không quá gây xôn xao ở bên ngoài. Nhưng không chỉ Hạ Tường nhìn rõ ý đồ của Trịnh Thịnh, ngay đến Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam cũng hiểu rõ dụng ý thực sự của Trịnh Thịnh. Ngay sau khi Trịnh Thịnh vừa tham gia lễ bổ nhiệm xong, lại có chuyện không ngờ xảy ra. Lại một vị phó tổng của cầu đường tỉnh Tương Triệu Tuyên Minh đứng ra, chủ động tự thú với cơ quan công an. Y nói rằng trước khi Trần Truyền Thế tự sát, y và Trần Truyền Thế đã gặp nhau, hơn nữa còn nhận lời ủy thác của Trần Truyền Thế, phải nộp chứng cứ quan trọng này cho Ủy ban kỷ luật. Tình thế thay đổi nhanh chóng và đột ngột, mà còn khó bề phân biệt. Mấu chốt vẫn còn, Triệu Tuyên Minh không tới Cục Công an thành phố Tương Giang tự thú, cũng không tới Ủy ban kỷ luật tự thú, mà đi đến Sở Công an tự thú. Bởi vì việc rất quan trọng, do Giám đốc Sở Dương Hằng Dịch trực tiếp tham gia, còn sắp xếp chuyên gia tiếp nhận. Triệu Tuyên Minh vừa đến Sở Công an, liền được bảo vệ gắt gao, người ngoài đều không thể tiếp xúc với y. Cho dù là Phó Giám đốc Sở Thường Trực, có quan hệ với Phó Tiên Phong là Tôn Tại Xuân hay là Phó Giám đốc Sở cùng phe Trịnh Thịnh là Chu Đông Phong cũng không biết Triệu Tuyên Minh được bố trí đến nơi nào. Đối thủ bắt đầu phản kích đâu ra đấy? Hạ Tường hiểu rõ. Tuy rằng chưa chắc là hoàn toàn nhằm vào hắn, nhưng hiện nay hắn và Trịnh Thịnh đang trên cùng một con thuyền, một người bị thương thì người kia cũng không tránh nổi, chắc chắn phải bắt tay vào bố trí thế cục quan trọng tiếp theo. Chương 1330, còn do dự gì? Ra tay. Hiện tại thật sự rất bị động. Hạ Tường nói không giận là nói dối. Dù sao trong nội bộ ủy ban kỷ luật luôn có người không thể giữ được bí mật. Hắn đã cố gắng hết sức chỉ để người tin tưởng nhúng tay vào vụ án hệ thống cầu đường tỉnh Tương. Nhưng tin tức vẫn luôn rò rỉ, cũng nói rõ một điểm, cá biệt cán bộ ủy ban kỷ luật xem điều lệ bảo mật không ra gì, vô tổ chức vô kỷ luật. Hạ Tường một mặt yêu cầu Đào Hà Giang lấy danh nghĩa ủy ban kỷ luật gửi công văn đi. Lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của điều lệ bảo mật, lại khiến cho chủ nhiệm văn phòng Ngũ Tiểu Toàn đem lý lịch của toàn bộ cán bộ cấp sở trở lên của ủy ban kỷ luật ra chỉnh lý. Đưa hắn xem qua. Hành động này của Hạ Tường dẫn tới những ý kiến bàn luận không nhỏ trong nội bộ ủy ban kỷ luật, đều cho rằng sau khi mở màn với Lâm Hoa Kiến và Du Phương Chi, Hạ Tường nắm quyền ở ủy ban kỷ luật lại có một hành động trọng đại. Muốn lý lịch của các cán bộ cấp sở trở lên làm gì? Không ngoài hai tác dụng, một là tìm ra ai là người mật báo tin tức ra ngoài, hai là muốn điều chỉnh nhân sự trong nội bộ ủy ban kỷ luật trên diện rộng. Tất cả ủy ban kỷ luật lòng người hỗn loạn, bàn tán xôn xao. Hạ Tường không để ý tới những lời phản đối trong nội bộ ủy ban kỷ luật. Nếu như hắn không thể tạo lập quyền uy ở ủy ban kỷ luật thì không có cách gì đối mặt với những làn sóng phản kích liên tiếp của đối phương. Nếu như Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đều có thân tín trong nội bộ ủy ban kỷ luật, nắm vững toàn bộ nhất cử nhất động của ủy ban kỷ luật. Như vậy, hắn ở ủy ban kỷ luật coi như quá thất bại rồi. Lần này các việc liên tiếp xảy ra làm cho hắn vô cùng bị động. Dĩ nhiên có nguyên nhân từ Trịnh Thịnh, cũng không phải không có quan hệ với việc hắn chưa hoàn toàn nắm ủy ban kỷ luật trong tay. Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho việc tham gia bất ngờ của Trịnh Thịnh. Hạ Tường muốn tìm ra nguyên nhân từ phía bản thân mình, mới có thể không ngừng tiến bộ. Tình hình lúc này rất phiền toái. Đường Gia Thiếu đã chuyển đến cơ quan tư pháp, thoát khỏi phạm vi khống chế của ủy ban kỷ luật. Sự tự sát của Trần Truyền Thế, yêu sách của Triệu Tuyên Minh. Cuối cùng đã kịp định tội Đường Gia Thiếu, mang lại ảnh hưởng tiêu cực bất lợi. Đường Gia Thiếu cuối cùng sống hay chết không phải vấn đề mấu chốt hiện nay. Nếu cái chết của Trần Truyền Thế và chứng cứ trong tay Triệu Tuyên Minh kết hợp lại, có thể đem trách nhiệm chủ yếu chỉ cả về phía cái chết của Trần Truyền Thế. Như vậy việc tố cáo Đường Gia Thiếu liền trở thành trò cười. Không những sẽ đẩy ủy ban kỷ luật lên đầu sóng ngọn gió.
khiến người ta nghi ngờ sự nghiêm túc và công chính của ủy ban kỷ niệm. Còn để Trịnh Thịnh mượn cơ hội vứt bỏ những công sức bỏ ra của cầu đường tỉnh Tương. Thậm chí còn có thể khiến phe phái Diệp Thiên Nam hoàn toàn làm một cú trở mình đẹp mắt. Hậu quả nghiêm trọng nhất đó là cầu đường tỉnh Tương bình yên vô sự. Đường gia thiếu xử nhẹ, Trần Truyền Thế phải gánh toàn bộ tội danh, chết là hết, hai thành phố Hoài Dương và Thần Đông không mảy may thương xót. Bởi vậy sẽ dẫn đến so sánh lực lượng mới của tỉnh Tương, Trịnh Thịnh không thu hoạch được gì. Uy danh của anh ta giảm mạnh, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam cười đến cuối cùng. Nhất định phải phản kích, nếu không lại kéo dài. Nếu chẳng may đường gia thiếu lại phản cung thì trò đùa sẽ mở ra lớn hơn. Vụ án Trần Truyền Thế tự sát do Cục Công an thành phố chịu trách nhiệm cụ thể. Hiện trường để lại di thư và toàn bộ những thứ gọi là chứng cứ, Trần Tập Minh cũng báo cáo tỉ mỉ cho Hạ Tường. Di thư trước tiên không nói tới, thật giả đang trong thời gian giám định. Còn cái gọi là chứng cứ gánh vác toàn bộ cầu đường tỉnh Tương mà Trần Truyền Thế để lại Hạ Tường cũng xem qua. Mặc dù nói rất có sức thuyết phục nhưng Trần Tập Minh nghi ngờ có hiểm nghi giả tạo. Kết luận cụ thể đang tiến hành điều tra và giám định thêm. Thật giả tạm thời không bàn, nhưng việc đánh lừa dư luận đã đạt được. Thủ đoạn của đối phương cũng rất chu đáo chặt chẽ. Trần Truyền Thế lấy cái chết để tạ tội, đầu tiên giành được sự thông cảm của mọi người. Ý dân mặc dù như thủy triều, nhưng rất dễ bị người có dụng tâm lợi dụng. Ngoài ra tâm lý dân chúng đồng tình hướng về kẻ yếu và người chết. Cái chết của Trần Truyền Thế lập tức thắng được lòng dân. Còn anh ta có tự sát hay không, thật sự có tư cách đảm nhiệm sự cố trọng đại đối với hệ thống cầu đường tỉnh Tương hay không, không nằm trong phạm vi dân chúng suy xét. Hơn nữa sau khi tung ra sự kiện Trần Truyền Thế tự sát, nhân lúc những con mắt được thu hút đầy đủ, lại có một triệu tuyên minh xen ngang đánh ra, phối hợp với cái chết của Trần Truyền Thế diễn trò, kẻ sướng người họa đủ để biến giả thành thật. Chủ yếu nhất là triệu tuyên minh chỉ lộ mặt một lần, tránh ở sở công an tỉnh không lộ mặt nữa. Ai cũng không thể xác minh chứng cớ trong tay Triệu Tuyên Minh là thật hay giả. Sở công an tỉnh lại không phải là phạm vi thế lực của Trịnh Thịnh và Hạ Tường. Rõ ràng là kế hoãn binh, chính là dùng Triệu Tuyên Minh để đưa đường gia thiếu ra xét xử. Ảnh hưởng đến quá trình xét xử bình thường của cơ quan tư pháp, thậm chí còn ra ám thị cho đường gia thiếu, giật dây đường gia thiếu phản cung. Sự tình hiện tại đã nguy cấp đến mức không thể chậm một giây. Hạ Tường bất luận Trịnh Thịnh có đường rút hay không. Hắn bây giờ nhất thiết phải ra tay rồi. Nếu chậm một bước, một khi đường gia thiếu phản cung, Triệu Tuyên Minh lại tung ra chứng cứ giả giả thật thật gì đó, thì toàn bộ sự việc sẽ không thể khống chế được. Ủy ban kỷ luật không những sẽ mất điểm thì không cần nói, mà còn có khả năng mất sạch danh tiếng. Thậm chí còn có thể thất bại thảm hại. Có lẽ hậu quả nghiêm trọng hơn chính là Diệp Thiên Nam muốn theo đuổi tiếp không bỏ, muốn truy cứu trách nhiệm. Trịnh Thịnh phải chăng biến hắn thành vật hy sinh để di dời ánh mắt? Vẫn nằm giữa hai khả năng. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Tưởng suy nghĩ mãi. Trước tiên là gọi Thương Giang đến bàn bạc một phen, sau đó chuẩn bị báo cáo công tác với Trịnh Thịnh, liền nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài truyền tới và giọng khẩn trương của Tằng Trác. Xin chào, Bí Thư Trịnh, tôi xin chỉ thị chủ nhiệm Hạ một chút, không cần, mời Bí Thư Trịnh vào. Cũng không thể trách Tằng Trác. Trịnh Trịnh lần đầu tiên đến văn phòng của Hạ Tưởng. Thông thường, các lãnh đạo tỉnh đến đây đều xếp hạng thấp hơn Hạ Tưởng. Muốn gặp Hạ Tưởng quả thật phải qua Tằng Trác báo một tiếng. Nhưng đích thân Bí Thư tỉnh ủy đến, đừng nói thông báo, Hạ Tưởng nhất thiết phải đích thân nghênh tiếp. Hạ Tưởng liền vội vàng đứng dậy ra ngoài, vẻ mặt cười. Bí Thư Trịnh đến rồi, mời vào. Cười đi thì cười, thái độ khiêm tốn là lễ tiết bắt buộc trên quan trường. Nhưng trong lòng hắn rất bình tĩnh, Trịnh Thịnh hạ mình đến ắt có điều nhờ vả. Sự việc Trần Truyền Thế và Triệu Tuyên Minh, khiến Trịnh Thịnh luống cuống. Trịnh Thịnh rất khách khí. Vào phòng làm việc, Hạ Tưởng chủ động rót nước, pha đại hồng bào mà Trịnh Thịnh tặng hắn, cười nói. Tôi thì mượn hoa hiến Phật, Bí Thư Trịnh, mời uống trà. Trà không uống nữa, Hạ Tưởng, tôi đến là để thương lượng với anh một việc. Trịnh Thịnh giơ tay lấy ra một bức thư, vẻ mặt nghiêm túc. Có một vị cán bộ lão thành về hưu đích thân đến gặp giao cho tôi một thư tố báo, tố cáo đồng chí Triệu Tuyên Minh chiếm đoạt đồng ruộng, cưỡng chế mua vào 500 mẫu ruộng với giá thấp xây dựng trang viên tư nhân. Trang viên này xây được 3 năm rồi, không có bất cứ giấy tờ nào trình báo tới các ngành liên quan. Hạ Tưởng cầm thư trong tay, không mở ra, lòng dạ như sóng chiều.
trên mặt vẫn là vẻ mặt trang nghiêm nói lời thành khẩn. Thật khéo, vừa rồi đồng chí Thương Giang căn cứ vào tình huống Đường Gia Thiếu cung cấp, trải qua điều tra và thu thập chứng cứ chứng thực rằng đồng chí Triệu Tuyên Minh trong thời gian đảm nhận chức phó tổng giám đốc ở cầu đường tỉnh Thương đã nhận hối lộ hơn 5 triệu tệ. Ngoài ra còn có nhiều tranh chữ cổ, đồ bằng ngọc và đồng hồ nổi tiếng không thể nói rõ nguồn gốc. Tôi đang chuẩn bị đem việc này báo cáo với bí thư Trịnh. Sự nghiêm túc trên mặt Trịnh Thịnh càng thêm ngưng trọng trở thành đám mây đen dày đặc. Chứng cứ ủy ban kỷ luật nắm giữ chứng minh ánh mắt của đồng chí lão thành sáng như tuyết. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đại diện tỉnh ủy ủng hộ ủy ban kỷ luật áp dụng biện pháp cưỡng chế với Triệu Tuyên Minh. Thế nhưng nghĩ đến cùng thời gian, trong lòng Hạ Tưởng cũng không biết có cảm tưởng gì. Vận mệnh Triệu Tuyên Minh trong thời khắc anh ta nhảy ra làm đầy tớ của Diệp Thiên Nam đã định trước là bi kịch. Muốn xuất đầu thì phải có dũng khí chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém đầu. Nếu không, xin lỗi nhé, xin mời sau khi chết ôn lại 100 lần chân lý bắn con chim đầu đàn. Trịnh Thịnh đích thân đưa thư tố báo cho hắn, nhìn có vẻ bất ngờ, nhưng trên thực tế cũng là cách làm rất thực tế. Không trừ khử Triệu Tuyên Minh, Trịnh Thịnh không yên. Do đó, đường đường là bí thư tỉnh ủy không tiếc hạ thấp thân phận, đích thân cầm bưu xê thư tố cáo của một cán bộ lão thành giao cho ủy ban kỷ luật tỉnh. Hơn nữa còn là tố cáo một cán bộ cấp phó cục. Thân là đương sự, Triệu Tuyên Minh nên cảm thấy có phúc ba đời mới đúng. Kỳ thực bất luận Triệu Tuyên Minh cũng tốt hay là việc Trần Truyền Thế chết đi. Việc trên người bọn họ, Hạ Tưởng đều có tính toán. Chỉ có điều bọn họ cấp bậc quá thấp, ảnh hưởng quá nhỏ, không nằm trong tầm mắt hắn. Chẳng ngờ người chết cũng muốn nổi danh. Được, vậy thì để bọn họ chết một lần thử xem. Hạ Tưởng nhận được thư tố cáo Trịnh Thịnh chuyển đến, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Vốn hắn vẫn còn để lại một chút đường sống. Nhưng thủ pháp của Diệp Thiên Nam lại không để lại một chút đường lui. Hoặc là đảo ngược tình hình, hoặc là cả hai bên đều thua. Cục diện đã đến lúc phải có một trận phân định thắng thua. Hắn còn do dự gì? Ra tay. Hạ Tưởng rất khách khí tiến Trịnh Thịnh ra cửa. Sau khi trở vào, hắn lại cười tự đắc. Trịnh Thịnh ra tay quả thật là bạo tay. Hắn đã chuẩn bị một phần quà lớn tặng Diệp Thiên Nam, hoặc nói là một niềm vui bất ngờ lớn. Nếu đối phương cũng trở lại đường sống, đồng ý nhận thua. Hạ Tưởng cũng không muốn phải làm đến mức không đội trời chung. Nhưng công ty cầu đường đã đến tình cảnh lung lay sắp đổ, còn muốn tu tu bổ bổ để hòng vượt qua kiểm tra thì quá lắm. Hơn nữa sự cố cây cầu lớn ở Hoài Dương sau khi mới phát sinh, không hề có suy nghĩ ăn năn, không thấy được vì sai lầm do con người làm ra mà chôn vùi vô số sinh mạng. Ngược lại càng nghiêm trọng hơn là một lòng nhào vào cuộc đấu tranh chính trị. Hạ Tưởng liền nổi giận, đấu thì đấu, không đánh cho đầu rơi máu chảy thề không bỏ qua, ai sợ ai. Ngày hôm sau, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chính thức ký lệnh, tiến hành bắt giam Triệu Tuyên Minh. Tin tức vừa ra, khắp nơi khiếp sợ. Không ngờ càng làm cho người khiếp sợ hơn là, sau khi nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tới Sở Công an tỉnh bất ngờ bị người của Sở Công an tỉnh lấy lý do đang trong điều tra không cho nhân viên của Ủy ban Kỷ luật dẫn Triệu Tuyên Minh đi. Sau khi trải qua tranh luận và giằng co, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật cuối cùng không làm được gì lại quay về. Tình thế, nghiêm trọng rồi. Một ngày sau, Cục Công an thành phố Tương Giang triệu tập cuộc họp báo công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ án Trần Truyền Thế tự sát. Qua điều tra, Trần Truyền Thế thực sự chết do tự sát, di thư cũng là người này tự tay viết. Nhưng trên chứng cứ lưu ở hiện trường có nhiều dấu vân tay của người khác, không loại trừ khả năng. Trần Truyền Thế bị uy hiếp tự sát. Đồng thời, hiện trường còn chứa nhiều điểm nghi vấn, còn chờ điều tra thêm. Cục Công an thành phố Tương Giang quyết định đòi Triệu Tuyên Minh đến Cục Công an làm chứng. Quá thời gian không đến không loại trừ khả năng áp dụng biện pháp cưỡng chế. Triệu Tuyên Minh rõ ràng trở thành nhân vật tiêu điểm. Hơn nữa tin tức Cục Công an công bố với bên ngoài có ý đồ. Đầu tiên là nói rõ hiện trường có dấu vân tay của người khác. Nhưng vẫn chưa chỉ ra chính là của Trần Tuyên Minh, sau lại gọi Trần Tuyên Minh đến Cục Công an làm chứng. Trước sau dường như là có sơ hở, hay là cố ý làm vậy. Liền khiến người cẩn thận không thể không suy đoán những bí ẩn bên trong đó. Đối mặt với hai áp lực từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Cục Công an thành phố, Sở Công an tỉnh còn có thể cứng rắn, mạnh mẽ đến bao lâu? Khiến tất cả mọi người vô cùng mong đợi là vở tuồng đã kéo màn che, tiến tới cao trào. Cuối cùng rốt cục có kết cục thế nào? Chương 1331, Minh Thu Sạn Đạo.
Còn có người đang suy nghĩ, nếu bí thư Trịnh lên tiếng, Dương Hằng Dịch còn dám không thả người. Nhưng điều khiến tất cả mọi người thất vọng là Trịnh Thịnh không hề nói gì. Hình như không quan tâm đến việc này, thậm chí còn đến phía dưới thị sát. Tuy nhiên, nghĩ cũng đúng, Trịnh Thịnh dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy không dễ gì biểu lộ rõ ra sự thiên vị. Ông ta phải xử lý sự việc một cách công bằng. Hoặc là nói, chí ít ở bên ngoài phải xử sự công bằng. Còn về mức độ xử lý có công bằng hay không thì không quan trọng. Chỗ mà Trịnh Thịnh xuống thị sát rất có dụng ý, đó là thành phố Thần Đông. Hơn nữa, ông ta còn cố ý quan sát cây cầu lớn Thần Đông đang xây lại. Tại hiện trường thi công, luôn nhấn mạnh phải theo tinh thần chịu trách nhiệm với tính mạng của cải của nhân dân, nghiêm chỉnh chú ý đến chất lượng. Cái mà bí thư Trịnh diễn là kiểu diễn xuất gì? Hiện nay tin đồn đã lan rộng. Trong tình huống ủy ban kỷ luật và sở công an không nhường nhau, thân là bí thư tỉnh ủy, cho dù không công khai thể hiện thái độ cũng nên buông xuống điều giải mới đúng. Sao lại đi quan sát cây cầu Thần Đông không liên quan, không quan trọng? Bí thư thành ủy Thần Đông Tống Song Thành, thị trưởng Liễu Bách Bình, phó thị trưởng thường vụ Cố Thế Kỳ cùng Trịnh Thịnh đi thị sát. Lãnh đạo tỉnh ủy đi cùng với Trịnh Thịnh có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lương Hạ Ninh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ, vân vân. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mặc dù quyền cao chức trọng nhưng trường hợp thông thường không kéo theo người sẽ không tập hợp đủ các bên. Do đó, Lương Hạ Ninh cùng Trịnh Thịnh đi thị sát công tác ở Thần Đông thì vô cùng ý vị sâu xa. Bí thư thành ủy Tống Song Thành, thị trưởng Liễu Bách Bình vẫn tốt. Mặc dù rất cẩn thận khi đi cùng, nhưng trong lòng không lo lắng quá nhiều. Bọn họ đã là giám đốc sở, lại tiến lên trước một bước cũng không bị ban tổ chức cán bộ quản hạt nữa liền cho rằng trưởng ban Lương lần này đến Thần Đông không phải là vì bọn họ mà là phải điều chỉnh bộ máy đảng chính của Thần Đông. Quả nhiên không nằm ngoài dữ liệu của hai người. Lương Hạ Ninh một mặt đi thị sát cùng Trịnh Thịnh, một mặt giao cho tổ điều tra của ban tổ chức cán bộ tiến hành điều tra nắm rõ. Đối tượng điều tra gần như bao gồm toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy, liền lập tức khiến cho lòng người cả thành phố Thần Đông bấn loạn, thần hồn nát thần tính. Người trong quan trường đều hiểu rõ, trong mỗi lần đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy đều có một lần điều chỉnh nhân sự trên phạm vi quy mô lớn. Gióng trống khua chiêng cũng tốt, lặng yên không một tiếng động cũng tốt. Dù sao lịch sử mỗi triều thiên tử một triều thần, sẽ có một lần lại một lần tái diễn. Bí thư Trịnh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy hơn một năm, tới lúc rồi. Đã điều chỉnh thì phải có trên có dưới. Địa vị có hạn, người cạnh tranh nhiều. Lần này lại là bí thư Trịnh và trưởng ban Lương đích thân tới thành phố Thần Đông. Không chừng cũng có ý bắt tay vào Thần Đông trước. Vì vậy, thành phố Thành Đông lâm vào căng thẳng và rối ren. Trước lựa chọn trọng đại của tiền đồ bản thân, không ai có thể bình tĩnh được, đều tự mình cân nhắc phân lượng của trong mắt trưởng ban Lương và bí thư Trịnh, đều cân nhắc bước tiếp theo mình nên tiến hay là lùi. Tiến thoái lưỡng nan, người trong quan trường đều có kính dâng chân thành. Phú Nguyện dù có chết già ở cương vị công tác cũng không muốn ở nhà hưởng phúc. Trịnh Thịnh ở thành phố Thần Đông thị sát 2 ngày. Ngày thứ 2 khi khởi hành trở về, thư ký Đồng Phàm đến bên, khẽ nói. Bí thư Trịnh, chủ nhiệm Hạ và chủ tịch tỉnh phó cùng đi câu cá. Câu cá ư, câu cá là việc tốt, cũng không biết có thể câu được bao nhiêu con cá lớn. Trịnh Thịnh khẽ gật đầu, không nói, trong lòng lại nhớ tới việc thị sát lúc trước. Một lần đi sâu trò chuyện cùng Hạ Tưởng ở tỉnh ủy. Tuy rằng, Hạ Tưởng nói hàm xúc, nhưng y vẫn hiểu toàn bộ tinh túy trong kế hoạch của Hạ Tưởng. Trong lòng vô cùng khâm phục kế hoạch chu đáo chặt chẽ và con mắt nhìn xa trông rộng của Hạ Tưởng. Thậm chí còn khiến y trong nháy mắt sinh ra một ảo giác. Có phải là y trước đây thật sự đã xem nhẹ Hạ Tưởng không? Y thật không bằng Cổ Thu Thật, có hiểu biết về con người, việc đánh cuộc với Cổ Thu Thật có thể phải thua. Tuy nhiên Trịnh Thịnh vẫn lại kiên định ý kiến, quá trình trưởng thành của Hạ Tưởng không thể phục chế lại. Nhưng Trịnh Hải Kỳ hoàn toàn có thể đi một con đường khác, cũng không hẳn sẽ kém hơn Hạ Tưởng bao nhiêu. Toàn bộ kế hoạch nhỏ của Hạ Tưởng, có cần y phải ra mặt phối hợp với địa phương. Y lúc này mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng dù sao thân là bí thư tỉnh ủy cần phải thận trọng, còn phải duy trì. Nhưng tiếp theo là đến Thần Đông thị sát còn sắp xếp Lương Hạ Ninh đi cùng kỳ thực vẫn là một phần trong toàn bộ kế hoạch của Hạ Tưởng. Chỉ có điều Lương Hạ Ninh còn phái ra tổ điều tra nghiên cứu để tiến hành làm rõ, thì nằm ngoài dữ liệu của Trịnh Thịnh, nghĩ lại, không thể không tán thưởng Hạ Tưởng suy nghĩ chu đáo, đồng thời cũng từ bên cạnh nói rõ một điểm,
mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lương Hạ Ninh thật sự còn mật thiết hơn so với bên ngoài đồn thổi. Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong đi câu cá là một tín hiệu. Trong lòng Trịnh Thịnh vẫn còn có chút lo lắng, giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong rút cuộc ai là cá, ai là người câu cá. Ông ta từ bỏ ý nghĩ, vẫy tay tạm biệt lãnh đạo chính đảng Thần Đông đến tiễn biệt. Đúng lúc lên xe, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì lại vẫy Lương Hạ Ninh. Hạ Ninh, lên xe của tôi. Hành động này càng để lại ấn tượng đầy thâm ý cho những người có mặt ở đó. Bí thư và trưởng ban tổ chức cán bộ cùng ngồi một xe, tất cả lời nói trên đường nhất định là thảo luận chủ đề điều chỉnh nhân sự rồi. Khiến cho các lãnh đạo đảng và nhà nước thành phố Thần Đông tâm tư thấp thỏm, lòng người hoảng sợ. Sau khi trở về lập tức đều tự phát động lực lượng, nghe ngóng tin tức mọi nơi. Những hành động kỳ lạ của tỉnh ủy gần đây, Diệp Thiên Nam trong lòng cũng đã tính trước. Nhưng anh ta chỉ biết Trịnh Thịnh đi Thần Đông thị sát và không biết Lương Hạ Ninh còn sắp xếp tổ điều tra nghiên cứu tiến hành làm rõ. Diệp Thiên Nam đang trong văn phòng phê duyệt văn kiện, điện thoại bảo mật trên bàn vang lên. Sau khi không một chút để ý nhận nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, nghe xong, đặt điện thoại xuống, ánh mắt liền tối sầm lại. Ban tổ chức cán bộ âm thầm tìm hiểu, hay là Trịnh Thịnh muốn điều chỉnh nhân sự? Bí thư tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự trước sau cũng sẽ xảy ra, nhưng vấn đề là, Trịnh Thịnh dù có làm ầm ĩ thế nào, cũng không lách qua được y, dù sao y là phó bí thư phân công quản lý nhân sự. Đương nhiên, cũng không lách qua được Phó Tiên Phong, không có khả năng chủ tịch tỉnh và phó bí thư không hay biết gì, thì mạo muội đề xuất điều chỉnh nhân sự, bí thư dù là nhân vật số một, cũng không phải độc tài, cũng phải thông qua thảo luận văn phòng bí thư và hội nghị thường vụ biểu quyết. Lời tuy nói như vậy, nhưng bí thư dù sao cũng là bí thư, cách làm không chào hỏi liền quyết định điều chỉnh nhân sự, hiển nhiên là xem nhẹ phó bí thư y đây, khiến cho Diệp Thiên Nam trong lòng tức giận. Ít nhất trước đó cũng phải đánh tiếng cái chứ, một câu không nói đã đi tìm hiểu trước, bí thư Trịnh làm việc cũng hơi quá đáng, y nặng nề mà ném văn kiện đang cầm trong tay, tuy rằng cũng hiểu được nhân vật số một có quyết định, không cần phải xin chỉ thị trợ thủ, nhưng đến một thái độ cũng không bày tỏ, cũng quá lên mặt. Nghĩ kỹ lại, cũng hiểu rõ một điểm, mấy lần phản kích gần đây, khiến bí thư Trịnh căm tức, chẳng những căm tức, còn vô kế khả thi, chỉ có thể lấy điều chỉnh nhân sự để di rời mâu thuẫn. Đề cao danh vọng, cũng có thể lý giải. Diệp Thiên Nam lại tìm được sự cân bằng rồi, ít nhiều đã nguôi giận, mặc cho Trịnh Thịnh ra tay như thế nào, điều chỉnh nhân sự đều phải qua cửa của y sẽ không để Trịnh Thịnh ở tỉnh Tương nói 102. Đồng thời, cầu đường tỉnh Tương y phải giữ lại, không thể cho Trịnh Thịnh rút củi dưới đáy nồi, giải quyết tận gốc, bất quá thì hy sinh một đường gia thiếu và một vài tên phó tổng coi như xong việc. Chỉ có điều khiến y không rõ, đường gia thiếu luôn luôn thông minh, sao đến tận bây giờ còn không phản cung? Chẳng lẽ không thấy được cái chết của Trần Truyền Thế và Triệu Tuyên Minh được Sở Công an tỉnh bảo hộ, chính là để gã ta tranh thủ thời gian và không gian? Diệp Thiên Nam đương nhiên rõ cho dù đường gia thiếu phản cung, cũng tránh không được kết cục ngồi tù, nhưng ít ra gã phản cung có thể ngay mặt đả kích danh vọng của ủy ban kỷ luật, có thể làm suy yếu mạnh quyền uy của Hạ Tưởng, cũng là một ý nghĩa tượng trưng cho thắng lợi cực lớn. Đường gia thiếu chẳng lẽ ngớ ngẩn rồi? Sao không biết phối hợp chứ? Tuy nhiên cho dù đường gia thiếu không kịp thời phản cung cũng không sao, hai sát chiêu của Trần Truyền Thế và Triệu Tuyên Minh cũng đã đủ khiến Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh luống cuống tay chân một thời gian, hơn nữa chứng cứ Triệu Tuyên Minh cung cấp cũng đã đem toàn bộ sai lầm của cầu đường tỉnh Tương đều đổ lên đầu Triệu Tuyên Minh. Cho một người chết gánh vác sai lầm to lớn là cách làm rất cao minh, cho dù đường gia thiếu bị kết án, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Nếu Trần Truyền Thế gánh vác hết thảy vấn đề, chết là hết, Trịnh Thịnh muốn nắm đường gia thiếu làm lớn chuyện, muốn làm lý do để thay máu cầu đường tỉnh Tương từ trên xuống dưới thì không đủ, cửa ải khó khăn của cầu đường tỉnh Tương sẽ vững vàng vượt qua. Chỉ có điều Hạ Tưởng phản kích dường như tới quá nhanh, Ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức ra tay, lại muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Triệu Tuyên Minh. Diệp Thiên Nam không thừa nhận cũng không được, Hạ Tưởng phản ứng rất nhanh, thủ pháp đủ sắc bén. Quả thật lại đánh trúng bảy tấc của Triệu Tuyên Minh. Tuy nhiên còn may, y đã cùng bên viện kiểm sát, tòa án chào hỏi, sẽ mau chóng kết án vụ đường gia thiếu, hơn nữa còn phải theo nhẹ mà kết án, hơn nữa còn phải theo nhẹ mà phán quyết, chính là muốn tạo thành Trần Truyền Thế gánh vác trách nhiệm chủ yếu trở thành việc đã rồi. Cuối cùng cho dù Triệu Tuyên Minh rơi vào tay ủy ban kỷ luật, Diệp Thiên Nam cũng tin tưởng tất cả nắm trong tầm tay, Triệu Tuyên Minh đáng tin, hơn nữa gã cũng không biết được bao nhiêu bí mật chính.
Trên cơ bản có thể nói, cuộc chiến này thắng lợi trong tầm tay, qua thêm 3 ngày, tòa án chắc cũng sẽ tuyên án Đường Gia Thiếu. Rồi kiên trì 3 ngày, sự tình sẽ toàn diện sáng tỏ. Dương Hằng Dịch gõ cửa tiến vào. Dương Hằng Dịch vẻ mặt không kiên nhẫn. Phó Bí Thư Diệp, cứ tiếp tục thế này không được ổn, áp lực lên Sở Công an tỉnh quá lớn. Bên Ủy ban Kỷ luật tuyên bố nếu còn không thả người, sẽ yêu cầu lãnh đạo tương quan của Sở Công an tỉnh đến Ủy ban Kỷ luật thẩm vấn, vậy. Đây không là cuộc đối đầu sao? Còn có Cục Công an thành phố cũng cho người đến cho gọi Triệu Tuyên Minh, hoài nghi Triệu Tuyên Minh trong vụ tự sát của Trần Truyền Thế, có ý đồ uy hiếp cưỡng bức. Cục trưởng Cục Công an thành phố Trần Tập Minh đích thân gọi điện thoại cho tôi, thỉnh cầu Sở Công an tỉnh phối hợp công tác của Cục Công an thành phố. Sở Công an tỉnh cũng phải cho Cục Công an thành phố chút mặt mũi, nếu không về sau công tác ở Tương Giang, cũng không tiện khai triển. Sở Công an tỉnh đang ở xây dựng thêm ký túc xá đột nhiên cúp nước cúp điện, bên thành phố giải thích bởi vì thi công lầm thao tác, đang trong khẩn cấp tu bổ, tuy nhiên còn nói ít nhất phải một tuần mới có thể sửa xong. Đây không phải cố ý làm khó dễ sao? Đơn vị trực thuộc tỉnh và đơn vị trực thuộc thành phố thường xuyên sẽ xảy ra chút mâu thuẫn nho nhỏ, là chuyện thường. Đơn vị trực thuộc tỉnh cảm thấy chính mình rất giỏi, cấp bậc cao, liền tự cho cao hơn người một bậc. Đơn vị trực thuộc thành phố lại thấy đất và hệ thống thị chính đều thành phố quản hạt, muốn chắn ngang anh thì chắn thôi, anh có gì đặc biệt hơn người. Sự tình cãi cọ nhìn mãi quen mắt. Nhưng sự tình nếu tập trung phát sinh, thì chứng minh mâu thuẫn đã lớn ra, cần phải phối hợp. Diệp Thiên Nam nhíu nhíu mày. Dương Hằng Dịch, có khó khăn là rất bình thường, khó khăn chính là dùng để vượt qua, cứ kiên trì vài ngày, sự tình lập tức còn có cơ hội chuyển biến. Dương Hằng Dịch lại là thái độ khác thường cười lạnh một tiếng. Phó Bí Thư Diệp, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, Chủ tịch tỉnh Phó đã cùng và Hạ Tưởng đi câu cá rồi. Diệp Thiên Nam giật mình không nhỏ. Chuyện khi nào? Chương 1332, câu cá. Chính là vừa rồi, làm sao thế, Phó Bí Thư Diệp vẫn chưa biết sao. Dương Hằng Dịch thấy Diệp Thiên Nam vẻ mặt kinh ngạc, không còn là thái độ bình tĩnh, lại nói tiếp. Cẩn thận Chủ tịch Phó vào thời điểm mấu chốt sẽ trở tay đấy. Diệp Thiên Nam lại bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ, lại cười thâm thúy. Chủ tịch tỉnh Phó vốn không cùng đường với chúng ta, huống chi ông ấy quen Hạ Tưởng trước. Cùng câu cá, uống trà với Hạ Tưởng là một hoạt động bình thường. Dương Hằng Dịch nghe ra ngụ ý của Diệp Thiên Nam, không khỏi hỏi. Ngộ nhỡ Chủ tịch tỉnh Phó. Không có ngộ nhỡ, Chủ tịch tỉnh Phó là người thông minh, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ông ấy biết rõ. Diệp Thiên Nam vô cùng tin tưởng Phó Tiên Phong, một chút cũng không hoài nghi Phó Tiên Phong sẽ lâm trận quay giáo. Chủ tịch tỉnh Phó và Hạ Tưởng quen biết nhau bao năm, tổng thể mà nói. Giữa ông ta và Hạ Tưởng có những quan điểm rất khác nhau trên nhiều vấn đề. Dương Hằng dễ chú ý tới một điểm, Diệp Thiên Nam khi đề cập đến Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, cách xưng hô với Phó Tiên Phong là Chủ tịch tỉnh Phó, còn với Hạ Tưởng thì không xưng là chủ nhiệm Hạ, mà gọi trực tiếp bằng tên, là bởi vì Hạ Tưởng xếp hạng sau ông ta, hay là vì thẳm sâu trong lòng ông ta có ý coi thường Hạ Tưởng. Dương Hằng Dịch thấy thái độ tự tin, vô cùng bình tĩnh của Diệp Thiên Nam, cũng không nói thêm nhiều. Tôi có lời nói trước, ngộ nhớ Bí Thư Trịnh lên tiếng, tôi nhất định thả người, Phó Bí Thư Diệp, tới lúc đó ông đừng trách tôi nhé. Diệp Thiên Nam cười yếu ớt. Yên tâm đi Hằng Dịch, tôi vẫn luôn giúp đỡ công tác của ông. Dương Hằng Dịch vừa đi, Diệp Thiên Nam liền cầm điện thoại lên gọi cho Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Sơ. Vương Sơ, gần đây có phải Tương Giang mới mở thêm mấy hồ cá mới phải không? Vương Sơ đang nói chuyện phiếm với người yêu trên mạng, vừa nghe thấy khẩu khí của Phó Bí Thư Diệp không tồi, liền đóng cửa sổ lại, vừa cung vừa kính nói. Phó Bí Thư Diệp, thành thật xin lỗi, gần đây trưởng ban thư ký La luôn sai khiến tôi làm nhiều việc khác, chuyện Chủ tịch tỉnh Phó đi câu cá, tôi cũng vừa mới nghe nói, còn chưa kịp báo cáo với ngài. Trưởng ban thư ký La là La Trường Kiệt, là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân tỉnh. Là đại quản gia Ủy ban Nhân dân tỉnh mà Phó Tiên Phong hiện nay tín nhiệm nhất, ngụ ý của Vương Sơ chính là La Trường Kiệt không muốn người ngoài biểu hiện trước mặt Phó Tiên Phong, e sợ người khác chặn mất đầu ngọn gió của y. Vương Sơ không thể đúng lúc nắm bắt được hành tung của Phó Tiên Phong cũng là việc có thể lượng thứ, dù sao y cũng chỉ là Phó trưởng Ban Thư ký, Diệp Thiên Nam cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò mấy câu, bảo Vương Sơ về sau hãy chăm chỉ làm việc, không cần người nhiều hơn việc.
cuối cùng đợi Vương Sơ chủ động nói ra địa điểm Phó Tiên Phong câu cá là ao Cát Lợi mới cúp điện thoại. Ao Cát Lợi là một nơi rất tuyệt. Diệp Thiên Nam hiểu ý mà cười, ông ta đoán, địa điểm nhất định là do Phó Tiên Phong chọn. Diệp Thiên Nam thật sự đã đoán đúng, vào lúc Hạ Tưởng chủ động đề nghị đi câu cá cùng Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong mở miệng liền nói đi ao Cát Lợi. Ao Cát Lợi là thắng địa câu cá mới khai thác ở thành phố Tương Giang, phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa phương tiện đầy đủ, hơn nữa còn có khu vui chơi giải trí đi kèm, nhưng giá cả xa xỉ, không mở rộng ra bên ngoài, đã trở thành nơi của những quan lớn quyền quý thể hiện thân phận. Ao Cát Lợi cách nội thành không xa, Hạ Tưởng không lái xe tới, mà đi cùng xe với Phó Tiên Phong, xuất phát từ tỉnh ủy. Vào cuối tuần, người trực ban ở tỉnh ủy không nhiều, cảnh Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong ngồi cùng xe đi không mấy người thấy. Xe vừa ra khỏi nội thành, Phó Tiên Phong thấy cảnh trí rất khác với phương Bắc, hứng thú nổi lên. Tôi nghe nói ở Tần Đường cậu có biệt danh là chàng Hạ Đào Hoa, hơn nữa còn được truyền tụng một thời. Hạ Tưởng cười. Ha ha, là có chuyện này, là lúc đấy tôi trích dẫn một câu của Lưu Vũ Tích Hoa Đài nghìn cội Huyền Đô Quán, tự vắng chàng Lưu Thảy mới chồng kết quả bị người ta đặt một biệt hiệu là Hoa Đào chàng Hạ. Bí thư Trịnh cũng muốn trồng lại cây rồi. Phó Tiên Phong cũng tùy ý mà cười. Có nghe thấy động tĩnh gì không? Hạ Tưởng vẻ mặt kinh ngạc. Không có, nếu bí thư Trịnh muốn điều chỉnh nhân sự, khẳng định sẽ thông tin qua lại với chủ tịch phó và phó bí thư Diệp, đợi tới khi tôi biết thì đã vào hội nghị thường vụ rồi. Ngụ ý nói là trong giai đoạn bước đầu phát thảo phương án điều chỉnh, không có việc của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, dù sao cũng ở ngoài quyền hạn. Phó Tiên Phong cười, biết Hạ Tưởng tuy là gặp mặt riêng tư với y, nhưng thân phận bây giờ đã khác với trước kia nhiều, trong lúc nói chuyện, không chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, mà thậm chí còn phải đề phòng một chút. Xe chạy không bao lâu thì đã tới nơi, sau khi xuống xe, lái xe và thư ký sang một bên hóng mát, Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong tới một góc hồ, hai người cùng ngồi dưới bóng một cây ô, bắt đầu câu cá. Hạ Tưởng cũng không yêu thích câu cá, đến cả cần câu cũng là mới mua. Tuy nhiên cũng như thật mà móc mồi câu, ném lưỡi câu xuống nước, bắt đầu kiên nhẫn chờ. Không cùng một chiếc thuyền, nhưng lại cùng một cây ô, rất thú vị. Phó Tiên Phong ngẩng đầu nhìn ô che nắng, cười. Hạ Tưởng đang định nói, bỗng nhiên cảm thấy cần câu nặng xuống, biết có cá cắn câu, vội từ từ nhấc cần, kéo lên một con cá khoảng 3 lạng, liền cười. Người không biết câu cá luôn luôn vừa ném cần xuống là có cá mắc câu, giống như chơi bài mạt trược vậy. Người không biết chơi bài mạt trược, ván đầu tiên thường sẽ thắng. Có người nói là vận may, có người nói là thiên cơ, theo tôi, là xác suất. Phó Tiên Phong lắc đầu cười. Con cá kia cắn câu là do chỗ tôi ngồi tốt, hay là bởi vì nó tùy cơ lựa chọn mồi câu của tôi? Hạ Tưởng chậm rãi dẫn vào chính đề. Phó Tiên Phong không trả lời, ánh mắt nhìn phía xa. Xa xa, là cảnh sắc xanh tươi tốt, vừa có muôn màu sặc sỡ. Lại có chim hót hoa thơm, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng quyến rũ hiện lên khung cảnh phơi phới vươn lên. Cá không phải là người, không có trí tuệ, cắn câu của ai, nói cho cùng vẫn là sự lựa chọn tùy cơ. Tuy nhiên có thể là cậu rất may mắn, cá vây quanh cần câu của cậu nhiều hơn chút. Hạ Tưởng vừa nói xong, bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Cần câu của bí thư Trịnh chuẩn bị xong rồi, không biết chuẩn bị thùng đựng cá to cỡ nào. Phó Tiên Phong đủ thông minh. Hay là đoán được dụng ý của hắn, Hạ Tưởng ha hả cười. Thùng không phải rất lớn, khẳng định chứ không hết tất cả mọi người, nguyện ý mượn thùng cá của chủ tịch tỉnh phó dùng. Hai người anh một câu tôi một câu, hình như chỉ nói chuyện câu cá, kỳ thật đang ám chỉ kế hoạch điều chỉnh nhân sự của Trịnh Thịnh. Phó Tiên Phong thân là chủ tịch tỉnh trước khi sự việc xảy ra một chút cũng không biết chuyện gì, Trịnh Thịnh không hề có biểu hiện gì với y đã có ý điều chỉnh nhân sự, y không tức giận mới lạ. Tốt xấu y cũng là nhân vật số 2 xứng đáng với cái tên của tỉnh Tương. Hạ Tưởng hôm nay bất ngờ mời y đi câu cá, y liền biết, sợ là Hạ Tưởng muốn thay Trịnh Thịnh truyền lời. Bí thư tỉnh ủy trong việc điều chỉnh nhân sự đề bạt người của mình, chủ tịch tỉnh cũng muốn, thậm chí phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng muốn được phân một bát canh. Nhưng vị trí dù sao cũng có hạn, Trịnh Thịnh và Lương Hạ Ninh lại không hoàn toàn một lòng, nhưng ở giữa có Hạ Tưởng thì chuyện khác không phải bàn nữa. Nếu bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ đã khởi thảo xong phương án điều chỉnh, hoàn toàn là ném y và Diệp Thiên Nam sang một bên, cũng không phải không có khả năng thông qua hội nghị thường vụ.
Rốt cuộc Trịnh Thịnh có quyết tâm lớn cỡ nào, có lòng tham muốn lớn ra sao, mới là mấu chốt tồn tại của vấn đề. Phó Tiên Phong cũng đoán được hành động này của Trịnh Thịnh là có ý đang chuyển dịch mâu thuẫn, hóa giải thế tiến công của Diệp Thiên Nam, đối với cái chết của Trần Truyện Thế và sát khí đằng đằng của Triệu Tuyên Minh, y tuy rằng tán thưởng thủ pháp siêu việt của Diệp Thiên Nam, nhưng trong lòng vẫn có mụn nhọt, bởi vì Diệp Thiên Nam trước khi sự việc xảy ra không thương lượng với y, trực tiếp tung ra sát chiêu. Trên thực tế, sự hợp tác giữa y với Diệp Thiên Nam vẫn không ngang nhau, y không hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam đối với y sao lại không 3 phần tín nhiệm 4 phần đề phòng cộng thêm 3 phần phòng bị. Vụ việc Trần Truyện Thế tự sát, ngoài việc khiến y hiểu hơn về thủ đoạn của Diệp Thiên Nam ra, nhiều hơn chính là sự bất mãn của y đối với Diệp Thiên Nam. Nhưng nói đi phải nói lại, bất mãn thì bất mãn, hợp tác vẫn phải hợp tác, trong cái bất đồng tìm ra cái chung là xu thế lớn, hơn nữa y vốn không có dự định hợp tác chân thành với Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng thấy ánh mắt của Phó Tiên Phong mập mờ. Biết Phó Tiên Phong đã động lòng, hắn quá hiểu Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong là tính cách thuận tiện thì tiến kiểu điển hình, nguyên tắc gì lập trường gì, đều dùng để yểm trợ vì lợi ích, ở trước lợi ích, Phó Tiên Phong trước nay chưa từng khách khí. Mượn thùng cá của tôi thực ra không có vấn đề gì, tuy nhiên tôi có lời nói trước, thùng cá của tôi cũng không phải là nhỏ, không biết có đủ cá để đựng không. Bộ mặt tiểu nhân của Phó Tiên Phong đã lòi ra. Hạ Tưởng kỳ thật cũng thích mặt tiểu nhân của Phó Tiên Phong. Chỉ ít nói một là một, không nói suông, tay hắn khẽ rung, lại có một con cá mắc câu, bắt cá cho vào thùng, làm xong tất cả mới nói. Hai cây cầu lớn, ít nhất phải có hai cái thùng lớn mới được. Tuy nhiên có điều kiện tiên quyết, đó là chủ tịch tỉnh phó trước tiên phải làm cái hũ nút. Lại đột ngột dừng lại, Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong trên mặt lộ ra ý vui, liền lắc đầu cười. Thời gian trước giao lưu với công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sở. Cuộc chiến của Tương Phàn, năm đó, khiến tôi sóng lòng cuộc dâng. Phó Tiên Phong khẽ chớp mắt, bút tích khá lớn, thật sự phải hạ độc thủ rồi sao? Tuy nhiên lại nghĩ, hạ độc thủ là chuyện tốt, trong loạn lạc mới giành được lợi. Nếu thật giống như Hạ Tưởng nói, hai cái thùng lớn nếu có thể phân cho y một thùng, cũng là một món giao dịch tính toán có lợi nhất. Chỉ sợ mượn thùng không trả, cái tôi trở thành chắc không phải hũ nút, mà là dưa chuột. Tính cách của Phó Tiên Phong chính là nói những lời tục tĩu lên trước, y giả ngốc cũng được, nhưng không thể thực sự coi y thành kẻ ngốc để đùa giỡn, nếu không y sẽ phát hỏa. Chủ tịch Phó, thời gian anh quen tôi không phải là ít, giữa chúng ta cũng đã đi lại nhiều rồi, tính tình của tôi lẽ nào anh còn không rõ? Với anh tôi yên tâm, với người khác thì không. Người khác, đương nhiên ám chỉ Trịnh Thịnh. Bí thư Trịnh không phải là người không phân bạn thù, hơn nữa. Kẻ thù của kẻ thù chính là đạo lý bạn bè, ai cũng hiểu. Ha ha, nói cả nửa ngày, tôi mới câu được một con cá, hôm nay thật là không may lắm. Phó Tiên Phong ha hả cười, vừa nhấc cần, một con cá lớn nhảy vọt khỏi mặt nước. Con cá to quá. Hạ Tưởng tán thưởng một tiếng, cũng nhấc cần lên khỏi nước, và cũng câu được một con cá to như thế. Phó Tiên Phong lắc đầu. Hôm nay cậu thắng, tôi đãi khách. Hạ Tưởng lại lắc đầu cười, đứng dậy và đem toàn bộ cá trong thùng đổ xuống hồ, vỗ vỗ tay. Đãi khách không vấn đề, nhưng tôi không ăn cá do chính mình câu được đâu nhé. Một ngày sau, Trịnh Thịnh đột nhiên tuyên bố triệu tập khẩn cấp hội nghị thường vụ, hình như tất cả mọi người đều biết đề tài thảo luận là gì, cho tới khi đến phòng họp nhìn, không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy Trịnh Thịnh mang vẻ mặt tức giận ngồi ở chính giữa, trên chính giữa bàn hội nghị, đặt rất ngay ngắn, ít nhất không dưới mười mấy tập giấy. Không ngờ tất cả đều là nhân dân tệ. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nguyên nhân. Chương 1333, cắn câu. Diệp Thiên Nam là người vào cuối cùng. Bình thường gã sẽ không vào cuối để tránh làm cho người khác có ấn tượng không tốt, hôm nay không ngờ vào cửa mới biết mọi người đều đến sớm như vậy. Ngẩng đầu lại thấy ở giữa bàn bày ra mấy chồng tiền mặt, liếc mắt cũng thấy phải trên 500 ngàn. Gã không khỏi hít một hơi dài, xảy ra chuyện gì vậy? Suy cho cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Không ai cho gã đáp án, cũng không ai để ý tới gã người đã tới cuối cùng. Nếu bình thường, Diệp Thiên Nam mỗi lần xuất hiện, đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người, nhưng hôm nay, tất cả mọi người lại như không nhìn thấy gã. Bởi vì không ai biết mấy chục triệu tiền mặt đang nằm ngăn nắp kia là đạo cụ cho vở tuồng gì. Hạ Tưởng ngồi phía trên, ánh mắt hờ hững. Trên mặt không kinh ngạc cũng không nghi hoặc, dường như đã sớm biết trước,
lại như không liên quan mình. Trong 13 người của Trung tâm Quyền lực tỉnh ủy tỉnh Tương, chỉ có Hà Tưởng và Phó Tiên Phong có vẻ thản nhiên nhất, vẻ mặt Trịnh Thịnh đầy phẫn nộ, vẻ mặt Lương Hạ Ninh nghiêm trọng, vẻ mặt những người còn lại, trên cơ bản đều là khiếp sợ và nghi vấn. Diệp Thiên Nam vừa mới bước vào, Trịnh Thịnh không nhìn gã đến một cái nói. Đồng chí Thiên Nam tới rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Ông ta bất chợt dừng lại, ánh mắt lướt nhìn mọi người một lượt, dường như đều dừng lại trên người mỗi người một lát, lại dường như ai cũng không thấy. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Trịnh Thịnh khi lên tiếng rất thích dùng câu cảm thán, đây cũng là điểm đặc sắc nhất của ông ta từ trước tới giờ, mọi người nghe nhiều cũng đã sớm quen, nhưng hôm nay nghe lại thấy dường như có ý tứ hàm xúc khác, hơn nữa không hiểu sao lại khiến cho những người đang ngồi cảm thấy áp lực đè nặng. Không ít người thậm chí mí mắt nháy nháy, bởi vì lời nói Trịnh Thịnh phối hợp với đống tiền đang nằm trên bàn hội nghị, khiến trong lòng mọi người đều khua chiêng gõ trống, vang lên một đoàn. Tuy nói không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều đoán được, khẳng định đại khái không phải chuyện tốt, cũng khẳng định không phải phát tiền thưởng. Trịnh Thịnh thấy không khí cũng đủ ngưng trọng, liền đột nhiên đập bàn một cái. Trung ương đã 5 lần 3 lượt nhấn mạnh trong quá trình đề bạt cán bộ, phải ngăn chặn hiện tượng mua quan bán chức, phải căn cứ vào nguyên tắc công bình, công chính, công khai, chọn lựa đồng chí tài đức vẹn toàn công tác ở cương vị trọng yếu. Tôi cũng luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, mặc kệ là tới cửa cầu tình chạy quan, hay là ai nhờ làm việc gì đưa thư tay gọi điện thoại, toàn bộ đều cự tuyệt từ ngoài cửa. Không nghĩ tới có đồng chí cá biệt lại mua quan chạy quan, lại chạy tới chỗ tôi, còn tặng tôi một phần đại lễ, muốn dùng 880.000 tiền mặt để nhờ tôi mua chức thị trưởng. Các đồng chí, 880.000 một chức thị trưởng, 1.008.000 được lên chức bí thư thành ủy, xem Trịnh Thịnh tôi là ai. 880.000 để mua không phải chức quan, mà là nhân cách của Trịnh Thịnh tôi, là nguyên tắc của Trịnh Thịnh tôi, là tính đảng của Trịnh Thịnh. Nhân cách và tính đảng của tôi, trị giá 880.000 tệ. Trịnh Thịnh càng nói càng xúc động, phẫn nộ lại đột nhiên đập bàn một cái, bất ngờ đứng lên, giơ tay gạt đống tiền đang được xếp nghiêm chỉnh trên bàn, lập tức cả đống tiền ầm ầm rơi xuống, có mấy xấp tiền còn rất nghịch ngợm may mắn thế nào nhảy vào trong lòng Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam cả kinh như bị lửa bỏng, dáng vẻ như bị sỉ nhục một tay ném trở lại bàn. Tác phong không đúng đắn này không giết tôi cũng tự nhận lỗi trước Trung ương rồi tự từ chức. Cuối cùng dõng dạc nói thêm một câu, cho dù là diễn trò, cũng là diễn rất nhập vai. Trịnh Thịnh nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa, hai mắt hiên ngang lẫm liệt, thẳng lưng ưỡn ngực, khiến ông ta trông vô cùng cao lớn vĩ đại, làm cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Diệp Thiên Nam đến tận bây giờ mới hiểu được trong hồ lô Trịnh Thịnh bán thuốc gì, trong lòng thấy bi thương. Ở quan trường tặng lễ thu lễ là hành động bình thường, không thu không làm, thu thì sẽ làm cũng coi như một quy định bất thành văn, nhưng Trịnh Thịnh, sau khi thu lễ lại đem ra mặt bàn, giết một người gian trăm người thì có điểm quá đáng rồi. Chẳng những quá đáng, hơn nữa còn phá hủy quy tắc ngầm, cũng may là Trịnh Thịnh là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một, nếu đổi là người khác, khẳng định sẽ hỏng thanh danh, sẽ không có người bán mạng vì ông ta, ai còn dám nhờ cậy ông ta. Chuyện này làm rất tốt, giết người tạo thanh danh cho chính mình, có tên liêm khiết, nhưng thủ đoạn không khỏi có phần thâm độc. Diệp Thiên Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gã còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, hóa ra là thủ pháp cũ giết gà dọa khỉ, tuy rằng có thể có tác dụng gây kinh ngạc, nhưng không đáng để lo nghĩ. Gã lại tự tin ngồi thẳng lên, vẻ mặt đã khôi phục lại như bình thường, lại cười lộ vẻ tự tin như đã nắm vững tất cả trong tay. Từ từ, Diệp Thiên Nam bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhảy dựng, dừng ở trên người Ninh Lương Hạ. Không đúng, hành động của Trịnh Thịnh hôm nay thâm ý sâu sắc, khẳng định còn có chuẩn bị nữa, bởi vì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy còn chưa chính thức tuyên bố điều chỉnh nhân sự ra bên ngoài. Thành phố cấp 3 khác cho dù có động tác cũng không nhanh như vậy, chẳng phải theo như lời Trịnh Thịnh thì kẻ xui xẻo là một lãnh đạo thành ủy Thần Đông. Không xong, Trịnh Thịnh không phải một người thanh liêm, cũng không phải muốn mượn cơ hội tạo hình tượng công chính liêm minh gì, bởi vậy lộ ra chỗ hổng, nơi mũi kiếm hướng tới, vẫn là cầu đường tỉnh Tương. Thật là một thủ đoạn, minh tu sản đạo, ám đậu trần thương, thật sự là biện pháp hay. Rốt cuộc là nhân vật quan trọng nào của thành ủy Thần Đông? Ánh mắt Diệp Thiên Nam chớp động, lại dừng ở Phó Tiên Phong, thấy Phó Tiên Phong bất động thanh sắc, trong lòng y không hiểu sao càng nhảy dựng, chẳng lẽ Phó Tiên Phong cũng biết chuyện hôm nay, các nhân vật quan trọng trong tỉnh ủy,
chỉ có một mình y là người chẳng hay biết gì. Không thể nào, lẽ nào lại như vậy? Diệp Thiên Nam không tin Phó Tiên Phong sẽ quay giáo một kích, nhưng biểu hiện của Phó Tiên Phong rất trấn tĩnh, không khỏi khiến y phải suy nghĩ nhiều. Không đợi Diệp Thiên Nam nghĩ nhiều thêm, Lương Hạ Ninh liền đưa ra đáp án, y rất bình tĩnh nói. Trên bàn là 880.000 tiền mặt là tiền của Phó Bí Thư Thành ủy Thần Đông Cố Thế Kỳ. Ánh mắt đảo nhanh tới Diệp Thiên Nam dừng lại một chút, nói tiếp. Ban tổ chức cán bộ nghiên cứu quyết định, cũng được Bí Thư Trịnh, Chủ tịch tỉnh Phó đồng ý, đề nghị hội nghị thường vụ hủy bỏ chức vụ Phó Bí Thư Thành ủy Thần Đông của đồng chí Cố Thế Kỳ, đồng thời đề nghị ủy ban kỷ luật tỉnh áp dụng tiến hành cưỡng chế. Quả nhiên, Diệp Thiên Nam cảm giác tóc gáy trên người dựng thẳng lên. Phó Tiên Phong ngầm thừa nhận, hỏng rồi, chuyện không tốt đã xong, khẳng định đây là một âm mưu to lớn, hơn nữa nói không chừng bắt Cố Thế Kỳ chỉ là bước đầu tiên. Phó Tiên Phong áp dụng thái độ ngầm thừa nhận, hay là đã âm thầm thỏa thuận điều gì với Trịnh Thịnh rồi? Nếu nói Phó Tiên Phong là lâm trận quay giáo, Diệp Thiên Nam mồ hôi lạnh thiếu chút nữa chảy ròng, bởi vì y lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đã vượt quá khả năng khống chế của y. Lương Hạ Ninh vừa nói xong, hội trường lặng ngắt như tờ, yên lặng đến dọa người. Những người đang ngồi đây đều là lão làng đầy kinh nghiệm quan trường, ít nhất cũng chìm nổi vài chục năm trong quan trường, lần đầu tiên nhìn thấy tiền biếu được bày ra trước hội nghị thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa ước chừng có hơn 880.000. Tặng lễ còn đưa con số may mắn, thực sự một đôi, nhưng ai có thể dự đoán được không phát đạt, lại xuống ngựa. Thật là thế sự khó nắm, trong bụng khó đoán, Bí Thư Trịnh thật bạo tay, khí thật mạnh. Phong cách quá nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Mặc kệ mọi người là khâm phục, tán thưởng hay là trào phúng, hoặc cho rằng Trịnh Thịnh đang diễn trò, hơn nữa diễn rất tốt, nhưng Trịnh Thịnh đã là bí thư tỉnh ủy, ở trước mặt toàn bộ tỉnh tương không chút e dè, nghe nói sắp tới sẽ đảm nhiệm chức ủy viên bộ chính trị, bởi vậy đối với những điều ông ta nói, có một số việc nói càng cao càng tốt, nói càng cao, ngược lại càng biểu hiện ra cá tính và sự thanh liêm. Giống như năm đó Bí Thư Sơn Thành lên giọng trừ bỏ những việc phi pháp, như Bí Thư tỉnh ủy Lĩnh Nam Trần Hạo Thiên để ý tới cuộc sống của hai anh em dân công, đều háo danh giống nhau, bởi vì tới trình độ nhất định, còn lên giọng tư bản. Trịnh Thịnh cũng có. Trịnh Thịnh và Lương Hạ Ninh nói xong, lại bổ sung thêm. Đề tài thảo luận chính của hôm nay là thảo luận quyết định xử lý đồng chí Cố Thế Kỳ, mời các đồng chí biểu quyết. Còn biểu quyết cái gì? Với hành động vừa rồi. Sự thật vô cùng xác thực, ai còn dám biện minh giúp Cố Thế Kỳ nửa câu. Đây là phương án sai lầm, là vấn đề nguyên tắc không linh động có kè mặc cả, hơn nữa Lương Hạ Ninh vừa mới ám chỉ, Bí Thư Trịnh và Chủ tịch tỉnh Phó đều đồng ý, nhân vật số 1, số 2 cùng nhận định, phía dưới còn ai dám phản đối. Trịnh Thịnh nói vừa xong, toàn thể hội nghị thường vụ liền thông qua biểu quyết, Cố Thế Kỳ mất chức bị điều tra, nghiêm túc xử lý. Cũng yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiếp tục tiến hành truy cứu Cố Thế Kỳ về các trách nhiệm liên đới và vấn đề kinh tế khác. Không cần phải nói Cố Thế Kỳ triệt để hết lượt chơi rồi, một phó bí thư thành ủy sao có được 880.000 tiền mặt. Dựa vào tiền lương, học sinh tiểu học cũng có thể tính được, Cố Thế Kỳ phải nhiều năm tích góp từng tí một không ăn không uống mới có thể có 880.000. Vấn đề này nếu tìm tòi thêm, 880.000 sẽ biến thành 8.800.000 cũng không chừng. Sau khi biểu quyết thông qua, Hạ Tưởng lên tiếng. Ủy ban kỷ luật lập tức phái người đi tới Thần Đông, áp dụng tiến hành điều tra thêm Cố Thế Kỳ. Không cần phiền đồng chí ủy ban kỷ luật đi một chuyến. Vừa rồi, lấy danh nghĩa ban tổ chức cán bộ gọi điện cho Cố Thế Kỳ, yêu cầu ông ta đến tỉnh ủy một chuyến, chắc giờ này cũng sắp đến rồi. Lương Hạ Ninh nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu, nói. Diệp Thiên Nam rốt cục hít một hơi khí lạnh, thật tuyệt. Lấy danh nghĩa ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện thoại thì bất luận một cán bộ cấp phó giám đốc sở nào, cũng sẽ có ảo giác là sắp được đề bạt, nhất định sẽ nhanh tới rồi, thật khác nào đi câu cá, tung ra một con mồi thật to khiến con cá tham ăn mắc câu, đáng tiếc con cá không biết là kế, còn tưởng rằng có chuyện tốt giáng xuống. Diệp Thiên Nam cảm giác phía sau lưng phát lạnh, y quen biết Trịnh Thịnh đã nhiều năm, cũng rất quen thuộc Lương Hạ Ninh. Sao trước kia lại không có phát hiện Trịnh Thịnh và Lương Hạ Ninh giống người có thủ đoạn như vậy? Ánh mắt y vô tình dừng lại ở Hạ Tưởng. Toàn bộ sự kiện hôm nay, Hạ Tưởng không đếm xỉa đến, giống như người ngoài cuộc, y như hiểu được điều gì, kỳ thật nói không chừng người bày ra tất cả những việc này chính là Hạ Tưởng. Tính cách Trịnh Thịnh không nóng không lạnh, Lương Hạ Ninh tính tình dửng dưng,
y xét thủ đoạn hai người, quyết không nhanh gọn như vậy, dứt khoát, quyết đoán đến thế thế. Diệp Thiên Nam đang lúc phỏng đoán, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa. Y đang ngồi ở vị trí xa cửa, chờ Đồng Phàm ra mở cửa phòng họp, liếc mắt một cái thấy Cố Thế Kỳ đứng trước cửa, sắc mặt y trở nên vô cùng khó chịu, hơi quá đáng, tưởng như chính mình bị đem ra đùa giỡn, không phải bởi vì Cố Thế Kỳ là thân tín do một tay y đề bạt, cũng không cần phải làm người ta mất mặt trước tất cả ủy viên thường vụ. Chương 1334, quy tắc là để phá bỏ. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Thiên Nam kém tới cực điểm. Mặc dù không biết rốt cuộc phía sau màn đã xảy ra cái gì, Cố Thế Kỳ sao lại ngốc đến mức chưa bàn qua với y đã trực tiếp tặng lễ cho Trịnh Thịnh, nhưng sự tình phát triển đến mức này, đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Cố Thế Kỳ còn chưa biết đã xảy ra việc gì, đứng ở cửa, cười. Vừa rồi ban tổ chức cán bộ có người gọi cho tôi, yêu cầu tôi trực tiếp đến phòng hội nghị thường vụ họp. Còn chưa nói hết thì ánh mắt của anh ta dừng lại ở giữa bàn, sắc mặt lập tức biến đổi. Cố Thế Kỳ còn muốn nói gì nữa nhưng hai gã nhân viên từ phía sau đi tới, một trái một phải kẹp anh ta đưa vào bên trong. Trong nháy mắt anh ta đã hiểu ra, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng lại nói không ra lời. Lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến sắp được thăng quan, không ngờ nghênh đón anh ta là đòn cảnh cáo, Cố Thế Kỳ rốt cuộc không đứng thẳng được, chênh lệch quá lớn khiến tâm lý chịu đựng của anh ta trong nháy mắt đã tới cực hạn rồi, trước mắt anh ta tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã xuống. Hai người bên cạnh vội vàng đỡ anh ta, nếu không khẳng định đã tạo thành một màn ngã đến đầu rơi máu chảy. Cố Thế Kỳ bị người dìu đi xuống, tất cả mọi người thêm kinh hãi, lạnh tim. Cảnh tượng hôm nay nhìn thấy mà phát hoảng, đồng thời cũng mạnh mẽ, cứng rắn nói lên một vấn đề, bí thư Trịnh muốn ra tay. Không, người biết rõ nội tình, có thể chắc chắn mà nói rằng đây hẳn là đòn phản kích của Hạ Tường. Một lần nữa thế cục toàn bộ hội nghị thường vụ tỉnh Tương bị ảnh hưởng. Lúc hạ màn, Hạ Tường cho nhân viên của Ủy ban kỷ luật thu lại số tiền trên bàn. Tiền mặt bình thường làm cho người ta yêu thích không buông tay, hội nghị thường vụ xảy ra vụ việc như trên. Khiến nó như bùa đòi mạng làm cho người ta không dám liếc mắt nhìn thêm dù chỉ một cái. Sau khi tan họp, Diệp Thiên Nam không nói được một lời, trở lại văn phòng, đóng chặt cửa chính, ai cũng không gặp. Toàn bộ tỉnh ủy tràn ngập một bầu không khí khẩn trương, bởi vì từ sau khi chủ nhiệm hạ nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, Ủy ban kỷ luật tỉnh liên tiếp ra tay, đầu tiên là bắt Trần Công Phương, sau đó là Đường Gia Thiếu, kế đến là Thẩm Hà Dương, sau đó là Tất Bằng. Hiện tại lại là Cố Thế Kỳ, mấy người này bên ngoài dường như không có liên hệ, thực tế người sáng suốt đều rõ, tất cả là nước cờ xoay xung quanh cầu đường tỉnh Tương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem xét kỹ càng, Trần Công Phương là phó thị trưởng, Tất Bằng là phó thị trưởng thường trực, Cố Thế Kỳ là phó bí thư thành ủy Thần Đông, sức nặng của người trước so với người sau càng hơn, vị trí người trước so với người sau lại càng trọng yếu. Thần Đông thật sự là bị Ủy ban kỷ luật tỉnh nhìn chăm chú tới chết. Thêm lần nữa, chẳng lẽ muốn bắt thị trưởng và bí thư thành ủy? Nếu đem thị trưởng và bí thư bắt cả, Thần Đông khác nào phải thay máu? Tốt thôi, vấn đề cầu đường tỉnh Tương còn chưa giải quyết, Thần Đông đã trở thành một chiến trường. Chẳng lẽ nói, vấn đề cầu đường tỉnh Tương chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có? Đương nhiên không phải, đang lúc mọi người còn chưa hiểu được. Lại liên tiếp có việc xảy ra. Sau khi tin Cố Thế Kỳ ở trước cửa hội nghị thường vụ bị bắt, truyền ra ngoài, uy vọng Trịnh Thịnh nhất thời không ai sánh bằng, bay lên tới độ cao trước nay chưa ai từng có. Tuy nhiên những người bên ngoài lúc nói về Trịnh Thịnh, nhiều lắm là một bên giơ ngón tay cái lên, một bên lắc đầu cười, ngụ ý nhận định bí thư Trịnh đang diễn trò, muốn làm bao thanh thiên, cẩn thận đem tảng đá đập chính chân mình. Nhưng bởi vì Trịnh Thịnh mạnh mẽ, cứng rắn, sau khi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức truyền tin muốn làm một cuộc điều chỉnh nhân sự, bên dưới thành phố cấp 3, nhân vật số 1, số 2, kể cả người trung thực lẫn người không trung thực, không ai dám vận động, mua quan đòi chức, tất cả đều yên ổn vùi đầu công tác, ai cũng không dám chạy về trụ sở tỉnh ủy, nhiều lắm chỉ lén gọi điện thoại. Có người châm chọc nói, bí thư Trịnh vì thanh danh của mình, chặt đứt tài lộ rất nhiều người, bí thư Diệp cũng được, trưởng ban Lương cũng tốt. Phải bớt thu một khoản đáng kể rồi. Phía dưới thành phố cấp 3, ánh mắt mọi người đều dừng ở việc điều chỉnh nhân sự, nhưng mặt khác có người lại ngửi được chút mùi vị không bình thường, bởi vì vụ án Đường Gia Thiếu lại trì hoãn tuyên án. Không chỉ vụ án Đường Gia Thiếu trì hoãn tuyên án,
Hơn nữa một ngày sau khi Cố Thế Kỳ bị bắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu quyết định, xét thấy trước mắt việc quản lý cầu đường tỉnh tương tồn tại lỗ hổng nhất định, tạm thời không cho tiếp nhận các công trình hạng mục đường cao tốc. Nói đúng hơn, công trình hạng mục đường cao tốc tỉnh Tương trực tiếp gạt bỏ cầu đường tỉnh Tương ra ngoài. Mặc dù tại hội nghị thường vụ chính quyền ở tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hồ Định hết sức phản đối, nhưng Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong và Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng kiên trì cho rằng, trong giai đoạn hiện nay không nên tiếp tục để cầu đường tỉnh Tương tham dự các hạng mục của chính phủ, cuối cùng thông qua hội nghị thường vụ, khiến Hồ Định vô cùng bực tức. Nếu nói gạt bỏ cầu đường tỉnh Tương sang một bên chỉ khiến Hồ Định bực tức, thì việc Ủy ban kỷ luật lập tức áp dụng cưỡng chế khiến Diệp Thiên Nam tức giận đến mức thiếu chút nữa cả người phát run. Ủy ban kỷ luật chính thức thông báo tới Sở Công an tỉnh, yêu cầu Sở Công an tỉnh tức khắc đem Triệu Tuyên Minh đưa đến Ủy ban kỷ luật chịu sự tra hỏi, nếu quá hạn không đến, sẽ tự gánh lấy hậu quả. Thái độ rất mạnh cứng rắn, giọng điệu rất kiên định. Hơn nữa điều làm cho Diệp Thiên Nam cảm thấy đau đầu hơn chính là, Cục Công an thành phố Tương Giang lại tuyên bố ra ngoài, trải qua quá trình kín đáo điều tra, vụ án Trần Truyền Thế tự sát lại có điểm đáng ngờ, bước đầu hoài nghi Trần Truyền Thế là bị người ép phải tự sát, lời khai nhân chứng duy nhất tại hiện trường Triệu Tuyên Minh có nhiều điểm đáng nghi ngờ, Cục Công an thành phố thỉnh cầu Sở Công an tỉnh đưa Triệu Tuyên Minh đến cục cho lại lời khai. Diệp Thiên Nam hiểu được, từ lúc Hạ Tưởng bố trí bắt Cố Thế Kỳ, vở tuồng vừa mở màn, chiêm trống đã dùng beng. Tiếp theo đây các nhân vật khác đều bắt đầu lên sân khấu. Càng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt chính là, sau khi Cố Thế Kỳ bị Ủy ban kỷ luật mang đi, chỉ qua 2 ngày liền khai ra toàn bộ các tội đã phạm phải, hơn nữa còn cắn cả Đường Gia Thiếu. Căn cứ vào lời khai, Cố Thế Kỳ đã trở thành nhân chứng xác nhận Đường Gia Thiếu phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong tất cả sự cố ở cầu đường tỉnh Tương, ý đồ Diệp Thiên Nam nhằm di dời tầm mắt. Mượn cái chết của Trần Truyền Thế và Triệu Tuyên Minh lật lại bản án cầu đường tỉnh Tương, tạo thành sự hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn cùng lúc khiến cho việc đả kích hy vọng của Hạ Tưởng thất bại thảm hại. Nghe nói, sau khi tin tức truyền ra, Đường Gia Thiếu ngược lại có chút vui mừng cười thảm. Cuối cùng cũng kết thúc, may mà không mắc bẫy tên cáo già, lại một lần nữa làm kẻ ngốc. Cáo già, nghe tôi nói một câu, ông đấu không lại Hạ Tưởng, đừng tự làm khổ mình nữa. Đương nhiên. Những điều Đường Gia Thiếu nói Diệp Thiên Nam nghe không được. Cùng ngày hôm đó, lại có tin đồn từ Ủy ban kỷ luật truyền ra, nói là Cố Thế Kỳ chẳng những thú nhận có liên quan tới tình hình bên trong cầu đường tỉnh Tương, còn nói ra toàn bộ mưu mẹo trong quá trình đầu tư và đấu thầu của cây cầu Thần Đông, nghe nói, còn liên lụy tới lãnh đạo cấp cao của Thần Đông. Cố Thế Kỳ là phó bí thư thành ủy, nhân vật số 3 của Thần Đông, so với anh ta thì lãnh đạo cấp bậc cao còn có thể có ai? Chỉ có thể là thị trưởng và bí thư thành ủy, chẳng lẽ Thần Đông thật muốn có một chấn động quan trường? Phó thị trưởng thường trực và phó bí thư thành ủy Thần Đông đã xuống ngựa, đã xem như chấn động quan trường không nhỏ, đều là bị một cây làm lún sụp, vừa vặn nửa năm sau vụ sập cầu Thần Đông, vài nhân vật cấp quan trọng của Thần Đông cũng sụp theo. Như vậy cầu Hoài Dương vừa mới sập, lại sẽ gây ra thêm ảnh hưởng to lớn đến mức nào với quan trường Hoài Dương? Tình hình Hoài Dương khiến mọi người cảm thấy bất an. Nhưng lãnh đạo thành ủy Hoài Dương nghe ngóng tin tức từ tỉnh ủy truyền ra là, tỉnh ủy tạm thời sẽ không điều chỉnh nhân sự Hoài Dương, khiến cho lãnh đạo đảng chính ở Hoài Dương thở phào một cái, không ngờ chưa kịp thở hết một hơi, cuối cùng vụ án Đường Gia Thiếu lại chính thức tuyên án lại khiến cầu đường tỉnh Tương dẫn nổ một quả bom. Sở Công an tỉnh rốt cục không chịu nổi 2 tầng áp lực từ Ủy ban kỷ luật tỉnh và Cục Công an thành phố, đành thả người. Đầu tiên là Triệu Tuyên Minh bị Ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi, một ngày sau, lại được chuyển giao đến Cục Công an thành phố. 2 ngày sau, vụ án Đường Gia Thiếu chính thức được tuyên án, Đường Gia Thiếu bởi vì lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ, hơn nữa còn cưỡng gian chưa thành, cân nhắc hình phạt, quyết định phán xử tử hình, hoãn lại 1 năm mới thi hành. Tin tức truyền ra, gây lên một đợt xôn xao, mọi người đều cho rằng mức hình phạt quá nặng. Nhưng điều làm cho người ta khó hiểu chính là, Đường Gia Thiếu cũng không chống án, mà tiếp nhận phán quyết của tòa án. Đường Gia Thiếu cũng có thể coi như là nhân vật có máu mặt, lấy chức vụ phạm tội bị bỏ tù cũng không tính là mất mặt, Đường Gia Thiếu lại bị thêm một tội cưỡng gian chưa thành, thì thật quá mất mặt rồi. Sau khi vụ án của Đường Gia Thiếu được tuyên án, Nghiêm Tiểu thì gọi điện thoại tới, đầu tiên là khéo léo cảm tạ Hạ Tưởng đã cố gắng trả lại công bằng, lại đề xuất phải mời Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ Tưởng cũng khéo léo từ chối, nói bao giờ rỗi rãi, hắn sẽ mời cô,
bởi vì Đường Gia Thiếu bị tuyên án chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, còn có một trận đánh ác liệt nữa. Nghiêm Tiểu thì cũng không cố ép, chỉ cười khẽ hỏi một câu. Nghe nói phu nhân muốn tới Tương Giang, thời gian có thể không nhiều nữa, cần phải nắm bắt cơ hội gần phu nhân nha, tôi cũng nên quay thành phố Yến xử lý vài ba chuyện. Hạ Tưởng ha hả cười. Cô cũng đừng, ăn nhạt lo binh nhàn, mà bận tâm lo nghĩ, được rồi, qua hai ngày nữa tôi sẽ liên hệ với cô. Bỏ điện thoại xuống, Hạ Tưởng lại gọi đến Thương Giang và Lý Tòng Đông, yêu cầu hai người gấp rút thẩm tra xử lý vụ án Thẩm Hà Dương. Tất Bằng, biết được vụ án Thẩm Hà Dương đã có đột phá, Hạ Tưởng mừng rỡ, nhờ Thương Giang chuẩn bị tốt tất cả tài liệu, chờ thời cơ. Tất Bằng vẫn cứng rắn, mạnh mẽ, không chịu công khai. Hạ Tưởng cũng không để ý tới y, cho y một cơ hội để nói thật, y không biết quý trọng, cũng đừng trách lực lượng dân chủ chuyên chính không khách khí. Ba ngày sau, diễn ra hội nghị bàn về ý kiến xử lý sự cố sập cầu ở Hoài Dương, cùng chỉnh đốn quản lý các chuyên mục của cầu đường tỉnh Tương. Những người tham dự hội nghị gồm có Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng, Lương Hạ Ninh cùng Trịnh Hải Kỳ. Không khí của hội nghị ngay từ đầu đã vô cùng căng thẳng. Thái độ Trịnh Thịnh vô cùng kiên quyết, mãnh liệt yêu cầu cách chức điều tra toàn bộ lãnh đạo chủ chốt cầu đường tỉnh Tương. Diệp Thiên Nam lại mềm mỏng đề nghị, chỉ xử lý lãnh đạo kỹ thuật mấu chốt, lãnh đạo hành chính không thể tận diệt, nếu không cầu đường tỉnh Tương một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn ở tỉnh Tương, có khả năng gặp phải đóng cửa, sẽ là tổn thất nghiêm trọng đối với tỉnh Tương. Trịnh Hải Kỳ vẫn toàn diện ủng hộ ý kiến Trịnh Thịnh. Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng ngay từ đầu đều không tỏ thái độ. Nhưng Lương Hạ Ninh đưa ra một đề nghị đầy bất ngờ, lãnh đạo kỹ thuật và lãnh đạo hành chính, hễ là đề cập đến cầu Thần Đông và sự cố cầu Hoài Dương, đều cách chức điều tra, những người không liên quan, tạm thời giữ lại. Phó Tiên Phong đồng ý đề nghị Lương Hạ Ninh. Cuối cùng ánh mắt mấy người đều dừng ở trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, không nhanh không chậm nói. Sau khi xảy ra sự cố, nếu có thể che thì che, có thể giấu giếm liền giấu giếm được thì may, không thể gạt được đi thành xui, đã thành nguyên tắc xử sự của không ít lãnh đạo đảng bây giờ. Nhưng bỏ sót một điểm, dân chúng chết trong sự cố, bất hạnh của bọn họ do ai đến bù đắp vết thương. Giọng Hạ Tưởng không lớn, lại tuyên truyền giác ngộ. Tôi cho rằng, chẳng những cầu đường tỉnh Tương phải thay máu, lãnh đạo chủ chốt nên tra thì tra, nên cách chức thì cách chức, ngay cả lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền Thần Đông, cũng phải cách chức điều tra, đưa ra ánh sáng. Diệp Thiên Nam chống ngực dồn dập, vở tuồng, đang được trình diễn. Chương 1335, trận đánh ác liệt còn chưa bắt đầu. Chủ nhiệm Hạ, hiện tại là đang thảo luận vấn đề cầu đường tỉnh Tương, không phải vấn đề Thần Đông. Không thể nói nhập làm một. Diệp Thiên Nam sau khi khiếp sợ qua đi, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, rất bất mãn phản bác nói. Phó Bí Thư Diệp chớ quên, cây cầu Thần Đông sập là do cầu đường tỉnh Tương nhận xây dựng. Liên lụy tới Tất Bằng và Cố Thế Kỳ, càng đừng quên, Đường Gia Thiếu ngoại trừ nhận đút lót từ cấp dưới, còn đút lót lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền Thần Đông, hai chuyện không phải việc riêng rẽ. Thái độ Hạ Tưởng hôm nay rất khác thường, đối chọi với Diệp Thiên Nam rất gay gắt. Diệp Thiên Nam một bước cũng không nhường. Trong án tử của Đường Gia Thiếu, không có tội đút lót, chỉ có tội nhận hối lộ, chủ nhiệm Hạ không tin vào sự công chính của pháp luật. Hạ Tưởng tiếp tục phản kích. Phó Bí Thư Diệp, tôi muốn nhắc nhở anh một câu, vụ án Đường Gia Thiếu là do Ủy ban Kỷ luật một tay đốc thúc, vấn đề của anh ta, không ai rõ hơn tôi, sở dĩ không đưa vấn đề đút lót của anh ta đệ trình lên, là vì suy nghĩ tới mặt mũi của một vài lãnh đạo cá biệt. Diệp Thiên Nam luôn luôn bình tĩnh tự tin, cũng chưa từng có người nào chống đối ngay trước mặt ông ta. Hôm nay, bị Hạ Tưởng ôn hòa khiêu khích, trong lòng bực bội, không ngờ mơ hồ không khống chế được, phản bác Hạ Tưởng. Tôi nhớ rõ Bí Thư Trịnh từng nói, vụ án Đường Gia Thiếu nhất định phải điều tra tới cùng, mặc kệ là liên quan đến ai, tuyệt đối không nhân nhượng. Chủ nhiệm Hạ vừa rồi nói vậy là trong quá trình thẩm tra xử lý vụ việc anh có hành vi nể tình riêng, làm rối kỷ cương. Hạ Tưởng mỉm cười, kín đáo lãnh hội, cười. Đúng là có một chút, có một số việc không lộ ra thì thỏa đáng hơn. Vẻ mặt Trịnh Thịnh nghiêm túc, không lên tiếng. Phó Tiên Phong nghiêm chỉnh, không nói lời nào. Lương Hạ Ninh khóe miệng giật giật, vẫn nhịn không mở miệng, chỉ có Trịnh Hải Kỳ cắm một câu. Phó Bí Thư Diệp không phải hỏi nhiều, chủ nhiệm Hạ khẳng định là vì đại cục mà cân nhắc. Tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng,
lãnh đạo cá biệt theo như lời chủ nhiệm Hạ, rốt cuộc là ai? Diệp Thiên Nam bị Trịnh Hải Kỳ kích động, lại theo đuổi không dừng, bởi vì ông ta thấy ánh mắt Hạ Tưởng thỉnh thoảng dừng ở Phó Tiên Phong và Lương Hạ Ninh, liền nghĩ đã đoán trúng điều gì. Hạ Tưởng cũng tỏ ra rất khó khăn hỏi. Phó Bí Thư Diệp, thật muốn tôi trực tiếp nói ra. Mặc kệ liên quan đến ai, cho dù là tôi, cũng phải nói cho rõ ràng, thanh giả tự thanh. Diệp Thiên Nam lại cố ý làm ra vẻ khoan dung. Đúng như Phó Bí Thư Diệp dự đoán, Đường Gia Thiếu quả thật từng nói, anh ta từng đút lót cho anh. Hạ Tưởng gặp thời cơ chín muồi, Diệp Thiên Nam thành công bị hắn kéo vào, liền đúng lúc quẳng quả lựu đạn cho nổ. Nói hưu nói vượn. Diệp Thiên Nam mặt đỏ lên một chút, giờ mới hiểu hết ý định của Hạ Tưởng, vòng vo hết nửa ngày, chính là gậy ông đập lưng ông, thật sự là giảo hoạt đa đoan, ông ta không khỏi giận dữ. Đường Gia Thiếu tuyệt đối là nói sằng nói bậy, tôi không phải là nhân viên chủ quản cầu đường tỉnh tương, với anh ta lại càng không có lui tới, anh ta sao lại phải đút lót tôi? Đúng vậy, tôi cũng không tin lời anh ta nói, cho nên ủy ban kỷ luật cũng không có dùng lời chứng này đệ trình lên. Hạ Tưởng mặt ngoài là giữ gìn quyền uy cho Diệp Thiên Nam, trên thực tế là ám chỉ Diệp Thiên Nam, đừng tưởng rằng tuyên án Đường Gia Thiếu thì sự tình kết thúc, còn vài điều hắn đang nắm giữ trong tay. Hơn nữa Cố Thế Kỳ cũng nói từng đút lót Phó Bí Thư Diệp, tôi cũng không có ghi lại trong hồ sơ, chỉ là lời nói vô căn cứ. Diệp Thiên Nam sắc mặt xanh mét, gần như không có lời nào để nói, y nhảy vào lồng sắt của Hạ Tưởng, hiện cái gì cũng đều không nói ra lời. Tức giận đến mức không còn trấn tĩnh và tự tại được như trước, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, giải thích cũng không phải, trầm mặc cũng không phải, liền như hổ bị vây ở trong chuồng. Chỉ có điều Diệp Thiên Nam lại thêm một lần nữa hiểu thêm về khả năng gây sự của Hạ Tưởng, kỳ thật ông ta cũng rõ, Đường Gia Thiếu và Cố Thế Kỳ khẳng định đều khai ông ta ra, bởi vì ông ta và hai người đều có bí mật lui tới mà không thể cho ai biết, nhưng sự thật chính là, Ủy ban Kỷ luật tỉnh tra án. Chỉ cần có liên quan tới cán bộ cấp phó tỉnh, theo thông lệ sẽ tự động loại bỏ, không ghi lại, không tiếp thu, hơn nữa càng không báo, bởi vì chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mới là cán bộ cấp phó tỉnh, sao có thể điều tra đồng cấp. Lại càng không cần đề cập đến vụ án của nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy, càng là bãi mìn, thì càng không chút do dự mà che giấu. Khi xét xử cán bộ đảng viên, nếu thông minh, có đề cập cũng sẽ không đề cập tới các cán bộ từ phó tỉnh trở lên. Còn có khả năng thì xử lý nhẹ nhất có thể. Không thông minh, nói lung tung, cơ bản chính là một kết cục phán xử tử hình, và nhanh chóng xử quyết. Diệp Thiên Nam rất rõ ràng lề lối đó, nhưng Hạ Tưởng trước mặt mọi người vẫn nói ra, tất nhiên dụng tâm làm mất mặt trước mặt mọi người, cũng là muốn âm thầm cảnh cáo ông ta, nhược điểm của ông ta hiện đang nằm trong tay Hạ Tưởng. Một kẻ giảo hoạt đa đoan, âm hiểm hơn người, kẻ cơ hội, Diệp Thiên Nam một lần nữa xác định về Hạ Tưởng. Trịnh Thịnh đúng lúc bắt được lỗ hổng trong lời nói của Diệp Thiên Nam vừa rồi, nói. Được rồi, đồng chí Hạ Tưởng không cần nhắc lại vụ án của Ủy ban Kỷ luật, tiếp tục nói tới vấn đề cầu đường tỉnh tương. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Thiên Nam một cái. Vừa rồi đồng chí Thiên Nam cũng nói, anh ấy không chủ quản cầu đường tỉnh tương, như vậy đã nói lên anh ấy thiếu hiểu biết về tính nghiêm trọng của vấn đề cầu đường tỉnh tương, bởi vậy. Tôi cho rằng để đồng chí ấy đi đầu trong phương án xử lý cầu đường tỉnh tương phù với hợp hiện trạng, nhưng có vài chi tiết cần mọi người bổ sung thêm một chút. Diệp Thiên Nam bị Trịnh Thịnh bắt lấy lỗi trong lời nói của ông ta, thoáng cái chặn miệng, tức giận trong lòng liền như bóng hơi nhanh chóng bành trướng, chỉ thiếu chút nữa thì bùng nổ, nhưng vẫn không thể bùng nổ, bởi vì y không có tư cách bùng nổ, hơn nữa còn phải duy trì hình tượng, cũng chỉ có thể tự mình nuốt quả đắng, trong lòng lại căm hận Hạ Tưởng tới cực điểm. Đều là Hạ Tưởng cầm đầu gây ra chuyện, khiến y nhảy vào hố lại ra không được. Cuối cùng trải qua thảo luận nhiệt liệt, ban bí thư cuối cùng nhất trí, cầu đường tỉnh tương tổng cộng vì có nhiều người bị cách chức điều tra, dự định chọn ra ứng cử viên mới, 1/3 trong đó là Trịnh Thịnh đề cử, 1/3 là Phó Tiên Phong đề cử, còn lại 1/3 lưu lại cho Diệp Thiên Nam và Lương Hạ Ninh đề danh. Diệp Thiên Nam cảm thấy mất mát, nhưng không thể cứu vãn, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Các ứng cử viên do hội nghị ban bí thư đưa ra, cuối cùng từ tỉnh chuyển giao cho Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước chính thức bổ nhiệm. Ở trải qua mấy sự kiện sụp lún cầu, trải qua cuộc đọ sức chính trị ác liệt, quái vật lớn cầu đường tỉnh tương sừng sững không ngã rốt cục bị một đao chém xuống, thương gân động cốt, hơn nữa tất cả các vị trí mấu chốt toàn bộ thay đổi,
tương đương với cách nói cầu đường tỉnh tương còn đây, chẳng qua cảnh còn người mất. Nói cách khác, cầu đường tỉnh tương trăm hoa đua nở, lộ vẻ, hạ lang sau khi chồng, cầu đường tỉnh tương từ nay về sau, đã đổi ngày mới. Về vấn đề lãnh đạo đảng thần đông, Hạ Tưởng không có nhắc tới, Hạ Tưởng không đề cập, Trịnh Thịnh dường như cũng lựa chọn quên đi, Phó Tiên Phong lại làm hũ nút. Cầu đường tỉnh tương cuối cùng được xác định, Trịnh Thịnh lấy được toàn thắng, Phó Tiên Phong và Lương Hạ Ninh đều chia nhau một chén canh, chỉ có Diệp Thiên Nam cả bàn đều thua, tuy nói không đến mức thất bại thảm hại, cũng xem như không thu hoạch được gì, mưu tính thông minh, nhưng thông minh lại bị thông minh hại. Sau cuộc họp, Diệp Thiên Nam không phục, tìm Phó Tiên Phong lý luận, Phó Tiên Phong lại là phớt lờ bỏ mặt, hoặc là giả bộ ngớ ngẩn cho qua, hoặc là hừ hừ ha ha, làm hũ nút, khiến cho Diệp Thiên Nam lĩnh hội hết trình độ trở mặt của Phó Tiên Phong. Trở lại văn phòng, Diệp Thiên Nam tức giận hơn bao giờ hết, quăng điện thoại, thầm mắng Phó Tiên Phong thật giả tạo, trình độ giả hũ nút thật cao minh. Hai ngày trước còn hùng tâm tráng chí quyết cùng với Trịnh Thịnh tranh cao thấp, muốn mượn thế lực cầu đường tỉnh tương, đến chống lại Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng, chỉ chớp mắt liền thay đổi sắc mặt, tuy không thể xem như quay giáo một kích, cũng là lâm trận lật lọng. Thật đúng như Dương Hằng Dịch nói, chủ tịch tỉnh phó quả thật không đáng tin, mắt thấy cầu đường tỉnh tương khó giữ được, liền xoay người chuồn mất. Đường đường chủ tịch tỉnh, sao một chút nguyên tắc và lập trường đều không có. Diệp Thiên Nam rốt cuộc xem thường Phó Tiên Phong. Chẳng qua cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, Phó Tiên Phong nếu thực sự cùng liên kết với Trịnh Thịnh, sẽ không chơi được, nhân vật số 1, số 2 đồng tâm một lòng, người phía dưới làm sao có thể lợi dụng sơ hở. Nhìn vào thì Diệp Thiên Nam là nhân vật số 3, nhưng cùng nhân vật số 2 kém hơn một bước, Phó tỉnh đến cấp tỉnh cũng chỉ cách một cánh cửa. Rất nhiều người cuối cùng cũng không thể vượt qua. Cũng may Diệp Thiên Nam tin tưởng ở Phó Tiên Phong, tin tưởng Phó Tiên Phong không cam lòng ở lâu làm chủ tịch tỉnh, tuy rằng là nhân vật số 2, nhưng chủ tịch tỉnh không muốn nhân vật số 1 thì không phải là chủ tịch tỉnh, mỗi chủ tịch tỉnh đều muốn từ văn phòng chính phủ mà lên văn phòng tỉnh ủy, càng không cần nói đến thế lực gia tộc của Phó Tiên Phong. Diệp Thiên Nam thực đoán đúng, sau đó không lâu, đã xảy ra một án lớn làm cả nước hết sức kinh hãi. Phó Tiên Phong nhìn chúng thời cơ quyết đoán ra tay, lộ rõ diện mạo của một chính khách đầu cơ, thiếu chút nữa ở tỉnh tương trình diễn một vở tuồng bức cung. Đó là nói về sau này, không vội đề cập tới. Một ngày sau, tổ điều tra chính thức tuyên bố kết luận điều tra về sự cố cầu Hoài Dương, đồng thời công bố quyết định xử lý cầu đường tỉnh tương, 33 người bị giáng chức, cách chức, điều tra, chuyển giao cơ quan tư pháp, chiếu theo pháp luật mà xử lý, tin tức một khi công bố, truyền thông liền xôn xao. Lập tức khiến cho toàn bộ tỉnh thậm chí cả nước chấn động lớn. Truyền thông kinh hoàng, cầu đường tỉnh tương vững trái cuối cùng cũng ngã, hoặc là nói, cuối cùng phải thay máu. Không ít truyền thông thậm chí khen ngợi, nói rằng cầu đường tỉnh tương đã được xử lý nghiêm túc, biểu lộ tỉnh ủy, chính phủ tỉnh tương đã coi trọng vấn đề an toàn, có trách nhiệm, thái độ cẩn thận, nghiêm túc, cũng là có gan đối mặt, giao ra một đáp án thỏa đáng cho nhân dân cả nước. Diệp Thiên Nam cảm giác ngụ ý trong lời lẽ truyền thông dường như là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói bóng nói rõ y, liền hoài nghi là Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng đã gợi ý với đám truyền thông. Ba ngày sau, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước chính thức thông qua hội nghị thường vụ định ra danh sách lãnh đạo mới nhậm chức của cầu đường tỉnh tương, đại hội bổ nhiệm tuy rằng khiêm tốn, nhưng vẫn khiến người trong nghề sôi nổi bàn luận. Cũng có người nghĩ xa xôi hơn. Người cầm lái cầu đường tỉnh tương đã được thay đổi thành tay chân của Trịnh Thịnh, vậy thì bốn cậu ấm tỉnh tương dựa vào cầu đường tỉnh tương mà kiếm trác, sẽ trôi giạt về đâu? Chuyện ở cầu đường tỉnh tương được xác định, cầu đường tỉnh tương đang tiến hành chỉnh đốn công tác bên trong, nhưng đã không còn nằm trong sự chú ý của Hạ Tưởng nữa, hắn tin tưởng cầu đường tỉnh tương sau khi trải qua thay đổi nhân viên, khẳng định sẽ có chất lượng cao hơn, gắng sức hơn, chỉ cần về sau không xuất hiện sự cố an toàn trọng đại. Không hề hao tài tốn của, như vậy, sự lao tâm tốn sức của hắn đã không uổng phí rồi. Nhưng cầu đường tỉnh tương mới chỉ là khúc dạo đầu, cuộc đọ sức tiếp sau mới là đao thật súng thật. Hạ Tưởng biết rằng, trận đánh ác liệt còn chưa thực sự bắt đầu, bởi vì việc thay máu tầng quản lý cầu đường tỉnh tương chỉ là bước đầu tiên, làm cho bốn cậu ấm tỉnh tương ói ra toàn bộ số tiền đã lừa gạt, mới là mục đích thực sự của hắn. Động tới bốn cậu ấm tỉnh tương. Mới thực sự động tới điểm mấu chốt thực sự của phe phái Diệp Thiên Nam, mới là cuộc chiến sinh tử. Chương 1336, sự việc, chỉ mới bắt đầu. Hạ Tưởng tự nhận không phải là một viên quan liêm khiết như nước,
Trong cái thời cuộc lớn bây giờ, liêm khiết như nước sẽ không thể tồn tại được ở chốn quan trường, chí ít thì tình người qua lại nhất định không thể thiếu. Còn có một số chia chát về quyền lợi, giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí chắc chắn không thể thiếu một số thủ đoạn đen tối, đó đều là những trợ lực trên con đường thăng tiến. Người trong quan trường, không tự chủ được mình không hại người, nhưng người lại hại mình, nhiều lúc vẫn thật là phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế. Nhưng hiện tại Hạ Tưởng đã là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh rồi, thì nhất định phải gánh vác trọng trách mà đảng và nước nhà giao phó cho hắn, nhất định phải xứng đáng với lương tâm của mình, càng không thể phụ lòng kỳ vọng mong mỏi của dân chúng. Nếu như nói thân là thị trưởng và bí thư thành ủy, không dành phúc lợi vì dân, vậy chi bằng về nhà bán khoai lang, thế thì thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, không nghiêm trị tham quan, không trừng phạt cái ác biểu dương cái tốt, không cứu vãn tổn thất cho tổ quốc, không buông tha cho một con sâu làm dầu nồi canh nào, vậy thì không xứng với chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Bất luận người khác có đồng lõa bao che ra sao, bất kể kẻ khác có bàng quan đứng nhìn trước cảnh tham ô đen tối như thế nào, Hạ Tưởng thì lại không làm được việc chiếm dụng tài sản nước nhà và làm trái với kỷ cương pháp luật. Xảy ra dưới tầm mắt của hắn, khoanh tay bàng quan, sau đó vì thế lực đối phương to lớn, hậu đài vững chắc, mà giơ cao đánh khẽ cho qua. Nếu như không phải vì điều tra cầu đường tỉnh tương, Hạ Tưởng cũng không dám tin vào cái sự thật khiến người ta căm giận này, căn cứ vào những chứng cứ mà Đường Gia Thiếu đã cung cấp, cùng với lời khai của Cố Thế Kỳ, cộng thêm tin tức mà Thẩm Hà Dương tiết lộ, tổng hợp sự thật của ba người trên cung cấp, lại cộng thêm thông tin mà Hạ Tưởng đã thu thập được ở khắp nơi, đại khái có được một con số là 1.800.000.000. Đây là một con số còn có thể theo dõi điều tra được, là một con số vô cùng bảo mật, trên thực tế dựa vào kinh nghiệm của Hạ Tưởng, con số thực tế e rằng không chỉ gấp đôi, có nghĩa là ít nhất có 4 tỷ tài sản quốc gia, hay nói cách khác là số tiền mồ hôi xương máu của nhân dân, là tiền thuế của người nộp thuế đã bị 4 cậu ấm tỉnh tương dùng mọi thủ đoạn để chiếm dụng thành của mình. Cả 4 tỷ đồng, là một số tài sản lớn biết bao nhiêu. Hạ Tưởng có thể buông tha cho 4 người họ mới là lạ, nếu như hắn khoanh tay ngồi nhìn bao che đồng lõa, vậy thì hắn sẽ phải hối hận cả đời, sẽ tự trách cả đời. Không cần nói những lời nói suông nói miệng, không nói lời hùng hồn hào nhoáng. Chỉ riêng số học sinh nghèo khổ bị thất học hàng năm ở vùng núi tỉnh Tương, chỉ riêng số gia đình bần cùng hàng năm vì không tiền điều trị mà phải đi vào con đường bế tắc, thì đã là một con số nhìn thấy cũng phải kinh sợ rồi. Mà rất nhiều huyện bần cùng ở tỉnh Tương thu nhập tài chính một năm cũng không tới 200 triệu. Hành vi phi pháp của 4 cậu ấm tỉnh Tương cứ tính dựa trên con số bảo mật là 1.800.000.000, cũng tương đương với tổng thu nhập tài chính một năm của hơn 10 huyện nghèo. Nếu như đem 1.800.000.000 này dùng vào việc xây lại trường tiểu học Hy Vọng, không phải ở châu Phi, là ở vùng núi nghèo khổ của tỉnh Tương, cứ cho một ngôi trường tiểu học Hy Vọng là 200.000, là có thể khiến các trẻ em thất học của cả cái tỉnh Tương nội trong thời gian nửa năm, tất cả sẽ được ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa. Sau đó trong lòng tràn đầy hy vọng, đồng thời cảm tạ sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Chính phủ. Nhưng hiện tại, khoản tiền lớn 1.800.000.000 đã bị 4 cậu ấm tỉnh Tương chiếm đoạt, dùng để mua xe sang, dùng để mua nhà đẹp ở nước ngoài, để có thể chuẩn bị ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống bất cứ lúc nào, tiêu xài tùy thích, đeo đồng hồ xịt, đánh gôn, tán gái vui chơi thỏa thích, đợi sau khi gom đủ số, đợi sau khi các bậc cha chú đều lui xuống hết, liền cao chạy xa bay. Ra nước ngoài sống cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống giàu có, hạnh phúc, không cần lo nghĩ của con nhà giàu quan lại. Vô số người dân chết oan, vô số gia đình tan nát vì sự cố cầu sập, hạnh phúc của bọn họ ai đền bù đây? Thậm chí số tiền bồi thường cho sự cố cũng là cầu đường tỉnh Tương chi trả toàn bộ, nói cách khác, số tiền do 4 cậu ấm tỉnh Tương kiếm, xảy ra vấn đề, lại bắt nhà nước bồi thường, đúng là một cuộc mua bán quá hời. Hạ Tưởng không phải là anh thanh niên nhỏ tuổi thấy chuyện bất bình liền lòng đầy căm phẫn, nhưng biết rõ thủ đoạn vơ vét của 4 cậu ấm tỉnh Tương, trong lòng vẫn là hừng hực giận dữ như ngọn lửa đang bốc cháy. Nói một cách không hề cường điệu chút nào, mỗi một đồng tiền trong tay 4 cậu ấm tỉnh Tương đều dính đầy máu tươi, nhuốm đầy lời tố cáo bằng mồ hôi và máu của những người dân vô tội đã chết. Có lẽ người ngoài nghĩ rằng Hạ Tưởng chính là muốn đánh đổ cầu đường tỉnh Tương mới thôi, sai rồi. Hạ Tưởng chẳng qua là muốn mượn việc chỉnh đốn cầu đường tỉnh Tương, tước đoạt một chút quyền khống chế của 4 thiếu gia tỉnh Tương đối với cầu đường tỉnh Tương, chặt đứt con đường tài lộc của chúng, để chúng từ từ để lộ sơ hở, từ đó nắm bắt cơ hội sẽ có thể một lưới bắt gọn cả bọn, đem số tiền lớn trong tay chúng thu hồi cho nước nhà, trả về cho người dân.
Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ, cuộc chiến với Cầu Đường Tỉnh Tương, Diệp Thiên Nam có thể nhẫn nhịn, bởi vì gã thua đến tâm phục khẩu phục, hơn nữa cũng không đụng chạm đến đường dây đen tối của gã. Nhưng nếu cuối cùng động đến bốn cậu ấm Tỉnh Tương, không những Diệp Thiên Nam sẽ nổi giận, Hồ Định, Dương Hằng Dịch và Lâm Hoa Kiến, chắc cũng sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Là một con đường trải đầy chông gai khó khăn, rốt cuộc có nên đi hay không, Hạ Tưởng cũng đã từng do dự, từng dao động. Bởi vì một khi bước ra, sẽ là một con đường không lối về, thắng thua chưa vội nói, khẳng định là sẽ không thể quay đầu lại rồi. Giữa hắn, Diệp Thiên Nam, Hồ Định và cả Dương Hằng Dịch, Lâm Hoa Kiến, chính là trong tình thế không chết không thôi. Lấy sức một người khiêu chiến với bốn nhân vật cấp quan trọng, quả thật là phần thắng rất ít, nhưng khi Hạ Tưởng nhìn thấy Diệp Thiên Nam sau khi thấy cầu Hoài Dương được Cầu Đường Tỉnh Tương xây dựng bị sập đổ, một chút lòng áy náy cũng không có, còn tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ Cầu Đường Tỉnh Tương, vì quyền lợi cá nhân của mình, còn nắm giữ không buông Cầu Đường Tỉnh Tương, chỉ vì lợi lộc quá lớn, ăn cùng cũng quá khó coi, hơn nữa lòng tham không đáy, hoàn toàn không ngó ngàng đến những người dân vô tội đã chết đi. Lòng tham lam và tính ích kỷ của Diệp Thiên Nam cuối cùng cũng chọc giận Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng quyết định phải chơi đến cùng với gã. Hạ Tưởng đương nhiên biết rằng việc đòi hỏi đạo đức đối với một nhà chính trị là vô cùng trẻ con nực cười, nhưng thân là cán bộ cấp cao của đảng, không có một chút liêm sỉ, không có chút áy náy, coi sinh mạng người dân như cỏ rác, lợi ích của mình thì to bằng trời, hành vi như vậy, trời đất cũng không tha. Nếu hắn đã đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu cuộc đọ sức với Cầu Đường Tỉnh Tương đã bước đầu thắng lợi, nếu hiện giờ trong tay còn có quân bài chưa lật ra, Hạ Tưởng liền quyết định, tiêu diệt từng người một, lần lượt bắt giữ bốn cậu ấm của Tỉnh Tương, đem số tiền lớn mấy tỷ bạc mà bọn chúng chiếm đoạt, bắt bọn chúng phải ói trở ra giao nộp cho ngân khố nhà nước. Trong khoảnh khắc hạ quyết tâm, Hạ Tưởng đã đặt ra ba bước chiến lược để đi, nhất thiết phải diệt cỏ tận gốc, không để lại mối nguy hại nào. Theo sau sự tuyên án của vụ án Đường Gia Thiếu, và cả việc bắt đầu cuộc chỉnh đốn xử lý Cầu Đường Tỉnh Tương, Trần Truyền Thế Tự Vận và Triệu Tuyên Minh nhảy lên nhảy xuống, đã mất tác dụng, trên cơ bản đã bị lãng quên, nhưng sự việc còn chưa kết thúc. Cục Công an thành phố Tương Giang sau khi gọi Triệu Tuyên Minh lên, không lâu sau đã xin giấy phép bắt giữ của cơ quan kiểm soát về tội danh bức ép người khác tự vẫn. Tin tức truyền ra ngoài lại tạo nên chấn động không nhỏ, nghĩ đến dạo trước đây Triệu Tuyên Minh còn đùa vui ồn ào khá là sôi nổi, kết cuộc lại đem tảng đá lớn tự đè lên chân mình, đúng là khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt, đều không hẹn mà cùng cảm thán, không nên tùy tiện ra đầu gió, cẩn thận kẻo gió thổi bay mất. Sự cảm thán của người ngoài chỉ là ở vẻ bề ngoài, người hiểu rõ sự tình bên trong lại biết rõ rằng việc Triệu Tuyên Minh bị bắt, chứng tỏ cuộc đấu tranh chính trị của Tỉnh Tương, đã đi đến giai đoạn thứ hai. Cuối tuần, Hạ Tưởng nhận được cuộc điện thoại của Tào Thù Lê, nói cho hắn biết trong vòng một tuần có thể tới. Hạ Tưởng đương nhiên giơ tay hoan nghênh, đàn ông luôn hy vọng bên cạnh có một người phụ nữ chăm sóc cuộc sống cho mình, dù sao có người ở nhà, vừa có sự dịu dàng lại có sự ấm áp. Nói xong vài câu, cứ ngỡ Tào Thù Lê sắp buông điện thoại, không ngờ cô ta lại cười, nói. Báo cho anh một tin vui, Nhược Hạm vài ngày nữa đến Tỉnh Tương rồi, cô ấy muốn đến thăm anh trước, còn không cho em nói với anh. Bảo là muốn có cuộc đột kích bất ngờ, em vẫn là không kiềm được nói ra. Liên Nhược Hạm đến thì đến đi, còn muốn điều tra hắn, người đàn ông giữ mình trong sạch như hắn, bây giờ có sách đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm ra, Liên Nhược Hạm còn dám nghi ngờ hắn. Nhất định phải xử phạt cô ta một trận, để cô ta biết mùi lợi hại. Kỳ thực, người anh nhớ nhất vẫn là người vợ như em. Hạ Tưởng cười hi hi, biểu hiện lòng chung thủy với Tào Thù Lê. Thôi đi, bớt xến đi, đã là đôi vợ chồng già rồi, em còn không biết tâm ý của anh sao? Được rồi, không nói nhiều với anh nữa, em trông con ở thủ đô đây. Đang nói chuyện, Tào Thù Lê liền ngắt điện thoại, khiến cho Hạ Tưởng cảm thán một phen, đến một giai đoạn nào đó, tâm trí của người phụ nữ sẽ vì con cái mà bị chi phối hết một nửa, đàn ông sẽ bị lạnh nhạt ở một mức độ nào đó. Vừa để điện thoại xuống, Nghiêm Tiểu thì lại gọi điện thoại đến. Gọi điện thoại cho ai vậy? Gọi cả nửa buổi trời đều bị kẹt mạng, thật tình mà nói, khẳng định không phải là vợ, thì là người tình rồi. Được rồi, bây giờ đã là mùa thu rồi, hoa đào sớm đã tàn hết rồi. Sao hắn lại bị cho là phạm số đào hoa rồi? Hạ Tưởng lười để ý đến lời oán trách của Nghiêm Tiểu Thì, hỏi thẳng.
em sao còn chưa về tỉnh Yến? Em còn một việc chưa làm xong, đương nhiên không thể về được rồi. Việc này, anh nhất định có hứng thú. Nói nghe xem nào, em biết được hướng chuyển tiền của bốn cậu ấm tỉnh Tương. Thế nào, có muốn biết chi tiết sự việc không? Nếu như muốn biết, thì hãy đến Giai Chi Nhạc tìm em. Chuyện của Nghiêm Tiểu thì vô cùng lôi cuốn. Hạ Tưởng cũng biết cô nửa thật nửa đùa, liền cười nói. Được, nể mặt em một lần. Giai Chi Nhạc nằm ở bờ sông Tương Giang, là một quán cơm đặc sắc tiện nghi. Ngay lúc trăng tròn, Hạ Tưởng đứng bên bờ sông Tương Giang, thấy một vầng trăng sáng đang treo trên cao, nước sông dập dờn, âm nhạc du dương không ngớt, du khách đông nghẹt, thoáng chốc lại suy nghĩ xa vời, không ngờ lại nghĩ đến bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư. Từ xưa đến nay, Tương Giang ngàn năm, nước chảy dìu dịu, bao nhiêu hưng thịnh bấy nhiêu sầu, cái không thay đổi vĩnh viễn là dòng sông chảy xiết và ánh trăng trên trời, Hạ Tưởng không biết sao lại bùi ngùi vô cùng. Ánh mắt lúc này của anh rất u buồn, khiến người ta mê mẩn. Không biết Nghiêm Tiểu thì đi đến bên cạnh từ lúc nào, che miệng cười một cái. Có một số phụ nữ thích người đàn ông đơn giản, một số phụ nữ lại thích người đàn ông thâm thúy, người có thể chịu được ngày tháng vất vả như Nghiêm Tiểu thì, chắc chắn là thích người đàn ông thành thục điềm đạm hơn một tí. Hạ Tưởng vừa quay đầu lại nhìn, thầm kêu lên một tiếng đẹp. Cả người Nghiêm Tiểu thì là một chiếc đầm dài dường như cô ấy luôn thích áo đầm dài, giống như hoa sen vừa ló mình khỏi làn nước trong xanh, xinh đẹp và thuần khiết. Dưới sự tô điểm của đêm trăng và dòng sông mùa xuân, càng hiện rõ vẻ đẹp trầm tĩnh mà thanh lịch. Vẻ đẹp của Nghiêm Tiểu thì, trải qua được tháng ngày mưa gió như dao cắt, Hạ Tưởng cười nói. Quả là một người đẹp dưới trăng, Tiểu thì, nếu như em ở trong thời cổ đại, chắc chắn sẽ đẹp nghiêng thành. Miệng ngọt như mật ong, khẳng định không có ý tốt. Nghiêm Tiểu thì rất vui, cùng Hạ Tưởng kề vai lên lầu. Ngày mai em phải về thành phố Yến rồi, phải xử lý một số vấn đề còn sót lại, bí thư Phạm sắp lui rồi. Hạ Tưởng giật mình không nhỏ, Phạm Duệ Hằng còn chưa đến tuổi mà, sao lại phải lui rồi? Tình hình tỉnh Yến lại có biến động lớn rồi. Tỉnh Yến là chỗ căn cứ của hắn, có rất nhiều thân tín của hắn, cục thế biến động, chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng không biết trước được. Chương 1337, sắp đến. Gian phòng ở Giai Chi Nhạc rất độc đáo, không giống với bố trí của quán ăn thông thường, ngược lại giống quán trà, không, còn thoải mái hơn cả quán trà, trong phòng có sofa, có ghế nằm, có ghế quý phi, nếu như có thêm giường, thì càng giống nhà khách chứ không phải quán ăn rồi. Ánh đèn của gian phòng ảm đạm mà mập mờ, kết hợp với ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ cùng nước sông dập dờn, lại là mùa xuân khoan khoái dễ chịu, khiến cho cuộc hẹn có vẻ đẹp mông lung. Nghiêm Tiểu thì ngoài mặc áo đầm dài ra, còn mặc cả áo khoác bên ngoài, đến gian phòng rồi, cô ấy cởi áo khoác ra, vắt lên giá áo, lập tức để lộ ra hai bờ vai thon dài, trắng như ngọc, tinh khiết không một vết dơ. Trên người Nghiêm Tiểu thì đã hồi phục lại như lúc ban đầu, cũng tốt, không để lại bất kỳ cái thẹo nào, cũng xem như trong cái rủi có cái may. Trải qua sự việc lần này, cô ấy càng trầm tĩnh càng ung dung hơn trước rất nhiều, đôi ngực cao ngất của cô, eo nhỏ duyên dáng, và cả phần mông, không một chỗ nào là không đẹp đến cực đỉnh, cổ nhân có câu thơ Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố nghiêng nhân thành, tái cố nghiêng nhân quốc, nơi phương Bắc có mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần như tiên. Thoáng nhìn thành đã nghiêng, nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà. Ninh bất chi khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc. Không màng thành ngã nước nghiêng, chỉ e khó gặp người tiên hai lần. Hạ Tưởng đột nhiên hứng thú, thốt ra câu thơ cuối cùng. Hôm nay anh có chút lo ra. Sóng mắt Nghiêm Tiểu thì chuyển động, nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi lại hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dượng cả đời lận đận trong quan trường, lúc ở cấp sở thì nghĩ đến cấp tỉnh, lúc ở cấp tỉnh thì nghĩ đến cấp quốc gia, bây giờ cuối cùng phải lui xuống rồi, cũng trong một lúc nghĩ thông rồi, như chút được gánh nặng, hôm qua em và ông ta đã nói chuyện điện thoại, cũng gọi ông ấy một tiếng Dượng rồi, ông ấy đồng ý một cách rất tự nhiên. Thảo nào chữa, kia Nghiêm Tiểu thì rất ít gọi Phạm Duệ Hằng là Dược, thì ra bên trong có lý do không muốn người ta biết. Làm quan lâu rồi, một mặt tính cách con người cũng bị lu mờ rất nhiều người đều sẽ trở nên kỳ quặc. Tuổi ông Phạm còn chưa đến lúc, bây giờ xuống, cũng có chút đáng tiếc. Hạ Tưởng không tiện nói thêm gì, Phạm Duệ Hằng còn 2 năm nữa mới đến tuổi, bây giờ lui xuống sớm, mà không phải đến mặt trận tổ quốc cả nước hay dưỡng lão,
Âu cũng là kết quả của việc vận hành thất bại. Tuy nhiên nghĩ thôi cũng có thể lý giải được, không phải tỉnh ủy nào cũng đều có cơ hội được đãi ngộ dưỡng lão như cấp phó quốc đâu, phần lớn vẫn sẽ dừng lại ở cấp tỉnh bộ. Hạ Tưởng càng lo lắng hơn là sau khi Phạm Duệ Hằng đi rồi, ai sẽ tiếp nhận tỉnh Yến, là Cao Tấn Chu hay là tên nào đó đột nhiên nhảy ra ở thủ đô. Dự đoán thì lính nhảy dù là có nguy cơ cao hơn một tí, bởi vì thời gian Cao Tấn Chu nhậm chức không bao lâu, hơn nữa Cao Tấn Chu lại là dòng dõi nhà họ Ngô, Trung ương sẽ không thể yên tâm để thế lực gia tộc quản lý vùng đất trực thuộc. Lại nghĩ, tỉnh Yến có không ít ủy viên thường vụ đều là mới nhậm chức dạo gần đây, không cần biết ai đảm nhiệm, chỉ ít vài vị trí chủ chốt như chủ tịch tỉnh sẽ không thay đổi, cũng sẽ không có sự dao động quá lớn, thế thì sức ảnh hưởng của hắn vẫn còn, vậy có thể đảm bảo cho đám Bành Vân Phong, Chu Duệ Nhạc, Trung Nghĩa Bình, Từ Tử Kỳ phát triển thuận lợi, hắn cũng yên tâm rồi. Trong mấy người, những người khác đều tốt, khá là thành thục điềm đạm, thậm chí là Trung Nghĩa Bình cũng khiến Hạ Tưởng yên tâm, chỉ có Từ Tử Kỳ là không để người ta bớt lo được. Hai hôm trước còn nghe Chu Duệ Nhạc vô tình nói ra, hình như Từ Tử Kỳ đang muốn ly hôn, suýt chút nữa là bị gã làm cho tức chết. Liền ngay tức thì gọi điện thoại tới, mắng cho Từ Tử Kỳ một trận, thân là cán bộ lãnh đạo, ly hôn là việc đại kỵ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ. Từ Tử Kỳ ở trước mặt Hạ Tưởng vô cùng thành thật, rất khiêm nhường mà tiếp nhận phê bình, nói là gã quen biết với một cô gái tên là Lý Hoa, bị cô ấy mê hoặc, muốn cưới cô ta, nhưng sau này hiểu ra rồi, lại hối hận, may thay là Lý Hoa cũng không xem là thật, nếu như Lý Hoa tưởng thật, quậy lên một cái, mọi chuyện sẽ không cách nào cứu vãn được nữa. Hạ Tưởng giận Từ Tử Kỳ không nên thân lại mắng cho gã vài câu, người vấp ngã mà không biết rút kinh nghiệm là tên ngốc, một người sao có thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ chứ. Ở tỉnh Yến có vài tên theo phe của Hạ Tưởng đếm cũng không nhiều, hắn không thể không quan tâm, nhất là tỉnh Yến bao quanh Bắc Kinh Thiên Tân, nếu như vận hành và thao tác tốt, con đường thăng tiến sẽ rất thuận lợi, bất kể là đến ủy ban trung ương quá độ, hay là vào thủ đô liên lạc quan hệ, đều gặp may mắn tiện lợi. Cũng chính vì Hạ Tưởng thích tỉnh Yến hơn, mới khiến hắn sau khi đến tỉnh Tương, lại không có ý vun đắp thân tín, tuy nhiên hôm nay bàn đến cục thế của tỉnh Yến, lại khiến tư tưởng của hắn trôi xa hơn. Làm cho hắn đột nhiên có cảm giác, cũng nên gầy dựng lực lượng của mình ở tỉnh Tương, dù sao cũng đã là ủy ban kỷ luật tỉnh, nhân vật đứng thứ tư của tỉnh ủy, muốn đào tạo vài thân tín, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đúng rồi, anh cũng xem như nói đúng một vài điểm, dựng gần đây tâm trạng không được tốt, có thể do hụt hẫng, ông ấy vốn muốn đi mặt trận Tổ quốc, cuối cùng cũng không đi được. Trong số phụ nữ mà Hạ Tưởng biết thì Nghiêm Tiểu Thì, tuy rằng không thể coi là người ít quan tâm chính trị nhất, nhưng xưa nay cũng không hứng thú đối với chính trị lắm, hôm nay vừa gặp mặt đã chủ động bàn chuyện chính trị, cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy thú vị. Mặt trận Tổ quốc toàn quốc tới đó cũng không dễ, nào phải là mặt trận Tổ quốc địa phương, Phạm Duệ Hằng hụt hẫng cũng có thể hiểu được. Nghiêm Tiểu Thì đứng ở ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Hạ Tưởng, nhìn từ sau lưng, dáng người cô ấy như liễu, khuôn mặt như tranh vẽ, đứng trước cửa sổ mở toan ra, giống như bức tranh vẽ người đẹp đang ngắm trăng. Vừa đúng lúc ở nơi xa xa trên bầu trời đêm, không biết là ai đã bắn pháo hoa, chiếu rọi trong màn đêm, nổ ra những tia sáng đẹp mắt, bóng dáng Nghiêm Tiểu Thì có pháo hoa làm nền, càng làm nổi bật hình dáng xinh đẹp, chỉ có điều trong thoáng chốc, Hạ Tưởng trong lòng không yên, cảm thấy hình ảnh của Nghiêm Tiểu Thì cô đơn mà thương cảm, còn lạc lõng hơn cả pháo hoa. Một cô gái đã dùng gần 10 năm tuổi thanh xuân, hắn làm sao gánh vác được phần trách nhiệm nặng nề này. Đột nhiên, trong lòng Hạ Tưởng lại vô cùng thương tiếc đối với Nghiêm Tiểu Thì, nhớ lại một câu nói mà Nghiêm Tiểu Thì đã nói với hắn khi còn trong bệnh viện, vẫn còn bên tai. Cả đời của em chỉ vì một mình anh, giữ mình trong sạch như ngọc. Những phụ nữ bên mình, Cổ Ngọc đơn giản mà vui vẻ, Tống Nhất Phàm thuần khiết mà rộn rã, Phó Tiên Tiên đơn giản mà bướng bỉnh, chỉ có Nghiêm Tiểu Thì, tâm tư tinh tế mà nhiều suy nghĩ, tuy rằng cũng có một mặt suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tình cảm cô ấy đối với hắn, lại là mối tình thanh khiết đẹp đẽ nhất nhân gian. Hạ Tưởng đó giờ luôn là người đàn ông dám gánh vác, tại sao vẫn một mực không dám gánh vác mối thâm tình của Nghiêm Tiểu Thì. Hắn lặng lẽ đứng dậy, đi đến sau lưng Nghiêm Tiểu Thì, từ phía sau giang hai tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu nói vào tai cô một câu. Tiểu Thì, mấy năm nay, vất vả cho em rồi. Nghiêm Tiểu Thì đang nhìn trăng thương cảm. Sự dịu dàng khó có và những lời ấm áp của Hạ Tưởng, một nhát xuyên vào trái tim cô đơn và kiên trì của cô,
ngay lập tức chỉ thấy toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, nước mắt nóng hổi chảy dài, tức thì liền sụi lơ trong lòng của Hạ Tường. Anh đúng là kẻ nhẫn tâm, nhiều năm như vậy rồi, trông ngôi sao mong mặt trăng, cũng không trông được một tiếng nói đường hoàng từ anh. Rượu không say người người tự say, Hạ Tường lần đầu tiên có một dục vọng mãnh liệt muốn chiếm lấy Nghiêm Tiểu Thì, hơn nữa còn là sự bùng phát chưa từng có. Nghiêm Tiểu Thì cũng thuận theo ôm lấy cổ của Hạ Tường, chủ động dâng lên đôi môi nóng bỏng. Đôi môi của Nghiêm Tiểu Thì ướt át mà nồng ấm, khẽ run lên, còn có cả mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, trong cảnh xuân và ánh trăng hoa lệ như vậy, trong màn đêm khiến người ta mê say nhường này, Hạ Tường dùng sức ôm chặt lấy Nghiêm Tiểu Thì vào lòng, giơ tay mò ra sau lưng cô ấy, tìm kiếm dây kéo của cái đầm, nhưng lại tìm không thấy. Chuyện lạ, không lẽ đây là áo trời không một vết chỉ khâu như truyền thuyết sao?